Phương Thảo xin chào các bạn thính giả yêu mến của kênh truyện HPT Channel. Các bạn thân mến, hôm nay Phương Thảo sẽ mang tới cho các bạn một câu chuyện tình rất éo le. Ngay từ ngày đầu tiên đi làm, cô đã ghét cay ghét đắng kẻ có nhiều tiền luôn cao cao tại thượng như anh. Còn anh lại bị một cô nàng hung dữ, ham tiền ham của này hấp dẫn. Trải qua bao nhiêu chuyện, rốt cuộc thì cô cũng đã bị anh chinh phục. Nhưng mọi chuyện lại đâu có êm đềm như vậy chứ. Chuẩn bị kết hôn, cô vô tình phát hiện bọn họ có quan hệ anh em. Vậy mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Cô uẩn khúc gì hay không? Cuộc tình đầy éo le này sẽ diễn biến ra sao? Xin mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện qua sự thể hiện của Phương Thảo. Và các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh truyện HPT Channel để đón nghe những câu chuyện hay nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn buổi tối nghe chuyện vui vẻ. Giày của tôi! Không để ý tới ánh mắt dị thường của người khác, Hạ Lạc vội kêu lên, vội vã cúi đầu tìm kiếm giày cao gót. Không biết đã lưu lạc ở nơi nào, không biết có còn cơ hội để sửa chữa nữa hay không. Nếu như có thể tìm ra giày cao gót, lấy đinh gắn lên là ổn. Hay có lẽ có thể trở về chợ đêm, tìm chuột cửa hàng bàn bạc, nói không chừng còn có thể đổi được đôi giày mới. Thật tốt quá, khóe miệng của cô không khỏi cong lên mỉm cười hả hê. Đang định tiến tới, nhặt lên, thì phải trơ mắt nhìn nó bị người khác đá đi. Này, anh kia đứng lại! Cô lớn tiếng mà hét, người vừa đá gót giày của mình đi. Người nọ mới là không để ý tới cô, có lẽ căn bản là không chú ý tới tiếng hét của cô, một mực đi tới thang máy. Mặc dù chân của cô mơ hồ chuyển tới một chút đau đớn, Hà Lạc vẫn bước tới trước mặt người kia, chống lạnh, tức giận mà nói. Thế nào, dám làm không dám chịu, còn gì là anh hùng hảo hán đây? Người nọ sừng sốt, vốn là biểu tình lạnh lùng, nhưng bây giờ lại có chút kinh ngạc. Nhưng chỉ là chớp mắt, anh liền bình thản nói. Có chuyện gì thì tìm luật sư của tôi, đừng diễn loại xiếc này nữa. Tìm luật sư? Hạ Lạc vừa nghe không khỏi giận dữ ngút trời, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Dáng dấp thì cũng không tệ, cho là ngọc thụ lâm phong như người xưa nói. Nhưng như vậy thì sao chứ? Như vậy thì có cái quyền gì mà đi đá giày của cô cơ chứ? Nhìn cách ăn mặc của anh ta, nhất định là người có tiền rồi. Nhưng có tiền thì như thế nào chứ? Chẳng lẽ có thể tùy tiện dạ nạt người khác? Hạ Lạc này cũng đâu phải là dễ bắt nạt. Tìm luật sư? Anh nghĩ là tôi sợ sao? Người nọ nhếch mày, ánh mắt hứng thú nhìn cô chăm chú. Vậy cô muốn thế nào? Nhìn thấy anh chăm chú nhìn ánh mắt của cô, Hà Lạc khinh thường hừ nhẹ trong lòng. Cô theo bản năng né tránh ánh mắt của anh, lớn tiếng mà nói. Tôi muốn anh bồi thường. Mặc dù cô vốn không muốn như vậy, ngăn lại anh ta đơn giản là nhất thời tức giận. Thế nhưng nghĩ lại, không bằng bắt anh đền cho mình đôi giày mới. Dù như thế nào thì anh cũng là người có tiền cơ mà. Người nọ tươi cười, từ trong túi móc ra một cuốn chi phiếu. Cô muốn bao nhiêu? Anh cúi đầu chờ đợi câu trả lời của cô. Hạ Lạc ngay cả người, chuyện gì vậy chứ? Đôi giày của cô cũng chỉ có 200 tệ, không tới nỗi phải viết chi phiếu nha. Hạ Lạc không khỏi quan sát anh ta lần nữa, đột nhiên cô hiểu ra. Hạ Lạc mím môi, ánh mắt liếc đi hướng khác, giơ hai bàn tay lên, trong lòng của cô tức giận nghĩ. Có tiền thì tốt lắm sao? Bày ra tác phong đáng ghê tởm đó. Anh khinh thường tôi còn không thèm nhìn mặt anh nha. Người nọ đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại suy nghĩ một chút, liền nhanh chóng ký tấm chi phiếu đưa cho cô. Hạ Lạc thoải mái đưa tay đón lấy, mặc dù trong lòng cực kỳ bất mãn. Cô không xem một chút sao? Hạ Lạc tức giận trợn mắt, nhìn anh ta một cái, nghĩ thầm, 200 tệ viết chi phiếu thì giỏi lắm hay sao mà phải xem chứ? Liếc mắt một cái, nhìn tờ chi phiếu, lại thấy cửa thang máy đúng lúc mở ra. Cô mặt lạnh tiến vào thang máy, không muốn dây dưa cùng với anh nữa. Không ngờ tên kia cũng theo cô bước vào bên trong. Trong lòng của cô tràn ngập giận dữ, không khỏi ác ý hỏi. Anh muốn tôi nói rõ ràng với anh, tôi mặc dù cần tiền của anh, nhưng tất cả đều là do anh nợ tôi. Đừng có mà sinh ra ý đồ gì khác, sau này chúng ta sẽ không liên quan tới nhau. Tốt nhất là đừng có gặp nhau nữa. Anh phải biết là tôi đã học võ phòng thân, không phải là một cô gái yếu đuối để mặc cho người ta bắt nạt đâu. Đối với sự phản kháng mãnh liệt của Hạ Lạc, người nọ chỉ cười nhạt, dáng vẻ không thèm để ý. Hạ Lạc tức giận cực kỳ, chưa bao giờ gặp qua loại người vô sỉ như vậy. Lời nói cũng đã nói rõ ràng, anh ta lại một chút phản ứng cũng không có. Cô định nhấn lầu 17, nhưng lại thay mặt anh nặng nề ấn nút lầu 1 trên thang máy. Ám hiệu như vậy là đã quá rõ ràng rồi. Sao thế? Anh ta nghi ngờ hỏi. Hạ Lạc mất kiên nhẫn mà nói. Tôi giúp anh đi xuống dưới, đi nhanh đi, không cần đi theo tôi. Tôi không muốn ngày đầu đi làm đã để lại ấn tượng xấu trong lòng mọi người. Tôi là loại phụ nữ xấu xa, thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Hóa ra là cô tới Vân Thị làm việc. Nói nhảm, vì tôi ăn mặc như vậy, không phải tới đây đi làm, chẳng nhẽ là đi chơi. Người nào rảnh rỗi tới nối, mặc váy bó khó chịu, tỉ mỉ trang điểm để dày vò chính mình, không phải là bị điên đấy chứ.
Người nọ cười cười. Trang điểm tỉ mỉ sao? Tôi nhìn cô nhiều nhất cũng chỉ là tô chút son môi thôi mà. Hà Lạc chép miệng. Anh thì biết cái gì? Tôi chính là lần đầu tiên tô son đậm như vậy. Vậy sao? Nói như vậy nhưng cặp mắt lại lộ ra tán thưởng. Mặc dù từ đầu tới giờ Hà Lạc luôn trưng ra vẻ mặt tức giận, nhưng anh có thể nhìn ra gương mặt trái xoan điển hình, ngũ quan tỉ mỉ, đôi mắt long lanh, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mím của cô bé bị cướp đi món đồ chơi yêu thích, ngây thơ mà đàng hoàng. Cô thu hút người khác không nhịn được mà chăm chú quan sát, mà giọng nói thanh thúy kia lại nói ra những lời độc địa nhưng không hề khiến cho người khác cảm thấy chán ghét. Đương nhiên rồi. Hà Lạc không biết khi cô nói như vậy, bộ dạng tức giận kia hài hước tới cỡ nào. Anh không nhịn được mà thốt lên. Nếu như cô xóa tóc xuống thì sẽ đẹp hơn. Đừng búi tóc sau ót giống như bà lão. Anh giống như có thể nhìn thấy hình ảnh cô xinh đẹp đứng dưới ánh nắng ấm áp, mái tóc mềm mại tung bay trong gió, gò má trắng nón hơi ửng hồng, tựa như một đóa hoa anh đào nở rộ, xinh đẹp động lòng người. Hạ Lạc trừng mắt liếc anh. Anh thì biết cái gì chứ, như vậy mới đứng đắn. Nói xong cửa thang máy cũng mở ra. Hà Lạc nhanh chóng bước ra, lạnh lùng mà nói. Không cùng chí hướng thì không hợp tác với nhau được, không được đi theo tôi, nhớ chưa? Khi Hạ Lạc vừa ra khỏi thang máy, nhìn lên đồng hồ trên tường, tim của cô đập nhanh một chút, nhớ tới lúc phỏng vấn, công ty đã từng đề cập qua, chuyến đi muộn sẽ bị phạt tiền. Trời ơi! Bất chấp mọi chuyện, Hà Lạc vội vàng chạy vào lầu 17. Thời gian nghỉ trưa vừa tới, Hà Lạc từ chối đi ăn cùng với đồng nghiệp mà ra chỗ cầu thang ngồi. Cô tất nhiên không muốn bỏ lỡ bữa trưa miễn phí, nhưng trên chân lại cảm thấy có chút đau đớn, khiến cho cô không muốn vận động chút nào. Duỗi dài đôi chân, Hà Lạc vừa xoay mắt cá chân sưng đỏ, vừa lẩm bẩm. Ơi, đau quá, không ngờ sẽ sưng thành như vậy, thực sự là vô dụng mà. Tại sao cô lại không đi ăn? Nghe nói như vậy, Hà Lạc vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục màu xanh đứng bên cạnh nhìn cô chằm chằm. Hai ánh mắt lấp lánh có hồn, giống như chỉ cần nhìn một chút là có thể thấu lòng người. Mặc dù chỗ cầu thang ánh sáng không tốt, nhưng người ta lại không thể không chú ý tới sự hiền hữu của anh. Quên sao? Hà Lạc nhíu nhíu mày, mở to mắt, cẩn thận mà nhìn anh. Thật xin lỗi, anh biết tôi sao? Nghe giọng của anh ta có vẻ quen quen, có thể là người trong công ty. Buổi sáng quản lý có dẫn cô đi khắp nơi làm quen. Nhưng chân của cô rất đau, người lại rất đông, cô làm sao có thể nhớ hết được đây? Đối với công ty này, cô chỉ quan tâm tới chuyện quy định thực sự rất nghiêm khắc, chỉ là trễ 15 phút lại bị khấu trừ đi toàn bộ tiền làm một giờ, nhớ tới lại khiến cho cô đau lòng. Cô lại tiếp tục xoa chân. Vậy đi, nếu như không kịp đi khám bác sĩ, chỉ sợ ngày mai cô sẽ không thể đi lại được nữa đó. Nhìn da thịt trắng như tuyết trên mắt cá chân của cô ửng đỏ, Vân Phi Dương không khỏi lắc đầu. Không cần đâu, ai mà biết xin nghỉ sẽ bị trừ bao nhiêu lương chứ. Trừ đông trừ tây, khó trách công ty này lại lớn như vậy. Nghĩ tới sẽ phải chịu biết bao nhiêu tổn thất, Hạ Lạc không nhịn được mà oán trách. Vân Phi Dương dương cặp mắt thâm thúy lên, nở nụ cười. Nếu như một công ty kiếm tiền bằng cách này thì sẽ chẳng có ai điều hành được công ty đâu. Được rồi, một ngày nghỉ của cô sẽ không bị khấu trừ vào lương, được chứ? Nói chuyện hào phóng như vậy, làm như anh có rất nhiều tiền vậy, giống như... Đột nhiên, một ý nghĩ quen thuộc hiện lên. Hà Lạc nhìn chằm chằm anh, lớn tiếng mà nói. Là anh sao? Sao anh vẫn còn chưa đi? Đi. Đối với lời nói thật thà của Hà Lạc, anh giống như một chút cũng không để ở trong lòng, ngược lại còn thấy rất thú vị. Anh đã sớm chán ghét những kẻ xung quanh luôn định nọt, a dua theo anh. Chẳng nhẽ không đúng hay sao? Không phải đã nói rõ là chúng ta không hề liên quan, không hề thiếu nợ nhau sao? Nói xong, Hà Lạc cúi đầu, lẩm bẩm một mình. Chúng ta hình như không đúng, quan hệ của chúng ta đâu có tốt như vậy. Cô lập tức ngẩng đầu lên giải thích. Là anh và tôi không thiếu nợ nhau, cũng không hề liên quan tới nhau. Nếu đã như vậy, tôi nghĩ anh không nên xuất hiện trước mặt tôi mới đúng chứ. Cô ngây thơ nói xong lại thấy rất hợp tình, hợp lý. Là vậy sao? Vân Phi Dương vẫn ung dung như cũ nhìn cô. Đột nhiên một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô. Hà Lạc hoảng hốt nói. Chẳng nhẽ anh cũng làm ở công ty này? Vân Phi Dương từ chối cho ý kiến, môi cong lên thành một nụ cười đẹp đẽ. Chẳng lẽ bạn của cô không nói cho cô biết hay sao? Trời ơi, đây là thật sao? Tôi chắc là phải xem lại cái công ty này thôi. Đầu tiên là bị ngã đứt giày, rồi sau đó là đi trễ bị phạt tiền, liên tiếp rủi ro, không nói tới là lại còn làm cùng công ty với anh nữa chứ. Nhìn mắt cá chân sưng đỏ, lòng của Hạ Lạc như rớt xuống đáy cốc. Cô mở miệng ngậm miệng, đều nói về tiền, chẳng nhẽ đối với cô, tiền quan trọng tới như vậy sao?
Vân Vi Dương cúi người xuống, ánh mắt nhìn cô sâu sắc có nghi vấn, cũng có cả những tâm tình mà chính anh cũng không hiểu. Hạ Lạc chẳng thèm nhìn anh một cái, chỉ khẽ hừ hừ một tiếng, coi như là trả lời. Mặc dù cô luôn quan tâm tới chuyện tiền bạc, cũng không thể phủ nhận bản thân rất yêu tiền, nhưng trong lòng cô luôn xem thường những kẻ lắm tiền khi người, nhất là những kẻ nghĩ có tiền có thể thay đổi tất cả. Đối với cô vĩnh viễn không bao giờ quên được người có tiền đã cướp đi vị trí của cha cô. Nghĩ tới đây, cô bỗng cảm thấy mệt mỏi, chống vào vách tường, Hạ Lạc chậm chạp đứng lên. Cô muốn đi đâu? Hạ Lạc không hề nghĩ ngợi nói. Đi đâu cũng được, miễn là không phải ở đây cùng với anh. Cô né người đi qua anh, tựa như anh là ôn dịch, chỉ sợ không cẩn thận chạm vào sẽ chết vậy. Cô rất ghét tôi. Cô thản nhiên nhìn anh. Ghét? Xin lỗi ngài, còn chưa được ghi vào danh sách ghét của tôi. Vân Phi Dương sửng sốt một chút, thật không ngờ cô gái này lại dám nói với anh như vậy. Vẻ mặt có chút kinh ngạc, anh càng thích trêu chọc cô. Lúc này khóe miệng của anh cong lên nụ cười quỷ quyệt, đôi mắt thâm thúy sáng lên. Này, cô tên là Hạ Lạc có đúng hay không? Hạ Lạc dừng lại một chút. Tôi có chút tò mò, vì ai mà cô tới tìm tôi? Hạ Lạc hơi nhíu mày, nghĩ thầm, anh ta đang nói cái gì vậy chứ? Vì người nào? Tránh anh còn không kịp nữa là đi tìm. Cô chỉ là nghi ngờ mà thôi, lười hỏi. Giờ cô chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi cái tên này, vì vậy thuận miệng nói. Anh yên tâm đi, ngay cả khi người trên thế giới này chết hết, tôi cũng sẽ không hề có một chút hứng thú gì với cái người lắm tiền như anh đâu. Cho nên từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ tìm tới anh nữa. Hy vọng anh cũng như vậy. Nói xong, cô cũng không thèm nhìn anh một cái, quay lưng mà bước đi. Vân Phi Dương từ trước tới nay luôn tự tin về sức hấp dẫn của bản thân, nhất là đối với phụ nữ. Khống chế một con ngựa hoang còn hơn nuôi vô số một con cừu nhỏ. Đối với Hạ Lạc, Vân Phi Dương bị khơi lên dục vọng muốn chinh phục cô. Ngẩng cao đầu, đôi môi quyến rũ của anh cong lên nụ cười hạ hê đầy tự tin. Vân Phi Dương nghĩ xong làm liền. Nghỉ trưa xong, anh nhờ quản lý tìm Hạ Lạc, mời lên phòng. Dĩ nhiên chuyện này cô không hề biết, mà anh cũng một mực giữ bí mật. Cô chính là Hạ Lạc. Trình độ của cô, hẳn có thể làm chuyên viên. Tại sao lại chỉ yêu cầu là một nhân viên hành chính nhỏ bé? Trong phòng làm việc của anh, Vân Phi Dương đưa lưng về phía cô mà hỏi. Hạ Lạc vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy tổng giám đốc đưa lưng về phía cô, liền cho rằng anh không muốn nhìn thấy mình. Cúi đầu kéo kéo vạt áo. Bộ đồ công sở này là quần áo của mẹ Hạ Lạc lúc còn trẻ, vẫn cho là còn có thể dùng được, nhưng không ngờ hoạt động hơn nửa ngày, chiếc váy ngắn này càng làm cho cô khó chịu. Lúc này Hạ Lạc mới ngẫm ra, thì ra tính tiết kiệm của mình là di truyền từ mẹ. Mẹ cô lúc còn trẻ cũng hay mua quần áo giá rẻ để mặc, chỉ là cô còn tiết kiệm hơn cả mẹ, muốn cho cô bỏ tiền ra mua loại quần áo này là không thể. Vân Phi Sướng âm thầm cười trộm, bởi qua tấm gương phản chiếu, mọi cử động của Hạ Lạc đều rơi vào mắt của anh. Thật không ngờ ngay cả chút phòng bị của cô cũng không có. Hạ Lạc. Anh bất đắc dĩ phải lên tiếng gọi, nhưng tiếng nói không giấu được ý cười. Cái gì ạ? Cô trả lời theo phản xạ. Cô có nghe tôi nói hay không vậy? Tôi hỏi cô, tại sao lại muốn làm công việc hành chính đơn giản? Cũng không có nguyên do. Chỉ do là công việc này phù hợp với tôi, có thể tan sở về nhà đúng giờ. Nếu không chậm trễ một chút, Tiểu Tường có thể bị chết đói. Cô trả lời một cách thoải mái, sau đó lại len lén túm chặt váy. Tiểu Tường là con của tôi. Con gái? Vân Phi Dương vừa nghe xong có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt không hề biến sắc hỏi. Bản lĩnh này của cô không phải là ghi chưa kết hôn hay sao? Hạ Lạc đỏ mặt. Tôi vẫn chưa kết hôn. Đối tượng cũng chưa xuất hiện, làm sao có thể kết hôn được đây? Đúng lúc đó thì một người từ ngoài cửa xông vào. Phi Dương à, em đã làm gì sai? Tại sao lại điều em sang phòng khai thác? Hoắc Ánh Hoa là con gái bạn tốt của cha Vân Phi Dương. Chính vì vậy, khi mà vừa tốt nghiệp, cô ta đã đảm nhiệm chức vụ thư ký giám đốc của tập đoàn Vân Thị. Không phải là người xa lạ nữa, lại quen biết từ lâu. Cho nên khi vừa nhận được tin tức, cô ta đã kích động mà xông vào. Ánh Hoa. Vân Phi Dương nhíu mày. Tôi đã bảo quản lý Lữ giải thích với cô rồi đó thôi. Dựa theo quy định của công ty, chức vụ trợ lý rõ ràng cao hơn thư ký. Cô đến công ty làm cũng đã 2 năm, thăng chức là điều đương nhiên. Hơn nữa quản lý Lữ cũng đã đề cập rất nhiều lần. Hy vọng cô có thể chuyển sang phòng khai thác hỗ trợ anh ta. Vậy chức vụ thư ký tổng giám đốc bây giờ làm như thế nào đây? Giọng nói của Hoắc Ánh Hoa có chút khổ sở. Cô ta đảo mắt thấy Hạ Lạc đứng ở bên cạnh. Là cô sao? Hạ Lạc nhìn thấy hốc mắt của cô gái kia đầy nước mắt, có ý tốt lấy khăn giấy đưa cho cô ta. Thật không ngờ tới, Hoắc Ánh Hoa lại tỏ vẻ khó chịu với cô.
trong lòng của Hoắc Ánh Hoa đã trao cho Vân Phi Dương từ lâu, nhưng cô ta luôn luôn không muốn để cho người khác biết được. Chuyện hôm nay như vậy khiến cho cô phải cố gắng hết sức kìm nén, không để cho nước mắt trào ra. Ánh Hoa làm như vậy, không thấy hành động của Hạ Lạc, xoay người như muốn rời đi sự chú ý, lén lén lau đi nước mắt của mình, nhưng lại không nghĩ rằng cô lại vô ý đụng phải Hạ Lạc. Chân của Hạ Lạc vốn dĩ đã nhiễm trùng sưng tấy, nay lại bị đụng như vậy, thân thể mất cân bằng, khiến cho cả người ngã nhào xuống đất. Thấy vẻ mặt đau đớn của Hạ Lạc, trong lòng của Vân Phi Dương trở nên căng thẳng, giọng nói có chút dịu dàng lo lắng. Có sao không? Anh đưa tay muốn dịu Hạ Lạc đứng lên, đau đớn khiến cho Hạ Lạc lắp bắp. Không cần đâu. Chống vào cái bàn bên cạnh, cô kiên quyết muốn tự mình đứng dậy. Chẳng nhẽ cô không biết Phi Dương chính là người nối nghiệp quản Vân Thị, đồng thời cũng chính là tổng giám đốc công ty đệ nhị đại có uy tín nhất trên thương trường hay sao? Bởi vậy có thể làm thư ký cho anh ấy là vô cùng vinh dự. Ý cô nói anh là... Hạ Lạc trợn mắt. Nếu Vân Phi Dương là tổng giám đốc công ty mà cô làm việc, vậy không phải sau này dù có muốn hay không cũng phải tiếp xúc với anh ta hay sao chứ? Vân Phi Dương không nói gì, lại nhấc điện thoại lên mà ấn số. Bộ phận nhân sự có đúng hay không? Anh Hoa mới đi ra ngoài đó, gọi người quản lý nói cho cô ấy biết, quản lý Lữ cần cô ấy giúp đỡ, chức vụ và tiền lương cứ thuận theo yêu cầu cô ấy mà làm. Đúng, chính là như vậy. Thuận tiện thông báo với bộ phận hành chính, điều Hạ Lạc tôi làm thư ký tổng giám đốc. Đúng, lập tức thực hiện. Cái gì chứ? Hạ Lạc trợn mắt. Anh làm sao có thể như vậy? Gương mặt trắng nõn của Hạ Lạc tức giận tới nỗi đỏ bừng lên. Cô cảm thấy anh ta quá bá đạo ngang ngược đi. Vân Phi Dương vẫn hết sức ung dung trở lại chỗ ngồi. Tôi không muốn, tôi nói rồi, tôi không muốn làm thư ký đâu. Cô lớn tiếng mà nói. Vân Phi Dương vẫn nhìn cô, cười tươi đầy tự tin, thong thả mà nói. Vừa nãy cô cũng đã nghe thấy hết rồi. Tiền lương của cô tương đương với tiền lương của Ánh Hoa. Nghĩ xem, cô cũng có thể yêu cầu. Anh không tin ra tới chiêu này vẫn không hề có tác dụng. Chuyện này... Trong lòng của Hạ Lạc quả nhiên có chút xoay chuyển. Cặp mắt trong sáng kia lóe lên một tia chần chừ. Tiền là có thể do cô yêu cầu sao? Đấy có phải là sự thật hay không vậy? Nhất thời mắt cá chân của cô cũng mất đi cảm giác đau đớn. Vậy được, tôi đồng ý. Thật sao? Vân Phi Dương cười trộm trong lòng. Dĩ nhiên, đáng nhẽ tôi đang tính toán tìm công việc làm thêm buổi tối. Hiện tại có công việc lương cao như vậy, anh lại rất thành khẩn, cho nên tôi chịu thiệt một chút vậy. Cô làm bộ dáng đầy chính nghĩa nói. Vậy bây giờ cô về nhà nghỉ ngơi, chờ chân tốt hơn hãy tới công ty nhận việc. Tôi không muốn người ta nói tôi là quá hà khắc với nhân viên. Huống chi cô bây giờ đi bộ còn khó khăn hơn, làm sao mà theo tôi ra ngoài được chứ. Để tôi đưa cô về nhà. Đưa tôi về nhà? Hà Lạc kinh hãi. Vân Phi Dương vừa thu xếp đồ đạc vừa nói. Bộ dạng của cô như thế này làm sao bắt được xe về nhà chứ. Hơn nữa cô cũng là nhân viên của tôi, đừng nghĩ tôi có ý đồ gì với cô. Ngồi trên xe, Hà Lạc không ngừng chỉ đường về nhà cho Vân Phi Dương. Nhưng khi đến một khúc rẽ, xe đột nhiên nhanh như cắt quành sang một hướng khác. Hà Lạc khó hiểu, nhíu chặt hai hàng lông mày. Này, tôi nói là anh đi lối kia cơ mà. Cô cảm thấy bực mình, rõ ràng là cô đã nói rất rõ ràng, làm sao anh có thể nhầm được cơ chứ? Tôi biết. Anh vẫn là hết sức ung dung nói. Biết, biết mà sao anh còn đi đường này? Tôi nói cho anh biết, tôi chỉ là nhân viên tài chính tầm thường thôi, ngay cả một cái thẻ tín dụng cũng không có đâu. Anh định bắt cóc một kẻ nghèo kiết xác như tôi sao? Cô lại bắt đầu tức giận, vốn đã nghĩ về anh tốt một chút, giờ biết mình đã quá ngây thơ rồi. Vân Phi Dương trợn trắng mắt lên. Cô làm cái gì vậy chứ? Mở mắt to ra mà nhìn, tôi đưa cô tới nơi nào? Hạ Lạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chữ thập đỏ chót, lắp bắp mà nói. Bệnh viện sao? Tất nhiên rồi, may mà cô còn nhận ra được chữ Trung Quốc ở đấy. Đối với những cô gái khác, nếu như gặp phải tình huống như Hạ Lạc, chắc chắn sẽ cảm động tới mức rơi nước mắt. Còn Hạ Lạc thì không bao giờ phản ứng như vậy. Rốt cuộc cô là kiểu người nào đây? Vân Phi Dương nghĩ ngợi, liền nhíu chặt mày. Ngày hôm sau, Vân Phi Dương cảm thấy không ngon miệng, cho nên đã kết thúc bữa trưa sớm. Khi anh vội vội vàng vàng chạy về văn phòng, vừa vào cửa liền đã thấy Hạ Lạc cúi đầu ăn bánh bao. Tại sao cô lại ăn cái này? Hạ Lạc không nói gì, nghĩ thầm. Anh làm như ai cũng có tiền nhanh vậy, có thể ngày ngày ăn nhà hàng hay sao? Sau đó cô uống ừng ực một hớp nước suối. Vân Phi Dương cau mày. Tiền lương không đủ hay sao? Hay là buổi chiều tôi bảo bộ phận kế toán ứng trước lương cho cô? Hạ Lạc nhỏ giọng nói. Mặc dù tôi không có tiền, nhưng mà cũng không nghèo tới mức vậy. Tiền ăn cơm vẫn có, chỉ là không muốn lãng phí nhiều tiền cho đồ ăn như vậy. Dù sao thì tôi không có tiền giống như các người.
Ý tứ sâu xa, cô liếc nhìn anh một cái. Vân Phi Dương nhìn cô một lúc lâu, sau đó thở dài, đi lên phía trước nói. Đi thôi, tôi mời cô đi ăn cơm. Hà Lạc vẫn là cự tuyệt lắc đầu, tiếp tục cúi đầu ăn cái bánh bao. Đột nhiên, Hoắc Ánh Hoa lặng lặng xuất hiện phía sau bọn họ. Phi Dương à, em chỉ muốn hỏi một câu. Chẳng lẽ cho tới bây giờ, anh thực sự chưa từng thích em hay sao? Cho dù là một chút thôi, cũng được mà. Nói xong, tâm tình của cô khống chế thật lâu, đột nhiên được giải phóng. Trong nháy mắt, nước mắt của cô liền rơi xuống. Vân Phi Dương giật mình, tình cảm của Ánh Hoa đối với anh không phải là không biết, nhưng không nghĩ lại sâu nặng như vậy. Ánh Hoa, anh làm sao có thể thích em được cơ chứ? Anh thở dài. Hoắc Ánh Hoa ngượng khóc, vui mừng. Thật sao? Em biết mà. Nhưng không phải là loại thích giữa nam và nữ, mà là anh em. Anh vẫn luôn coi em như là em gái mà đối xử, quý trọng em. Anh em? Ánh Hoa, em là cô gái hiểu lòng người. Anh tin em nhất định sẽ gặp một người đàn ông còn tuyệt vời hơn anh. Hơn nữa còn hiểu được nên bảo vệ em như thế nào. Ánh Hoa cúi đầu khóc mà nói. Anh không cần an ủi em nữa. Em biết rõ tất cả đều chỉ là tưởng tượng của em mà thôi. Vừa mới bắt đầu em còn lừa gạt chính mình, cho rằng tất cả đều là tại cô ấy can dự. Nhưng thực ra em nên hiểu, anh căn bản không hề thích em. Căn bản là không thể mà. Bị kích động, cô che mặt khóc thất thanh. Cô không nên làm như vậy. Làm em gái đâu có tệ chứ. Giống như tôi, ngay cả một người anh cũng không có. Vẫn chỉ có một mình. Huống chỉ với điều kiện của cô, chẳng nhẽ còn không sợ tìm được người tốt hay sao? Hạ Lạc khích lệ cô ta. Không phải cô đương nhiên là nói dễ dàng như vậy. Cô vẫn là kích động khóc lóc không ngừng. Nhìn cô khóc thảm thương, không có ý định dừng lại. Hạ Lạc nhất thời luống cuống tay chân. Dưới tình thế cấp bách, cô lớn tiếng nói. Cô khóc xong hay chưa hả? Bánh Hoa bị hét, bỗng nhiên ngừng khóc. Hạ Lạc nắm lấy bả vai của cô, nhìn thẳng cô và nói. Cô khóc cái gì chứ? Khóc thì có thể ích gì? Cô có thể tới phòng cấp cứu của bệnh viện nhìn đi. Những người sắp chết kìa. Nhìn những người nằm trên giường bệnh nhiều năm kìa. Khi cô nhìn thấy bọn họ vẫn còn mỉm cười, thì cho dù gặp phải gian nan đau khổ, cô có cảm thấy hành động của mình bây giờ rất đáng xấu hổ hay không? Chuyện nhỏ như vậy mà cũng khóc, uổng phí ba mẹ cô nuôi dạy cô lớn như vậy, cho cô tất cả mọi thứ tốt đẹp, nhưng cô lại không hề biết quý trọng. Nếu như cô cảm thấy mình thực sự bi thảm như vậy, tôi thấy cô không cần khóc, dứt khoát chấm dứt mình, cống hiến thân thể còn hữu dụng này đi. Tôi cái gì mà tôi? Mau, đi tới phòng cấp cứu nhìn một chút. Tôi cũng không tin còn có chuyện động trời gì có thể khiến cho cô đau lòng như vậy. Hạ Lạc không quan tâm cô có muốn hay không, liền kéo cô ra ngoài. Đúng rồi, xin lỗi Tổng Giám Đốc, chiều nay làm phiền ngài xin nghỉ giúp chúng tôi. Khoảng 1-2 giờ nữa chúng tôi sẽ trở về. Hành động ngoài ý muốn này của cô thực sự làm cho Vân Phi Dương cảm động. Anh không khỏi hoài nghi, bề ngoài nhìn cô nhu nhược, rốt cuộc thì cô đã giấu bao nhiêu chuyện chứ. Đồng thời nội tâm của anh là vì vậy mà đối với cô có tình cảm nhiều hơn mọi người. Tới phòng cấp cứu, hai người vẫn còn chưa vào, bảo vệ liền cười nói. À, thì ra là Hạ Lạc, lâu rồi không thấy cô. Dáng vẻ chào hỏi giống như là chào hỏi bạn bè lâu năm. Đúng vậy, chờ tôi cố gắng một chút nữa. Bảo vệ vẫn là cười to. Vẫn cố gắng dành dụm tiền sao? Hạ Lạc cười cười rồi le lưỡi. Các người biết nhau sao? Vẻ mặt của Ánh Hoa nghi ngờ. Trước kia tôi ở đây làm tình nguyện. Anh ấy là A Nghĩa, rất tốt bụng. Làm tình nguyện sao? Ở bệnh viện làm tình nguyện viên. Ánh Hoa trợn mắt kinh ngạc. Chuyện này từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nghĩ tới trong cuộc sống giàu sang của mình. Trước khi họ vào cửa, A Nghĩa lớn tiếng nói. Cảm ơn đã khen nha. Nhưng mà cô đừng nghe Hạ Lạc, cô ấy lại càng tốt hơn. Mặc dù yêu tiền hơi thái quá, nhưng mà đối với bệnh nhân không nơi nương tựa thì lấy hết tiền bạc, mặt cũng sẽ không thay đổi. Thôi thôi, cô đừng nghe A Nghĩa nói bậy. Hạ Lạc cười dài kêu Ánh Hoa đi vào. Nhìn vẻ mặt sáng lạng của Hạ Lạc, đột nhiên Ánh Hoa cảm thấy cô mảnh khảnh nhỏ nhắn, vậy mà lại giỏi tới thế. Khó trách từ trước tới giờ, Vân Phi Dương mắt cao hơn đầu sẽ động lòng. So với cô ấy, mình thực sự là nhỏ mọn hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, Ánh Hoa vừa xấu hổ lại vừa hối hận. Đi vào phòng cấp cứu, bên trong thật hỗn độn, trừ dáng vẻ vội vàng của bác sĩ và y tá. Trên hành lang rộng như vậy toàn là giường bệnh. Hơn nữa, người già yếu đuối cũng không thể chịu nổi chiếm đa số. Cô nhìn xem, họ hơn một nửa là người già, đều không có người thân chăm sóc, ở nơi này không có nơi nương tựa. Hạ Lạc còn chưa nói hết, một ông lão dơ bẩn, toàn thân hôi hám, đang cố gắng đứng dậy. Ông từ từ đứng lên, Hạ Lạc liền vọt tới. Ông à, ông muốn làm gì? Có cần cháu giúp hay không? Bàn tay trắng nõn mềm mại của cô đỡ lấy ông. Bánh Hoa vội vàng kéo cô, nhỏ giọng nói. Hạ Lạc à, ông ta bẩn quá. Cô nhìn ông ta xem, quần áo vàng,
có phải là... Cô đừng nói như vậy, bọn họ không được ai chăm sóc thì mới như vậy. Thật ra thì... Ây da, mà thôi đi ra ngoài nói sau. Hà Lạc nói xong, vội vàng quay đầu, lớn tiếng nói với ông lão. Ông à, có phải là ông muốn đi toilet hay không? Để cháu giúp ông chứ. Trên người ông lão cắm ống truyền dịch, bởi vì bình truyền dịch truyền vào vị trí thấp sẽ làm cho máu nghịch lưu. Vì vậy nếu như muốn xuống giường bệnh, nhất định phải đưa ra giá truyền dịch lên cao. À, cảm ơn, cảm ơn. Trên mặt của ông lão khắc đầy dấu vết của năm tháng, mỉm cười kích động. Chân của ông đột nhiên run run, thân hình cong lại cũng rung rung. Ông à, ông có khỏe không? Hà Lạc mang theo giá truyền dịch đưa cho Oánh Hoa, tiến lên đỡ lấy ông lão, suýt chút nữa thì bị ngã. Ông phải cẩn thận một chút, đi chậm cũng không sao, cần gì mà phải gấp chứ, đâu có ai giúp ông đâu. Oánh Hoa nhìn ông lão tập tễnh đi, nghĩ thầm, như vậy mà vội sao? Nhưng mặt khác, cô cũng không thể không bội phục Hạ Lạc. Đi bên cạnh ông lão, ngửi thấy trên người của ông lão có mùi lạ lạ, mà cô có thể tươi cười đỡ lấy ông lão như vậy, cùng với ông ta đùa giỡn. Ra khỏi bệnh viện, Oánh Hoa cảm than nói. Bây giờ cuối cùng tôi cũng biết, mình làm cho người ta chán ghét tới cỡ nào. Vừa nghe cô nói như vậy, Hà Lạc thở dốc quay đầu lại, chống nạnh, lớn tiếng mà nói. Cô lại đang nói nhăng nói cuộn gì đó hả? Cái gì mà ghét với không ghét? Nếu như dáng dấp xinh đẹp của cô vẫn có thể làm cho mọi người ghét bỏ, vậy thì những người bên trong đó thì sao chứ? Vậy tôi thì sao? Có phải là cô muốn bảo chúng tôi xấu hổ mà chết đi hay không hả? Hà Lạc vừa nói, vừa làm cho Ánh Hoa thực sự cảm động. Cô khóc. Hà Lạc à? Về rồi sao? Hà Lạc vừa vào văn phòng, vẻ mặt của Vân Phi Sương đã ôn hòa khác thường. Trong lòng của Hà Lạc sửng sốt, cũng vội vàng khách khí gật đầu. Oanh Hoa đã khá hơn không? Cô vẫn như một đứa ngốc, gật đầu thật mạnh. Tiểu Tường đâu? Sinh rồi sao? Anh lại nhìn cô. Đúng vậy, sinh rồi, sinh đôi. Thật cảm ơn anh. Hà Lạc cười khanh khách nói, khiến cho Vân Phi Dương không khỏi nghĩ những lời mà Tư Dĩnh nói với anh buổi trưa. Đúng vậy, từ khi nào anh lại làm việc sợ đầu đuôi như vậy chứ? Thích một người khó khăn tới như vậy sao? Mặc dù đợt trước anh chưa từng chủ động lấy lòng người khác, nhưng như vậy thì sao? Bất quá chỉ là vì anh chưa gặp người giống như Hạ Lạc, khiến cho anh động lòng mà thôi. Nếu như gặp được thì không thể buông tha. Lúc đấy không phải là mới giống như tác phong của Vân Phi Dương hay sao? Huống chi Hạ Lạc khác người như thế này, nếu như bỏ qua cô, chính là tổn thất nhất trong cuộc đời của anh. Nghĩ vậy anh ngần người, thì ra đúng như Oánh Hoa nói, mình đã động lòng với Hạ Lạc từ lâu. Sáng nay, tôi nói chuyện quá đáng, cô không phải là vấn đề trong lòng đấy chứ. Vẫn cho rằng mình là cao thủ tình trường, hiện tại mới hiểu được, đó là bởi vì không hề vào động lòng, cho nên mới có thể bình thản ung dung, tùy ý tự nhiên. Nếu như không phải người ta thức tỉnh, chỉ sợ mình vẫn còn tiếp tục gạt mình, trong lúc vô tình làm tổn thương Hạ Lạc mà không biết. Hạ Lạc sửng sốt, nghĩ thầm, không phải là anh ta uống lộn thuốc đấy chứ? Tại sao sau khi ăn cơm, đột nhiên lại thay đổi 180 độ? À, không sao đâu, dù sao thì anh vốn là người như vậy, không để trong lòng là tốt nhất. Cô cũng cười trả lời, cũng chờ đợi anh vì lời nói của cô mà nổi giận. Mình vốn là người như vậy sao, có ý gì chứ? Mặc dù trong lòng buồn bực, nhưng anh vẫn cố hết sức giữ vững thái độ ôn hòa. Coi nhà hàng này nấu ăn cũng không tệ lắm, 7 giờ thì sao? 7 giờ? Anh đi với ai? Có cần nhắn cho đối phương chuyện gì hay không hả? Hà Lạc cho rằng anh đang nói chuyện công việc. Đi với ai? Đúng vậy, lần này nói rõ một chút, nếu như không hẹn sai, hoặc chung lúc đó xảy ra chuyện gì sơ suất, anh cũng không thể giận mà đánh chó đánh mèo nữa. Hiểu rõ ý tứ của Hạ Lạc, ngoài sự kinh ngạc, Vân Phi Dương vẫn còn kiên nhẫn giải thích. Tôi mời cô, chứ không phải là ai khác. Tôi hỏi cô, bây giờ cô có rảnh hay không? Hay là sau khi tan làm, thì liền tới đó? Từ trước đến giờ, đều là người khác hẹn anh, cho nên Vân Phi Dương cho rằng Hạ Lạc nhất định sẽ đồng ý. Tại sao anh lại muốn mời tôi? Mà tôi còn nợ anh một phần nhân tình. Nếu như quả thật là muốn mời khách, phải là tôi mời anh mới đúng chứ. Nhưng mà tôi cùng lắm cũng chỉ có thể mời anh tới khách sạn quốc tế Khải Gia mà thôi. Hơn nữa anh cũng biết tôi phải về cho Tiểu Tường ăn, cho nên hẹn 7 giờ rưỡi là tốt nhất. Như vậy tương đối là không vội. Cô căn bản không coi chuyện mời cơm thành hẹn hò giữa nam với nữ, tưởng rằng anh muốn cô báo áp ân tình vì đã cứu Tiểu Tường. Mặc dù quen biết nhau chưa lâu, nhưng Vân Phi Dương cũng biết tính cách của Hạ Lạc khá cố chấp. Anh nghĩ ăn cơm thì ăn cơm, nếu như là khách sạn quốc tế, như vậy chỉ cần anh gọi món ăn đắt một chút, tới lúc đó cô không thể trả nổi, đương nhiên sẽ là do anh trả. Còn vấn đề ai mời cũng không còn quan trọng nữa. Đúng lúc này, ba người trẻ tuổi đi vào tiệm. Bọn họ có người tóc dài, thậm chí có người đỉnh tóc nhuộm nhiều màu sắc khác nhau, mặc quần áo trên người, cố ý để lộ hình xăm,
ánh mắt xấu xa nhìn về phía Hạ Lạc. Tiểu thư, cô biết ông chủ à? Một người trong số đó nhìn cô chằm chằm mà cười. Mặc dù Hạ Lạc cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng là vẫn khách khí trả lời. Dĩ nhiên là tôi biết, tôi đã ăn ở tiệm của bác Khải nhiều năm, làm sao lại không biết, tôi luôn coi bác ấy như là ba của mình mà tôn kính. Vậy thì tốt quá, chỉ cần cô nguyện ý, hầu hạ ba anh em chúng tôi. Hôm nay nể mặt mũi cô, chúng tôi tạm thời tha cho ông ta. Nói xong, người kia và hai người khác nhìn nhau cười to. Hạ Lạc sửng sốt, nghe vẫn còn không hiểu ý của anh ta. Bác Khải liền vội vã chạy tới cười và nói. Chàng trai trẻ tuổi à, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện, đừng đùa với cô gái này. Các cậu thích ăn gì thì cứ việc nói, hôm nay tôi mời khách. Ông đang nói cái quái gì vậy hả? Một người trong số đó quăng mạnh chiếc đũa. Mấy vị khách đang ăn mì thấy tình hình không ổn liền rối rít đứng lên để tiền ở trên bàn, sau đó vội vàng rời đi. Người đó đứng lên hét lớn. Ông cho rằng chúng tôi đang nói xạo hay sao? Chúng tôi là muốn mời tiểu thư này, cũng không phải là nói chuyện với ông. Ông chen miệng vào làm cái gì chứ? Sau đó dùng lực đạp mạnh chiếc ghế bên cạnh anh ta. Thật quá đáng, các người trong mắt có còn pháp luật nữa hay không hả? Hạ Lạc nhìn không được mà mắng. Người kia cười một cách điên cuồng, sau đó giả tình giả ý nói. Tiểu thư à, chúng tôi dĩ nhiên là biết luật pháp. Chúng tôi cũng muốn nói lý. Nhưng mà con trai của ông già này nợ chúng tôi 200 vạn. 200 vạn đâu phải là con số nhỏ. Bây giờ chúng tôi nể mặt cô cho ông ta thêm mấy ngày nữa. Đây chính là nói lý. Tại sao cô lại có thể nói chúng tôi như vậy? Anh em chúng tôi sẽ rất đau lòng đấy. Cậu nói dối. Con trai Khải lão đậu tôi, làm sao nợ cậu 200 vạn? Bác Khải hơi kích động. Tôi không nói dối, ông đi hỏi con trai bảo bối của ông đi. Nếu như không phải cậu ta có tiền mở hiệu giặt đồ, đại ca của tôi đây sẽ không đồng ý để cho cậu ta chơi bài ván. Nhưng mà tôi thấy dáng người của vị tiểu thư này không tệ. Nếu như cô ấy nguyện ý đi theo tôi, không chừng có thể gia hạn thêm mấy ngày. Anh ta cười mập mờ cũng có ý đồ bất chính mà nhìn Hạ Lạc. Hạ Lạc giận đỏ mặt, không hề suy nghĩ, liền giơ tay lên. Vô sỉ! Tát một cái, vừa vang vừa kêu, mặt của người kia nhất thời đỏ hơn một nửa. Hạ Lạc nghi ngờ, cô vẫn còn chưa ra tay, tại sao một cái tát đã in trên mặt của anh ta rồi chứ? Người kia đau tới mức hét lên, hai người còn lại rối rít vây quanh. Cô dám đánh đại ca chúng tôi, cô không muốn sống nữa sao? Tôi... Hạ Lạc cảm thấy khó hiểu, Vân Phi Sương lại đột nhiên lên tiếng. Tôi khuyên các anh nói chuyện đứng đắn một chút, nếu không, không chỉ như vậy đâu. Đôi mắt của anh ánh lên tóe lửa, nhìn họ chằm chằm. Lúc nói chuyện mặt không thay đổi, vẫn là cầm lấy một chén trà trên bàn uống hết. Ba người ỉ mình có nhiều người, mặc dù dáng người của Vân Phi Sương khá cao, nhưng bộ âu phục cắt may vừa người khiến cho anh khá thon gầy, cộng thêm với bộ dạng hào hoa phong nhã khiến cho bọn họ xem thường. Xem anh ăn mặc không tệ, hiện tại chỉ cần anh trả tiền rồi xin lỗi, sau đó cung kính quỳ xuống để cho đại ca chúng tôi đánh lại một cái, chuyện này sẽ coi như xong, nếu không thì... Bọn họ vừa nói, cánh tay rắn chắc lộ ra dưới ống tay áo. Vân Phi Dương cũng không thèm nhìn một cái, mặt không hề quan tâm nói. Dĩ nhiên là có thể, nhưng các người phải xin lỗi cô gái này. Cũng vì lời nói vừa rồi mà mỗi người tự tát cho mình một cái, coi như sẽ không có chuyện gì. Cái gì chứ? Mày nói cái gì? Bọn họ rút một con dao sáng lóa bên thắt lưng ra. Hạ Lạc kinh hãi, vội vàng kéo Vân Phi Dương, nói nhỏ. Tránh voi chẳng sợ mặt nào, không nên so đo với bọn họ. Trước tiên, mau đi báo cảnh sát, bọn họ có dao đó, thực sự rất nguy hiểm. Trong nội tâm của Vân Phi Dương khẽ động, dịu dàng mà nói. Cô nói như vậy là quan tâm tôi sao? Dĩ nhiên. Hạ Lạc không hề do dự đứng ở trước người anh. Tôi khuyên các người đừng nên cố chấp, tiếp tục lún sâu thêm nữa. Các người như vậy bị bạn bè người thân biết được chẳng phải sẽ rất đau lòng hay sao? Hôm nay các người phá bản phá ghế, chúng tôi cũng sẽ không tính toán. Các người mau đi đi, nếu không cảnh sát sẽ tới đây, các người sẽ không xong đâu. Có thể sao? Người được gọi là đại ca nói lớn. Anh ta chỉ vào Vân Phi Dương và nói. Bảo anh ta quỳ xuống, quỳ lại tôi, đưa tiền đây, còn cô nữa. Anh ta cười không có ý tốt, cặp mắt gian tà là nhìn Hạ Lạc từ trên xuống dưới. Vân Phi Dương không lên tiếng, nhanh chóng cởi áo vét. Đừng nóng vội, bộ quần áo này cũng rất đáng tiền. Trước tiên cho các người được không? Trong nháy mắt, anh nhìn Hạ Lạc bằng đôi mắt xảo hoạt. Nói thì chậm, hành động thì nhanh. Hạ Lạc đang lo âu nhìn anh, chớp mắt một cái. Tay của anh giơ lên, ném mạnh áo khoác, chạy về phía chỗ ba người kia đang đứng. Sau đó xoay người một cái, chân đá thẳng, đá liên tiếp mấy cái, khiến cho ba người kia không kịp phản ứng. Anh ta rất mạnh. Một người trong số đó vẫn còn chưa nói hết,
mặt đã bị Vân Phi Dương đá một cái, máu ở bên khóe miệng lập tức chảy ra. Tới lúc này ba người kia cũng mất đi lý trí, đấm đá loạn xạ, ai ai cũng công kích mãnh liệt Vân Phi Dương. Chỉ thấy động tác của anh ta lưu loát, đồng thời né tránh, cũng không chịu yếu thế tấn công ba người kia. Trong nháy mắt, bàn ghế bát đĩa mọi nơi bay tứ tung. Vân Phi Dương, cẩn thận! Hạ Lạc đứng ở trong góc hô to, mắt của Vân Phi Dương thoáng nhìn, vội vàng nói. Cô bỏ ra ngoài đi! Trong lúc phân tâm, ba người kia nhanh chóng nhìn nhau, từ bên hông rút ra lưỡi dao, đâm nhanh về phía anh. Hạ Lạc sợ hãi mà kêu lên, áo sơ mi xanh dương ngay tức khắc bị thấm máu tươi, nhỏ xuống mặt đất, thế nhưng không hề ảnh hưởng tới động tác của Vân Phi Dương. Ngược lại, anh đánh càng thêm dũng mãnh và mau lẹ. Ba người kia dường như đánh hết mất hết lý trí, dao ở trong tay rơi xuống, mà còn một cây dao vẫn đâm về phía anh. Thấy tình hình càng lúc càng nguy cấp, Hạ Lạc lo lắng không biết nên làm như thế nào, thì đột nhiên có người bên ngoài kêu to. Cảnh sát tới rồi! Ba người cũng không để ý tới Vân Phi Dương nữa, vội vàng vùng vẫy bò dậy chạy trốn, rồi lại bị Vân Phi Dương áp chế. Hạ Lạc thấy vết thương của anh không ngừng chảy máu, gấp gáp mà kêu to. Anh đừng đánh nữa, cảnh sát tới rồi, đừng! Không được, tôi muốn để cho họ biết, bọn họ muốn quấy rối cô, hậu quả chính là như vậy. Hạ Lạc ngẩn ngơ, chẳng nhẽ anh tức giận tới như vậy sao, chỉ vì như vậy sao? Cô không hiểu tại sao anh lại muốn làm như vậy. Trên thực tế, chuyện này không liên quan gì tới anh, không phải sao, nhưng tại sao anh lại muốn ra tay chứ? Chẳng nhẽ cũng chỉ vì cô bị người ta đùa giỡn hay sao? Chẳng nhẽ chỉ vì chuyện này anh đã liền tức giận như vậy? Yên tâm đi, mặc dù máu này nhìn rất đáng sợ, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm đâu, băng lại thì sẽ không sao. Anh vẫn là an ủi cô, đôi mắt của Hạ Lạc bi thương, không khỏi bật thốt hỏi anh. Anh, tại sao lại đối xử với tôi tốt như vậy chứ? Lần đầu tiên Vân Phi Sương cảm thấy Hạ Lạc nhìn anh dịu dàng ân cận như vậy, tâm tình không khỏi nhảy múa, không khỏi suy nghĩ nói. Bởi vì tôi thích em. Rốt cuộc tiền có gì tốt? Nghe cô nói như vậy, Hạ Lạc bắt đầu suy nghĩ thở dài. Đây chính là điểm khác nhau giữa tôi và cô. Đừng nói tới chuyện này nữa được hay không? Đúng rồi, cô tới đây làm gì? Có chuyện gì sao? Bánh Hòa đưa cho Hạ Lạc nhìn công văn đang cầm trên tay. Ai cha, nhưng mà hiện tại anh ta đang có khách, có vội hay không hả? Có thể đợi được hay không? Hay là cứ đặt lên bàn, tôi sẽ đưa sau cũng được. Ờ, có thể đợi, nhưng mà bên trong là ai vậy chứ? Oánh Hòa suy nghĩ một chút, thuận miệng mà hỏi. Ờ, Tư... Hạ Lạc vẫn còn chưa nói hết, Oánh Hòa liền nói trước. Nhậm Tư Dĩnh. Làm sao mà cô biết, tôi mới nói có một từ. Dĩ nhiên là tôi biết, trong tất cả bạn bè của Phi Dương, tôi không thích nhất là cô ta. Cô nhanh chóng nhìn Hạ Lạc một cái, ngay sau đó kéo tay của Hạ Lạc nói. Đi, cùng đi vào với tôi, nói công văn không thể đợi nữa, không thể làm gì khác mà phải đi vào. Tôi nhất định muốn xem cô ta đang làm cái gì, cô ta là đồ dạ dối. Nhưng mà đợi một chút. Cô vẫn còn chưa nói hết, cánh cửa đã bị Oánh Hoa đẩy ra. Không ngờ chân vẫn còn chưa bước vào, liền đã nhìn thấy tay của Tư Dĩnh khẽ vuốt ve gương mặt của Vân Phi Dương. Người của cô còn cúi dần dần xuống, nhìn rất thân mật. Tựa như đó là chuyện đương nhiên, Hạ Lạc không nghĩ muốn tiếp nhận nữa, nhanh chóng lùi lại, đóng cửa, nội tâm tràn đầy kinh sợ. Bọn họ muốn làm gì vậy chứ? Đây là việc giữa những người đang yêu nhau phải làm sao? Có đúng hay không vậy? Bởi vì Oánh Hoa đứng sau lưng của cô, cho nên không nhìn thấy vẻ mặt của cô, trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Đột nhiên cô lùi lại, sau đó đã bị Hạ Lạc không nói gì lôi đi. Đi, đột nhiên tôi nghĩ tới một chuyện. Chuyện gì chứ? Oánh Hoa nghi ngờ, muốn quay lại nhìn bên trong. Hạ Lạc vội vã đứng chắn ở cửa. À, thì Nhậm Tư Dĩnh vừa mới đi, bây giờ bên trong là người khác. Đúng rồi, là người khác. Tại sao lại như vậy, không phải là cô mới nói? Cô hốt hoảng chen vào nói. Ờ thì tôi nhớ nhầm, trí nhớ của tôi từ trước tới nay không được tốt. Hơn nữa tôi vừa mới mơ mơ màng màng nghĩ tới chuyện khác, cho nên cô ấy đi ra mà tôi không hề biết. Đúng vậy, không biết. Cô tình nguyện không nhìn thấy cảnh lúc nãy. Cô thực sự không nhìn thấy, không nhìn thấy. Không biết tại sao lúc này đây tim của cô như bị ai đó đánh mạnh vào một quyền, khó chịu tới mức khiến cho cô hít thở không thông. Thật vất vả mới chịu đựng tới giờ tan việc, Hạ Lạc cầm túi giấy bánh bao liền muốn đi về. Hạ Lạc, em chờ một chút. Vân Phi Dương còn nhanh hơn cô, vững vàng đứng chặn ở trước cửa ngăn trở đường đi của cô. Biết là trốn không thoát, cô giả vờ thoải mái khách khí mà nói. Ờ, tổng giám đốc có chuyện gì sao? Cái này, anh giơ vật gì đó lên đang cầm trên tay. Bây giờ đã hết giờ làm rồi, ban đầu chúng ta đã nói anh tuyệt đối không để tôi về muộn mà, cho nên phiền anh để nó lên bàn, mai tôi sẽ xem. Nói xong cô lại muốn rời đi. Em làm sao vậy chứ? Anh cảm thấy thái độ của cô hơi kỳ lạ, vội vàng kéo tay của cô.
Hạ Lạc nhìn anh, bất mãn mở miệng mà nói. Anh lôi kéo tôi như vậy, mặc dù anh là ông chủ của tôi vẫn có thể kiện anh tội quấy rối tình dục đó. Hạ Lạc. Phải rồi, anh kêu tôi là thư ký Hạ, hoặc là Hạ tiểu thư có vẻ sẽ tốt hơn. Đồ đặt ở trên bàn, ngày mai tôi nhất định sẽ giúp ông chủ anh xử lý được chưa? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Lúc này anh cũng hơi tức giận, từ trước tới nay, phụ nữ đứng trước mặt của anh luôn dịu dàng ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, đâu có ai giống như cô chứ. Hạ Lạc giả vờ mơ hồ. Có sao? Sao tôi lại không biết? Tôi chỉ biết là nhà tôi có mấy đứa bé đang khóc đòi ăn, chờ mẹ của chúng về cho chúng ăn cơm. Em... Anh giận tới nỗi, không nói ra lời. Hạ Lạc nhìn anh cười cười, lộ ra má lúm đồng tiền. Tôi có thể đi được chưa? Lần đầu tiên anh có cảm giác bó tay hết cách. Vậy tôi có thể hỏi cô một câu được hay không? Dĩ nhiên. Cô vẫn là cười ngọt ngào, vẻ mặt không hề có tâm cơ. Vân Phi Dương thực sự muốn trừng phạt đôi môi kiểu diễm ướt át của cô, để cho cô không dám nói chuyện với anh như vậy nữa. Ngày 18. Vào ngày 18, mời người này tới tiệc rượu. Em nhớ xác nhận, còn có nhắc nhở em, buổi tối em cũng là khách. Hạ Lạc không có nghĩ ngợi nhiều, liền phất tay một cái nói. Biết rồi, chắc chắn tôi sẽ nhớ. Tôi có thể đi được chưa? Cô đi rất tự nhiên, không hề để tâm tới vẻ mặt cứng ngắc của Vân Phi Dương. Điều này làm cho Vân Phi Dương cực kỳ tức giận, cảm thấy hơi chán nản. Nhưng chẳng bao lâu, gương mặt tuấn tú của anh hiện lên một nụ cười thần bí. Hôm sau đi làm, Hạ Lạc vừa mới ngồi xuống ghế, liền phát hiện ra một chiếc hộp tinh tế tao nhã, chỉ đích danh đổ ở bên trong là đưa cho cô. Vừa mở ra nhìn, thấy bên trong là một chiếc váy đỏ tươi, được đính trân châu. Bên trong còn có chọn bộ phụ kiện như giày, ví da, khăn lụa trắng đính ngọc trai lộng lẫy. Tề Đào, có thích không hả? Vân Phi Dương dựa vào cạnh cửa, vẻ mặt tươi cười nói. Cái này là cho tôi sao? Hạ Lạc không khỏi kinh ngạc, mặc dù cô chưa từng mặc qua quần áo đắt tiền, nhưng nhìn chất liệu vải, thiết kế, cô cũng biết những thứ này nhất định là rất đắt. Lúc trước, tôi ở trên đường Đông Nam Kinh, tới bộ váy này thì nhớ tới em. Màu đỏ tươi này không phải ai cũng có thể mặc. Nhưng tôi nghĩ em mặc chắc hẳn là rất hợp. Cô lắc đầu rồi le lưỡi nói. Rất quý. Cho tôi nghĩ là không tốt lắm. Vô công, bất thụ lộc thôi. Lại như vậy, lại từ chối. Vân Phi Dương đột nhiên lấy lại tinh thần. Mắt chớp cũng không chớp, mà nhìn chằm chằm vào cô, dịu dàng mà nói. Em có thích hay không chứ? Hạ Lạc mỉm cười gật đầu. Đương nhiên, chiếc váy rất đẹp. Nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi, anh tặng tôi là thật sao? Em thử nói xem. Anh vẫn là cười dịu dàng. Nhưng mà không phải là rất đắt hay sao? Cô lo lắng khiến cho Vân Phi Dương cảm thấy uất ức. Em không cần lo, chuyện này đối với tôi mà nói không phải là vấn đề. Nếu như vậy tôi có thể bán ở chỗ nào, có thể đổi được số tiền kha khá đây? Vân Phi Dương kinh hãi. Em nói cái gì chứ? Anh cho rằng là nghe nhầm sao? Hạ Lạc liếc anh một cái, sau đó vui vẻ nói. Anh có biết hai cửa hàng khá nổi tiếng bên kia đường hay không? Ừ, không phải nói, có thể là bán được rất nhiều tiền. Tôi nghĩ chiếc váy này chưa mặc bao giờ, có thể bán được giá gốc. Anh nói có đúng hay không chứ? Cô không hề chú ý tới vẻ mặt cứng ngắc của Vân Phi Dương. Em sẽ bán chiếc váy mà tôi tặng cho em sao? Anh quả thật không thể tin nổi. Không phải là anh đã tặng tôi rồi sao? Vậy anh định đổi ý hay sao? Cũng đúng thôi, chiếc váy này rất quý. Không sao cả, tôi có thể hiểu mà. Cô thế nhưng lại hiểu nhầm ý tứ của anh. Em yêu tiền như vậy sao? Yêu tới mức có thể mang chiếc váy mà tôi tặng cho em mà tuyệt không quan tâm tới. Thật ra thì anh muốn nói tâm ý của tôi không bằng tiền bạc sao? Nhưng mặc dù Vân Phi Dương cảm thấy tức giận, nhưng lại cảm thấy thất bại nhiều hơn. Anh bực tức lấy ra chi phiếu trong túi áo. Nếu như em yêu tiền như vậy, vậy thì em cứ nói em muốn bao nhiêu tiền mới chịu theo tôi một buổi tối chứ? Hạ Lạc bị hành động bất thình lình của anh hù dọa, trong đầu cô hoạt động cấp tốc, tâm tình phức tạp làm cho lòng của cô rối rắm. Cô không thể không thừa nhận rất có hảo cảm với anh, mặc dù mình không ngừng dùng đủ loại lý do cố gắng bỏ qua cảm giác như thế để cho mình lạnh nhạt với anh, không để tiếc anh. Nhưng chỉ cần một sai sót, cảm xúc đó sẽ lén lút dâng lên. Như vậy bất đắc dĩ sẽ làm cho người ta tức giận. Nhưng như thế nào vẫn là kém hơn việc vũ nhục trước mặt của anh. Có mấy lần cô tự nói với chính mình, cần gì mà phải quan tâm nhiều như vậy. Cùng lắm anh chẳng qua chỉ là có tiền mà thôi. Hơn nữa tuy rằng anh có tiền, nhưng cũng không hề xấu xa như những người có tiền khác. Anh cũng yêu chó, nếu không anh cũng không phí tâm giúp cô. Tâm địa của anh cũng thiện lương, nếu không anh sẽ không bất chấp tính mạng, nguy hiểm bất bình dùm cô. Những việc này đều khiến cho cô không hề để ý anh là người có tiền nữa. Thế nhưng bây giờ anh lại tư tiện như vậy sao?
Không nghĩ tới anh lại là loại người không biết xấu hổ. Vô sỉ! Cô rút cục nhìn không được mà mắng anh. Em nói cái gì chứ? Em nói gì? Nói lại lần nữa xem. Chưa từng có ai dám mắng anh như vậy. Nói mấy lần thì cũng thế thôi. Vô sỉ mà. Cô nổi giận mà mắng lại, hốc mắt tự nhiên đỏ lên. Vân Phi Dương giận tới nỗi tím mặt, hiện ra nhiều gân xanh. Vết thương vốn đã bình phục bởi vì tức giận mà mơ hồ cảm thấy đau đớn. Anh không nói gì, đưa tay ôm lấy cô, hôn lên môi của Hạ Lạc, trong lúc vẫn còn chưa kịp phản ứng, liền buông cô ra. Anh tại sao lại có thể? Hạ Lạc vừa nóng vừa giận dỗ, đây chính là nụ hôn đầu của cô. Từ nhỏ tới lớn, cả tay cũng còn chưa có người chạm qua, nhưng bây giờ nụ hôn đầu quan trọng lại bị phá hỏng như vậy. Anh ta lạnh lùng nói. Em không phải nói tôi vô sỉ hay sao? Đây mới chính là vô sỉ. Tôi... Nước mắt trong mắt của Hạ Lạc ngày càng nhiều nhưng vẫn không hề rơi xuống. Cô ngẩng đầu lên, hít hít mũi, giọng nhỏ nói. Không sao, chỉ là một nụ hôn thôi mà. Không ai chỉ vì một nụ hôn mà bị thương hết. Dù sao thì tôi cũng đâu có tổn thất gì. Nếu như không tính tới số tiền bác Hải bị mất, như vậy tổn thất đơn giản không phải là chỉ một nụ hôn thôi sao? Trong lòng của Vân Phi Dương khẽ động, vội hỏi. Em đang kiếm tiệm giúp bác Hải sao? Hạ Lạc hận trừng mắt nhìn anh, không nói gì. Anh kéo kéo cô. Mau nói cho tôi biết đi. Buông tôi ra, không cần anh quan tâm. Tôi đã bán hết tài sản của tôi rồi, cũng không muốn một đồng tiền bẩn thỉu của anh đâu. Hạ Lạc dùng lực hất tay của anh ra. Hành động này khiến cho vết thương của Vân Phi Dương đột nhiên bị rách. Máu tươi nhanh chóng rỉ ra, sau đó chảy xuống dọc theo cánh tay. Hạ Lạc vốn là không chú ý tới, cô vẫn nghĩ muốn rời đi. Nhưng khi cô vừa mở cửa thì trên tay dính máu, làm cho cô kinh ngạc dừng bước ngay lập tức. Anh bị thương sao? Tại sao lại chảy nhiều máu như vậy? Chẳng nhẽ hôm đó... Nhìn thấy anh loang lổ máu trên áo, Hạ Lạc suốt cuộc mặc kệ tất cả, liền vội vàng tiến lên kiểm tra. Mặc dù sắc mặt của Vân Phi Dương tái nhợt, mà vẻ mặt vẫn không quan tâm. Không phải là em muốn đi hay sao? Hạ Lạc liền nói lớn. Đi thì cũng phải xem vết thương của anh đã chứ. Hôm đó rõ ràng bác sĩ nói không sao. Hiện tại tại sao lại có thể nghiêm trọng như vậy? Tôi nhất định là phải đi tìm cái gã bác sĩ ngu ngốc đó để mà tính sổ. Cái đội bác sĩ mông cổ còn dám nói là không sao, chỉ là vết thương nhỏ ư? Thế nhưng anh lại thở ơ nói. Nếu như ông ấy biết hợp tác cùng với bệnh nhân sẽ bị mắng, chỉ sợ là ông ấy cũng sẽ không dám đồng ý với yêu cầu của bệnh nhân nữa. Hạ Lạc trợn tròn mắt nhìn anh. Thì ra tôi đã nói rồi mà, khó trách hai người thần thần bí bí còn không cho tôi vào trong phòng khám. Vân Phi Dương nhịn đau cười nói. Thật là chịu thua khi em còn nói ra được những lời này. Mình nói là muốn giúp đỡ, nhưng bác sĩ nói phải cởi áo. Mắt em còn không dám mở, tay run mạnh như vậy. Không lừa em, chỉ sợ người cần cấp cứu chính là em chứ. Hạ Lạc thoáng chốc đỏ bừng mặt. Em thật là... Anh quả thật không biết nên nói gì, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thở dài, tự an ủi chính mình. Cô nghĩ như vậy cũng vì tốt bụng mà thôi. Vân Phi Dương nhanh chóng ký chi phiếu. Anh đã làm cái gì vậy chứ? Tôi sẽ không nhận đâu. Chẳng nhẽ chỉ có em có thể giúp, còn tôi thì không thể sao? Không giống nhau. Bác Hải xem tôi như là con gái. Anh và bác ấy đâu có quen biết. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không nhận đâu. Anh đã nhìn cô, nghĩ thầm. Tại sao cô lại nhất định phải phân rõ ranh giới với anh như vậy chứ? Chỉ vì cô, chút tiền này có là gì chứ? Vân Phi Dương không khỏi lắc đầu mà thở dài. Tiền này cho em mượn, lãi chính là vào ngày 18, em phải uất ức một đêm, làm bạn gái của tôi, dự tiệc cùng với tôi, em thấy như thế nào? Nhưng... Còn nhưng cái gì nữa? Chẳng nhẽ em nghĩ, muốn trơ mắt, nhìn quán ăn của bác Hải rơi vào tay người khác hay sao? Hạ Lạc chần chờ một lúc. Được rồi, tôi nhất định sẽ trả cho anh. Hôm nay Hạ Lạc đi tới bệnh viện cùng với Vân Phi Dương để khám bệnh và chữa trị. Sau khi trở về nhà, sắc trời đã tối. Vừa vào cửa đã thấy Tiểu Tường vẫy vẫy cái đuôi chào đón. Không nhịn được mà cười nói. Tốt quá, may là có thể về nhà trước để cho cả nhà già trẻ các em ăn, có phải không? Vậy sao? Từ trong phòng chuyển ra tiếng nói buồn bã, nhưng trong giọng nói lại rất rõ ràng. Hạ Lạc nhướng mi, vui vẻ mà nói. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Tại sao lại không thể ở đây chứ? Chẳng nhẽ mẹ không thể tới thăm cô con gái bảo bối duy nhất sao? Mặc dù đã bước vào tuổi trung niên, nhưng dáng người của Từ Thiến Chi vẫn yểu điệu như trước. Khi cười, đôi mắt to tự nhiên động lòng người, giống hệt như Hạ Lạc. Hai mẹ con nhìn như hai chị em. Hạ Lạc thân mật ôm lấy cổ của mẹ. Có thể chứ, dĩ nhiên là có thể. Là do mẹ không đến ở với con đấy chứ. Sao vậy ạ? Nghĩ tới con gái chút đi nào. Con muốn thay đổi ý nghĩ, qua đây ở với con hay không? Người ta rất muốn nhìn thấy mẹ mỗi ngày, cũng muốn ăn món ăn mà mẹ làm. Bà vỗ vỗ tay của Hạ Lạc, trìu mến mà nói.
Ai, nhìn con gầy quá đi. Nếu như vậy mẹ ở với con đi. Mẹ biết người ta luôn luôn tiết kiệm, không được ăn ngon. Nhưng nếu mà mẹ ở với con thì hoàn cảnh sẽ khác nhau. Hai mắt của cô lóe lên ánh sáng thông minh. Hạ Lạc à, con biết. Mặt của Từ Thiến Chi liền liền biến sắc, chán nản không nói nữa. Mẹ à, mẹ vẫn thấy ông ấy quan trọng hơn con sao? Vẻ mặt của Hạ Lạc buồn bã, Từ Thiến Chi vội vàng nắm lấy tay của cô. Hạ Lạc à, trong lòng mẹ, con quan trọng nhất, không ai có thể thay thế được. Con hiểu rõ, nhưng mà trừ ông ấy ra. Hạ Lạc cắn cắn môi gật đầu. Hạ Lạc à. Từ Thiến Chi lại rơi nước mắt, đưa tay ôm lấy cô. Con biết, ông ấy vì mẹ. Hạ Lạc vội che tay lại, ngắt lời của bà. Con không muốn nghe đâu, đàn ông khác ngoại ba, con đều không muốn nghe. Hạ Lạc à. Từ Thiến Chi lau nước mắt. Được rồi, mẹ à, mẹ đừng khóc nữa. Con không nói nữa, tóm lại, mặc kệ như thế nào, mẹ luôn là người mà con yêu nhất, người mẹ lợi hại nhất thế giới, có đúng hay không? Từ Thiến Chi lại cười rộ lên. Ai, đứa bé này, tại sao lại không thể thông cảm chứ? Mẹ à, hôm nay mẹ tới. À, con biết rồi, vì con muốn mượn chiếc váy kia của mẹ sao? Hỏng bé rồi, con vẫn còn chưa giặt, làm sao đây? Cô vội vàng cắt đứt lời nói của Từ Thiến Chi, sau đó vội vàng chạy vào phòng cầm lấy chiếc váy. Cô cắm đầu cắm cổ nói. Con cho rằng chiếc váy này rất hợp, kết quả không nghĩ tới, lúc mặc chiếc váy này nó cứ co lên, làm cho con kéo suốt, hình tượng cũng không còn. Mẹ à, mẹ nói phải làm sao bây giờ chứ? Từ Thiến Chi than thầm một tiếng, ngẩng đầu lên cười nói. Đứa ngốc này, váy bó ngắn chính là như vậy, cái gì mà co lên chứ? Chiếc váy này con cứ mặc đi, cần gì trả, cũng không cần phải phân rõ khoảng cách với mẹ như vậy. Bà đang nói thì đột nhiên một tờ giấy bay ra khỏi túi váy. Ờ, đây là cái gì chứ? Từ Thiến Chi khom lưng nhặt lên, Hạ Lạc liếc một cái, thuận miệng mà nói. À, thậm chí con còn quên mất chuyện này, chẳng qua là có một kẻ đưa con tờ chi phiếu 200 đồng thôi mà. Nghĩ tới Vân Phi Dương, nội tâm của cô khẽ rung động. Con nói là không có gì, con nhìn xem, đây là chi phiếu 200 đồng sao? Con nhìn rõ số đi. Giọng điệu của Từ Thiến Chi rất thận trọng. Cô nhận lấy, vừa nhìn, đếm một số 0, 2 số 0, 3 số 0. Nhìn lần nữa, cô hít một hơi thật sâu. Trời ơi, không phải là 200 đồng, mà là 20 vạn. Tại sao anh lại đưa cho cô chi phiếu 20 vạn chứ? Anh thực sự có nhiều tiền để xài không hết hay sao? 20 vạn? Đối với nghi vấn của Từ Thiến Chi, cô như kẻ ngốc ngơ. Là ai đưa cho con chi phiếu 20 vạn? Cho con sao? Tại sao lại như vậy? Hạ Lạc lắc lắc đầu, không hiểu nói. Ờ, là cấp trên của con đưa cho con, nhưng mà lúc đó con không biết tại sao người lại đưa cho con số tiền lớn như vậy. Cô nhìn Từ Thiến Chi. Từ Thiến Chi bất đắc dĩ cười nói. Con không biết, làm sao mà mẹ biết? Hạ Lạc càng nghĩ lại càng không hiểu, nhưng cũng không đến mức cầm một số tiền lớn như vậy từ một người xa lạ. Hơn nữa đã nói là mượn, không phải là cho. Rốt cuộc thì anh là người như thế nào chứ? Tóm lại là đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thư, nơi này cô không thể vào. Sao? Sao tôi lại không thể vào? Vậy tại sao bọn họ lại có thể vào? Người đàn ông kia quan sát cô một lúc. Bởi vì bọn họ không có giống cô. Không giống nhau cái gì? Chẳng nhẽ bọn họ nhiều hơn một con mắt hay là bớt đi một cái miệng? Không phải là người sao? Thật ra trong lòng của Hạ Lạc biết rõ, thậm chí còn cố ý giấu vé mời đi. Người đàn ông kia có vẻ đã phát cáu, anh ta tức giận nói. Tiểu thư à, nếu như cô còn như vậy, tôi sẽ gọi người mời cô ra ngoài. Hạ Lạc vẫn cười cười, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Người nó quay vào trong phòng, gọi bảo vệ khác. Ngay sau đó, hai người đàn ông cao to đi ra. Các người muốn gì? Đuổi tôi ra ngoài sao? Bọn họ không có trả lời, chỉ làm vẻ mặt hung ác, nhìn cô chằm chằm. Đúng lúc. Hạ Lạc không do dự, nhanh chóng xoay người. Lần này coi như cô có cớ, không cần tới nơi hẹn rồi. Các người đang làm gì vậy chứ? Thình lình chuyển tới một tiếng quát giận dữ. Vân Phi Dương đi lên phía trước, tức giận mà nói. Vị tiểu thư này là khách của tôi, tại sao các người có thể vô lễ như vậy? Ờ, anh không mắng tôi, mà lại mắng bọn họ sao? Là tôi không đưa ra vé mời, làm sao có thể trách bọn họ chứ? Hạ Lạc vừa nhìn thấy anh, đã nhanh chóng thu hồi nụ cười. Vân Phi Dương vừa nhìn thấy cô lại nhíu mày, gương mặt tuấn giật lạnh lẽo. Vốn cho rằng cô đi trước không đợi anh là để khiến cho anh vui vẻ, khiến cho anh kinh ngạc. Không nghĩ tới cô căn bản không mặc giả phục anh đã chuẩn bị cho cô, vẫn chỉ là mặc đồ công sở, còn làm cho anh lòng như lửa đốt, chờ đợi ở trong hội trường thật lâu. Anh không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của người khác, kéo tay Hạ Lạc đi vào. Em làm gì vậy chứ? Tại sao không mặc giả phục mà tôi tặng em?
Tôi bán rồi. Hạ Lạc nói ngắn gọn. Bán rồi? Không phải em nói 200 vạn đủ rồi sao? Anh không phát hiện ra Hạ Lạc khác thường, cho rằng Bắc Hải lại xảy ra chuyện gì. Hạ Lạc ngẩng đầu lên, nhìn con mắt đen thâm thúy của anh. Thế nào, anh lại muốn cho tôi tiền sao? Anh thực sự có nhiều tiền ghê ha. Ngay cả một cô gái xa lạ cũng có thể... Tôi không hiểu ý của em. Anh nghi ngờ nhìn cô. Ban đầu tôi chưa từng gặp anh, nhưng mà anh lại hào phóng ký tờ chi phiếu. Mặc dù không biết, nhưng thái độ của em rất kiên định. Tôi tin tưởng tuyệt đối, em không có gạt tôi. Em nhất định là vì bạn bè mà trượng nghĩa ra mặt giúp cô ấy, giống như em giúp bác Khải vậy. Anh hiểu tôi như vậy sao? Vậy tôi hỏi anh, rốt cuộc tôi vì ai mà cầm 20 vạn của anh chứ? Vân Phi Sương không chú ý tới sự giễu cợt trong lời nói của Hạ Lạc, vẫn nhìn chăm chú đôi mắt sáng như sao, đôi môi đỏ mọng kiểu diễm ướt át của cô. Tôi không biết. Không biết? Chẳng nhẽ anh nhiều bạn gái tới mức không nhớ nổi hay sao? Quên họ tên gì, họ gì, thậm chí cũng quên mặt luôn rồi hả? Nói lời cuối cùng, giọng nói của Hạ Lạc tự nhiên cao lên. Trong lòng của Vân Phi Sương kinh hãi, vội vàng lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm cô im lặng không nói. Cô sầu thảm cười nói. Anh thích tôi, có phải hay không? Hạ Lạc. Nụ cười thê lương của cô làm cho anh đau lòng. Nếu như Vân Phi Sương biết trong cuộc đời sẽ xuất hiện Hạ Lạc, cô gái mà anh yêu say đắm như vậy, vậy thì trong quá khứ anh tuyệt đối sẽ không tùy tiện như vậy. Tôi rất hiếu kỳ, rốt cuộc thì anh đã nói với bao nhiêu cô gái rằng anh thích cô ấy chứ? Anh vội vã tóm chặt tay của cô. Hạ Lạc, em nghe tôi nói đã. Tôi không muốn nghe. Cô giãy mạnh ra, nhưng vẫn bị Vân Phi Sương ôm chặt vào trong lòng. Buông tôi ra, buông tôi ra. Đừng dùng đôi tay đã ôm vô số phụ nữ của anh mà ôm vào tôi. Vân Phi Sương á khẩu khi nghe thấy những lời nói này của cô. Nhất thời chán nản buông tay ra, trong lòng của Hạ Lạc đau xót, xoay người bỏ chạy, chạy khỏi cái nơi xa hoa này. Cô không quan tâm những cô gái mặc váy áo lộng lẫy, ánh mắt khác thường của các chàng trai thượng lưu. Cô chỉ muốn vứt bỏ cảm xúc rối loạn trong lòng, chỉ muốn vứt bỏ suy nghĩ khổ sở càng ngày càng nhiều ở trong đầu. Đến khi cô dừng lại mới phát hiện trên mặt của mình tràn đầy nước mắt lạnh lẽo, đưa tay lau đi, một lúc sau mới ngừng khóc. Trên gương mặt tái nhợt hiện lên nụ cười khổ sở. Cho tới bây giờ cô mới biết, thì ra trong lúc vô tình cô cũng đã thích Vân Phi Dương rồi, mà đã thích anh bao lâu rồi chứ. Có thể không quan tâm, lừa gạt mình thật ra rất ghét anh. Nhưng cho dù làm bộ không có chuyện gì xảy ra, chỉ cần vừa nhìn thấy anh, tất cả cảm xúc tự cho rằng có thể kiểm soát đều sụp đổ. Đây là chuyện đáng buồn cỡ nào chứ? Cô lại dẫm lên vết xe đổ của mẹ. Tại sao lại có thể ngu ngốc như vậy? Tại sao lại ngu ngốc như vậy? Cô giơ cao tay, không ngừng đấm mạnh vào cây tùng. Sau đó tựa vào gốc cây và khóc nức nở. Cho đến khi nước mắt của cô không chảy ra nữa, thì cô mới chậm rãi xoay người lại. Không ngờ lại có người đang đứng bên cạnh cô. Anh là ai? Hít một hơi, cô gắng bình tĩnh nói. Hoắc Thiếu Quân, em thì sao? Có phải là Hạ Lạc không? Hoắc Thiếu Quân cao gầy, gương mặt tao nhã, nói chuyện không nhanh không chậm, hình như là người có học. Hạ Lạc sửng sốt, nhàn nhạt nói. Nếu anh đã biết, tại sao còn hỏi tôi? Em không hỏi anh, vì sao biết tên của em sao? Anh cười nhìn rất đẹp. Nếu như giả làm cô gái điểm tính, có lẽ còn đẹp hơn phụ nữ rất nhiều. Mặc dù Vân Phi Dương cũng dễ nhìn, nhưng vẻ đẹp của anh lại ngang ngược, cùng với xuất chúng không dễ dàng nghe lời người khác, khiến cho người ta có cảm giác cao không thể chạm tới. Lúc này em chạy khỏi đó thì Hoa Oánh đã ở phía sau gọi em. Em hoàn toàn không nghe thấy. Nó rất lo lắng cho em, liền bảo mặc kệ như thế nào cũng muốn anh đi theo em. Kết quả là thấy bộ dạng đáng thương của tôi có đúng hay không? Hoắc Thiếu Quân cười nói. Cũng không coi là đáng thương. Phi Dương cái gì cũng tốt, điều này làm cho người ta không yêu thích quá. Luôn cho rằng tình cảm mới gọi là vật ngoài thân, không cần chú ý và coi trọng, cho nên mới nghĩ chỉ đau lòng với người thích hợp. Đừng nói tới anh ta nữa, có được hay không? Hà Lạc cắt đứt lời của anh, lặng lẽ rơi giọt nước mắt. Có muốn anh đi cùng với em ra ngoài giải sầu hay không chứ? Có lẽ là tâm tình của em sẽ tốt hơn. Anh khác với cậu ấy, ở cùng với tôi em tuyệt đối sẽ không rơi một giọt nước mắt, càng không thể đau lòng khổ sở, được chứ? Anh lễ phép mời cô. Hạ Lạc ngẩn ra. Ý của anh là gì vậy chứ? Có ý gì chứ? Anh cười cười. Yêu điều thục nữ, quân tử hào cầu, em nói có ý gì đây? Em chính là cô gái duy nhất làm cho anh động lòng suốt mấy năm qua. Anh quyết định sẽ theo đuổi em, cưới em, để em làm con dâu của nhà họ Hoắc, em thấy được chứ? Hạ Lạc kinh sợ mở to mắt vì lời nói thẳng thắn của anh. Như thế nào? Anh nghĩ điều kiện của anh không tồi. Mặc dù trước mắt trong tài sản chưa có tên của anh, nhưng ở nước Mỹ, công việc có tiền lương hàng năm 5.000 vạn luôn cho anh gật đầu đồng ý.
Bình thường cũng không có sở thích bất lương nào, chỉ thích chơi với máy móc điện tử một chút. Em không cần lo lắng có người phụ nữ nào sẽ tranh giành tình cảm của em nha. Anh cúi người xuống, thâm tình chăm chú nhìn Hạ Lạc. Anh... Hạ Lạc bị anh nhìn cho nên hơi kinh hãi. Hoắc Thiếu Quân vươn tay, ngón tay thon dài, sờ nhẹ lên sợi tóc bay bay của cô. Em không cần sợ, anh thật lòng, tuyệt đối sẽ không phụ lòng em đâu. Nhưng mà anh đánh giá tôi quá cao rồi. Khi Hoắc Thiếu Quân chạm vào gò má của mình thì Hạ Lạc nhanh chóng lùi lại, thật nhanh, giọng điệu không vui cự tuyệt. Hạ Lạc tôi không phải là danh môn thục nữ gì, cũng không dám hy vọng cái gì, chỉ hy vọng dựa vào năng lực của mình, bình thản và sống ổn qua ngày thôi. Hoắc Thiếu Quân ngẩn người, sau đó cười to nói. Không tệ, em thực sự đúng như Ánh Hoa nói, vô cùng cá tính. Lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ cự tuyệt như vậy. Được rồi, nếu như em thực sự không thể lập tức đồng ý, có thể cho anh một cơ hội hay không chứ? Một cơ hội để em có thể từ từ hiểu thêm về anh. Anh nghĩ nhất định là em sẽ thích anh. Hạ Lạc cúi đầu không nói. Anh thu hồi nụ cười, thành khẩn mà nghiêm túc. Chẳng nhẽ anh thực sự kém như vậy sao? Ngay cả một cơ hội mà cũng không cho anh, làm bạn cũng không được hay sao? Bạn sao? Đúng vậy, Oánh Hoa xem em như là bạn tốt, anh cả của nó chẳng nhẽ không phải là bạn hay sao? Giọng điệu của anh có chút đau lòng. Hạ Lạc mềm lòng, thở dài mà nói. Nếu như chỉ là quan hệ bạn bè... Anh vội vàng nói. Dĩ nhiên, nếu như em không ghét, từ giờ trở đi, em hãy xem anh như là người bạn tốt. Bất luận gặp khó khăn gì, hoặc là muốn có người tâm sự, anh đều tình nguyện ở bên cạnh em, là người lắng nghe trung thành nhất của em. Cảm ơn anh. Trong lòng của Hạ Lạc thở dài, liếc nhìn vườn hoa hoa lệ. Em có muốn vào ăn uống gì hay không? Không đâu, tôi có chuyện, tôi muốn đi trước. Hoắc Thiếu Quân nhìn cô hồi lâu. Em khỏe chứ? Đương nhiên. Trước kia bạn tôi cũng cười nói, cho dù ngày tần thế có tới, toàn bộ thế giới chỉ còn lại mình thôi, tôi nhất định cũng có thể sống tốt. Dù sao thì khóc lóc hoặc là bi thương khổ sở chỉ chọc cho người ta ghét thêm thôi, không hề có lợi ích gì. Hạ Lạc không muốn Thiếu Quân nhìn ra đau khổ trong lòng của cô, cho nên miễn cưỡng cười vui. Đúng vậy, đúng vậy. Hoắc Thiếu Quân vừa cười vừa nhìn Hạ Lạc, càng ngày càng có thiện cảm với cô. Vậy thì để tôi đưa em về. Hạ Lạc vội vàng lắc đầu. Không được đâu, tôi muốn đi một mình, không phải là vẫn còn sớm hay sao chứ? Nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả, còn nhiều thời gian. Thực sự là bạn thì nên tôn trọng sự lựa chọn của nhau, nếu không thì không phải là bạn bè. Hơn nữa anh cũng thấy là bây giờ tôi rất tốt mà, yên tâm đi. Chẳng qua chỉ là vài giọt nước mắt mà thôi, đâu có phải là ngày tận thế chứ. Hạ Lạc thấy anh không có bất kỳ đồng tính gì, vội vàng đẩy anh ra. Anh vào đi, bên trong nhiều món ngon như vậy, tôi không có phúc được hưởng thụ. Anh hãy thay người bạn này đi ăn đi nha, đi chơi đi, hôm nào kể cho tôi nghe, để cho tôi một phen hâm mộ. Bị Hạ Lạc giật dây, Hoắc Thiếu Quân rốt cuộc cũng chịu đi vào. Đến khi không nhìn thấy bóng lưng của anh nữa thì gương mặt trắng nõn mới buồn bã ủ rũ, đôi mắt sáng ngời tràn đầy bi thương. Cô chậm rãi bước đi, đi khỏi nơi làm cho người ta đau lòng, không muốn quay lại nhìn thấy nó lần nào nữa. Ra khỏi cánh cửa chính của nhà họ Vân thì Hạ Lạc tựa như người máy, vô thức mà bước đi, không hề để ý tình hình xung quanh. Cho đến khi con đường tối tăm ở trên núi hoàn toàn yên tĩnh, không còn nghe thấy tiếng xe hoặc tiếng người thì cô mới giật mình. Thì ra muốn tự đi xuống núi hình như là hơi khó khăn. Cô nhìn trước mặt lại nhìn đằng sau, ánh đèn đường không hề có tác dụng, khắp nơi đều đen kịt, đen tới mức làm cho người ta sợ hãi, mà bốn phía lại yên tĩnh, làm cho người ta không khỏi sợ hãi trong lòng. Trong lòng của cô như bị người ta cướp mất, cũng không có bất kỳ phản ứng gì, cũng không còn tâm trạng, cho đến khi ánh đèn chói mắt chiếu vào cô, lúc này cô mới có phản ứng. Hạ Lạc cau mày, nheo mắt, nhanh chóng tránh khỏi ánh đèn. Không ngờ chiếc xe kia lại quay lại, đi theo cô, cũng tiếp tục dọi đèn xe vào cô. Rốt cuộc là ai vậy chứ? Thực sự là không có lịch sự. Đối với hành động bất lịch sự lại còn không thân thiện này, rốt cuộc thì Hạ Lạc cũng không nhịn được mà nổi giận quát lên. Này này này, mày nhìn xem, cô gái xinh đẹp cuối cùng cũng tức giận rồi. Đột nhiên từ trong xe có tiếng cười cợt nhả. Tại sao giọng nói này lại hơi quen thuộc chứ? Hạ Lạc cảm thấy nghi ngờ thì có hai người đàn ông từ trên xe bước xuống. Cô gái xinh đẹp, còn nhớ bọn tôi hay không? Không nghĩ là chúng ta lại gặp lại nhau. Bọn họ nhìn thấy Hạ Lạc từ trên xuống dưới, nhìn cô vẫn không có phản ứng gì. Hai người cười càng thêm kỳ lạ, cũng từng bước đi tới chỗ cô. Lần trước để cho cô em trốn thoát, lần này thì đâu có dễ như vậy đâu. Đừng nói là nơi này không có ai, nếu như có tới, chúng tôi 5 người, hơn nữa trên người còn có mang, tuyệt đối là có thể thần không biết quỷ không hay mà giết chết cậu ta. Cái thằng nhóc đáng chết lần trước dám xuất hiện,
chúng tôi nhất định sẽ lột da cậu ta. Tuyệt đối là không để cho cậu ta lớn lối như vậy nữa. Lúc này từ trong xe có tiếng người cười lạnh. Không cần nói nhiều với cô ta, đưa cô ta vào đây đi. Lần trước cô ta hại mấy người chúng ta ăn cơm miễn phí trong tù. Bây giờ để cho cô ta phục vụ anh em chúng ta, cũng coi như là may mắn của cô ta rồi. Đúng vậy, cũng coi như là lãi suất lão đầu nhà họ Khải đưa thêm cho chúng ta đi. Mấy người bọn họ mày một lời ta một câu, trong lời nói tràn đầy sự cợt nhả. Hạ Lạc tức giận mà nói to. Thì ra là các người là đồ xấu xa, hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Các người đừng có mặt tới đây, nếu không tôi nhất định sẽ báo cảnh sát bắt các người. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho các người đâu. Tôi khuyên mấy người bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ây da, tôi sợ quá, tôi lại sợ quá đi. Cô đừng bao giờ làm như vậy mà. Một số người trong đó ra bộ cường điệu nói, lại chọc cho mấy người khác cười lớn. Các người. Hạ Lạc vừa nóng vừa giận. Cô biết ở nơi hoang vắng này, nếu như muốn thoát thân, quả thật là khó như lên trời. Nhưng bảo cô ở đây chờ chết, để cho bọn họ trà đạp, vậy thì thả chết còn hơn. Vì vậy cô không ngừng thuyết phục bản thân mình phải cố gắng tỉnh táo, lén lén quan sát xung quanh, nghĩ thầm mặc kệ là chạy ra sau hay chạy về phía trước đều là uổng công. Cơ hội duy nhất là nhảy xuống vách núi, mặc dù độ dốc khá cao, có lẽ cuối cùng vẫn là phải chết, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là bị bọn họ vũ nhục. Cứ làm như vậy đi, Hạ Lạc nắm chặt tay hô to. Các người không được tới đây. Đối phương hình như nhìn ra được ý đồ của cô. Cô gái xinh đẹp à, đừng có nghĩ bậy nha. Nếu như là ban ngày, cô sẽ thấy vách núi sâu này bao nhiêu. Nếu như cô thực sự nhảy xuống, chỉ sợ là thi thể của cô sẽ tàn nát. Hà Lạc vẫn là kiên quyết, chân không ngừng lùi về phía sau. Có gì thì cứ từ từ nói, chúng tôi tuyệt đối sẽ là thương hoa tiếc ngọc mà. Bọn họ lại cười dâm đãng, vẫn đi về phía trước. Hà Lạc cắn răng, nhắm mắt lại, đang muốn nhảy xuống. Đột nhiên có ánh đèn xe từ chỗ vọng trên núi, tốc độ như sét đánh phóng tới chỗ của bọn họ. Hà Lạc sửng sốt, nhìn chằm chằm chiếc xe xuất hiện thoáng qua như quỷ. Đang còn nghi ngờ chiếc xe màu đen đó không phải là của Vân Thi Dương sao? Tại sao anh lại tới đây? Chiếc xe đã đâm vào mấy kẻ xấu kia. Mấy tiếng va chạm mạnh nhanh chóng vang lên, hai chiếc xe cùng nhau lao xuống vách núi. Nhưng trong chớp mắt không còn bất kỳ bóng dáng người nào, chỉ còn lại ánh đèn mơ hồ trong rừng cây rậm rạp mà đen tối. Chuyện xảy ra trong chớp mắt, vì vậy khi Hạ Lạc phản ứng thì cô mới phát hiện toàn thân của mình đều toát mồ hôi lạnh. Cô nhìn chung quanh, nhìn thấy cách đó không xa hai người đang nằm trên mặt đất rên rỉ thì vội vàng chạy tới xem. Không phải là Phi Dương, vậy anh ta là ai chứ? Rõ ràng mình thấy anh ta lái xe qua đây. Cô hốt hoảng che miệng lại, lại không thể che giấu được cơn sóng đánh úp vào sự sợ hãi của cô. Hạ Lạc như mất hết suy nghĩ, cô tóm lấy kẻ xấu chỉ bị thương ngoài ra hỏi. Mau nói cho tôi biết anh ấy ở đâu, rõ ràng tôi đã nhìn thấy anh ấy mà. Cô không ngừng lắc mạnh hai vai của anh ta. Buông tay, cô muốn làm tôi đau chết sao? Làm sao mà tôi biết anh ta ở đâu? Người nọ vốn định phản kháng, nhưng giấy rủa xương ngực lại càng đau. Nói, mau nói cho tôi biết, mấy người khác đâu? Hạ Lạc cũng không để ý, ánh mắt của cô ửng hồng, tựa như sắp chết đuối, bắt được chiếc bẻ gỗ duy nhất, không hề có ý định thả tay ra. Cô tự đi xem đi, ai mà biết chiếc xe đó từ đâu tới, cũng đâm vào nhau, coi như bị đâm không chết, ngã cũng chết. Cô hỏi tôi hỏi ai chứ? Người nọ vẫn là đau đớn, không thể chịu nổi, vừa nói vừa kêu rên. Một gã khác bị thương ở bên cạnh cũng rên rỉ. Đúng vậy, cô không biết chết chỗ nào rồi. Trước hết, hãy cứu chúng tôi đi, đau quá. Chết, một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Hạ Lạc lảo đảo, khuôn mặt trắng nõn tái nhợt dọa người. Đúng vậy, nơi này trừ cô, cũng chỉ có hai người đứng ở ngoài xe kia. Nơi nào còn có người đây? Môi của cô run run, tự lẩm bẩm. Không, không đâu. Đôi mắt do dự mà sợ hãi, nhìn về phía vách núi. Sự đen tối này giống như một con quái thú to lớn tiến tới gần cô. Cô không dám tưởng tượng hậu quả cả về người lẫn xe sẽ bị cắn nuốt. Vân Phi Dương, anh không thể chết. Trong chốc lát, lòng của cô như bị xé rách thành hai mảnh, vết thương lớn không ngừng chảy máu. Cảm giác khó chịu cùng với bi thống này làm cho cô tỉnh lại. Thì ra, cô không chỉ thích Vân Phi Dương mà cô còn có yêu anh ta. Vân Phi Dương, anh không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Đột nhiên, Hạ Lạc như là bị điên, gào thét xuống dưới vách núi âm u. Thì ra cô lại yêu anh sâu đậm như vậy. Cảm giác đau buồn này làm cho lục phủ ngũ tạng của cô quặn đau. Cô ôm lấy ngực của mình, chớp mắt cũng không chớp mắt, nhìn xuống phía dưới vách núi. Nước mắt giống như là nước sông vỡ đê, cả khuôn mặt của cô ướt đẫm. Em vẫn còn chưa nói cho anh biết, em thích anh, em yêu anh.
cô bị thương thật sự không thể kiềm chế được. Tại sao chứ? Tại sao lại phải trả giá cao như vậy mới có thể hiểu được tình yêu? Tại sao? Nhìn khoảng không gian đen kịt, vách núi sâu không thấy đáy, nước mắt nóng hổi của Hạ Lạc lại chảy xuống. Hạ Lạc cũng không nhúc nhích, đứng im ở bên vách núi, nhớ lại chuyện trước kia. Nghĩ tới Vân Phi Dương đối tốt với cô lại cảm thấy đau lòng, lại càng cảm thấy bi thương. Đúng vào lúc cô cần thì anh xuất hiện chìa tay ra giúp đỡ. Nhưng mình lại hai lần, một lần phụ ý tốt của anh, cho tới khi tạo thành cục diện như ngày hôm nay. Nếu như anh còn sống, nếu như quá khứ có thể quay lại, cô nhất định phải nói cho anh biết cô rất yêu anh. Đúng vậy, cô yêu anh. Nghĩ tới đây, Hạ Lạc không hề do dự, đột nhiên mở miệng, hướng về phía vách núi mà hô to. Vân Phi Dương, em yêu anh. Anh có nghe thấy không? Em yêu anh. Tại sao lại không trả lời chứ? Tại sao không trả lời? Từ vách núi chỉ vang lên tiếng của Hạ Lạc, càng khiến cho cô đau lòng. Nghĩ thầm nếu như đây là Vân Phi Dương thì tốt biết bao nhiêu. Không ngờ cô đang nghĩ như vậy, thì trong vách núi đen như mực, quả thật có tiếng đáp lại. Em nói gì? Kèm theo tiếng gió, mặc dù âm lượng không lớn, nhưng từng chữ lọt vào tai của cô rất rõ ràng. Trong lòng của Hạ Lạc rét lạnh, ngước cặp mắt đẫm nước mắt lên. Mặc dù cô cố lau dòng nước mắt, nhưng vẫn chỉ nhìn thấy khoảng không gian tối đen, không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng nào. Nhưng rõ ràng cô vừa nghe thấy. Cô vội vã quay lại nhìn, hai người xấu bị thương vẫn nằm trên mặt đất rên rỉ, cho nên tuyệt đối không phải là họ. Vậy thì giọng nói đó chẳng nhẽ thực sự là của Vân Phi Dương. Vân Phi Dương không biết là vui vẻ hay bi thương. Trước kia cô không tin thần quái, bây giờ cô lại tình nguyện tin vào linh hồn thực sự tồn tại. Vân Phi Dương, là anh sao? Thực sự là anh sao? Mau ra đây đi, ra đây cho em. Chỉ cần nhìn em một lát là được rồi. Anh đừng biến mất như vậy mà. Đừng rời ra em, đừng mà, cầu xin anh, mau ra đây đi. Cô vội vàng nhìn xung quanh, chờ đợi sự xuất hiện của anh, chờ đợi câu trả lời của anh. Một lúc sau, vẫn không nghe thấy tiếng động gì. Cô đột nhiên nhớ ra, trên cổ của cô có một cái bùa bình an do mẹ xin cho cô. Có lẽ đây là nguyên nhân mà Vân Phi Dương vẫn chưa xuất hiện. Cô vội vã giật xuống, vốn định là ném xuống vách núi, lại sợ anh không chịu hiện thân, xoay người chạy vứt vào trong núi. Được rồi, Vân Phi Dương, anh ra đây đi, mau ra đây đi, em đã ném bùa bình an đi rồi, anh có thể ra đây, anh đừng sợ mà. Cô gấp tay đổ, nước mắt lại chảy xuống. Vậy em có thích anh không? Yêu anh không? Hà Lạc dùng sức gật đầu. Nếu như em biết kết quả như thế này, em sẽ không giấu mình, không biết. Nói tới đây cô ngẩn ra, vội vàng gật đầu. Anh nói rồi sao? Là anh sao? Vân Phi Dương. Đôi mắt đẫm lệ mông lung, hình như cô mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Vân Phi Dương. Dụi mắt để nhìn rõ hơn, nhưng chỉ nhìn thấy đầu, cô sợ tới mức ớn lạnh. Hạ Lạc không tự chủ lùi lại phía sau vài bước, lùi lại tới vách núi thì mới dừng lại. Vân Phi Dương, anh... Vừa mới nói được chữ anh, tất cả khổ sở liền tràn lan ra như đê vỡ. Cô che miệng, cố gắng áp chế, nước mắt doanh tròng. Cô không muốn để cho anh nghe thấy, không hy vọng sẽ làm cho anh buồn. Vốn dĩ anh vì cứu cô, rốt cuộc thì tan xương nát thịt như vậy, mà mình càng không nên, tại sao lại sợ chứ? Nghe nói, người chết đi qua cầu Đại Hà, bên kia sông có mạnh bà, uống canh bà ấy đưa, sẽ quên hết ký ức kiếp này. Em muốn không tin, nhưng hôm nay em chỉ mong đó là thật. Vân Phi Dương, anh phải nhớ kỹ, anh không được uống, không được uống. Em muốn anh nhớ em cũng sẽ nhớ anh như vậy. Kiếp này em đã phụ anh, kiếp sau em nhất định sẽ trả. Nói xong, nước mắt tràn ngập trong hốc mắt của cô, rốt cuộc không kìm được mà khóc giống lên thất thanh lần nữa. Nhưng đúng lúc này, cả người của cô bị ôm trọn vào trong lòng. Hạ Lạc. Giọng nói của Vân Phi Dương vẫn như thế, mà cực kỳ dịu dàng. Trong lòng của Hạ Lạc chấn động, không suy nghĩ nhiều, nghẹn ngào mà nói. Tại em hết. Nếu như không phải tại em, anh sẽ không, Vân Phi Dương. Khóc, đột nhiên cô phát hiện ra lồng ngực của anh có cái gì đó đang đập. Chẳng nhẽ mình khóc nhiều quá cho nên bị kích động rồi sao? Không lẽ chỉ đập mà còn ấm? Đang nghi ngờ cô lại nghĩ tới. Không phải là không thấy cơ thể của Vân Phi Dương sao? Tại sao lúc này lại có thể chứ? Không đúng, chẳng nhẽ là người khác. Hà Lạc kinh ngạc, vội vàng tránh ra, tát một cái thật mạnh, tức giận mạ mắng. Anh có biết xấu hổ sao? Tên khốn! Nhưng nhìn kỹ lại, không phải là Vân Phi Dương, vậy thì là ai chứ? Vân Phi Dương, anh... Cơ thể của anh vẫn còn đây, khuôn mặt vẫn vậy, tim vẫn đập,
lồng ngực vẫn ấm áp. Vậy là anh vẫn còn sống sao? Hà Lạc vội vàng che miệng, nước mắt lại rơi. Mặc dù không thể tin, nhưng anh vẫn còn đang sống sờ sờ trước mặt, có đúng hay không chứ? Đau đớn ở trên mặt, Vân Phi Dương tức giận bạn nói. Thế nào? Nhìn thấy anh tức giận như vậy, nếu như không thích, vậy thì anh lại nhảy xuống. Lúc này anh sẽ không về tìm em nữa đâu. Vân Phi Dương! Trong lòng của Hạ Lạc cực kỳ kích động, Vân Phi Dương vẫn chưa phản ứng, liền nhanh chóng ôm lấy anh thật chặt. Đôi tay mềm mại của cô đặt trên người của Vân Phi Dương, vuốt ve tỉ mỉ lồng ngực rộng rãi của anh, cảm nhận tim của anh đập, nghe anh thở. Anh còn sống, thực sự là tốt rồi, tốt quá rồi. Thì ra do anh mặc đồ đen, cho nên em mới không nhìn thấy anh. Cơ thể của anh vẫn còn sống. Nói xong, Hạ Lạc nhắm mắt lại, lệ rơi đầy mặt. Cô tự lẩm bẩm, nếu như anh thật sự chết, thì cô cũng sẽ không muốn sống nữa. Cô sẽ đi cùng với anh. Nhưng cô vẫn còn chưa nói hết, miệng đột nhiên bị chặn lại. Lúc này mới cảm nhận được Vân Phi Dương đang hôn nồng nàn. Một dòng nước ấm áp nhất thời chảy vào trong tim của cô. Cũng trong nháy mắt, hóa thành con sóng lớn, mãnh liệt đánh úp vào tứ chi của cô, khiến cho cả người của cô mất đi sức lực, chỉ có thể vô lực yếu đuối dựa vào ngực của anh, mặc cho anh hôn cuồng dã bao nhiêu lần. Em cũng không nghĩ cô gái như em một mình xuống núi không có ai đi cùng nguy hiểm cỡ nào, nhưng em giận cho nên không để ý gì đi bựa xuống núi, không hề nghĩ đường núi lại xa như vậy, huống chi bây giờ là buổi tối. Nếu như không phải lúc ấy anh dùng xe đâm nhau, bọn chúng có nhiều người như vậy, ở trong tình huống như vậy anh làm sao có thể đánh lại bọn chúng. Nhưng mà anh cũng không biết là lúc nãy rất nguy hiểm hay sao, vách núi xem ra rất sâu. Buổi tối, đêm khuya yên tĩnh, lại ở vách núi đen trong hoang vu này, anh vì cứu cô, không màng tới nguy hiểm của bản thân, khiến cho Hạ Lạc rất cảm động. Thấy cô gặp phải nguy hiểm, thật ra anh không hề biết vách núi lại dốc như vậy. Cho đến khi xe lao xuống, chỉ mảnh treo chuông, nhảy ra lăn tới sườn núi, thì anh mới biết mạng của mình vừa được nhặt lại. Nhưng đá sắc và cành cây làm cho anh bị thương, mặc dù đau đớn khó chịu, nhưng vì vậy ngoài ý muốn biết được tình cảm của Hạ Lạc, anh cũng không hề hối hận. Hôm sau, Hạ Lạc vừa mới bước vào phòng làm việc, liền nghe thấy tiếng mọi người xôn xao bàn luận. Cô không hiểu, đi thẳng tới chỗ ngồi thì mới hiểu ra. Cũng khó trách mọi người lại có phản ứng đó. Một bó hoa hồng to, giản lược bớt, đoán chừng là hơn ngàn đoá không nói. Hoa hồng đỏ xen lẫn trắng hiếm có, giá trị không hề rẻ. Hôm nay là ai tặng hoa vậy chứ? Cô nghĩ cũng biết. Hạ Lạc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cửa phòng làm việc của Vân Phi Dương. Cô cố sức nâng bó hoa lên, cả người hoàn toàn bị che giấu trong biển hoa. Vì vậy cô dùng chân đạp một cái, đá tung cửa, sau đó vứt hoa trên mặt đất. Em làm gì vậy chứ? Vân Phi Dương nhìn cô, rồi lại cúi đầu, vội vàng đọc tài liệu. Bó hoa này trả lại cho anh. Em cho rằng anh tặng sao? Anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt của anh lấp lánh có hồn, giống như có thể nhìn thấu được người ta mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa còn có nụ cười nửa miệng. Để đây qua chiếm diện tích đi, để anh gọi người vứt đóa hoa này đi. Anh lại có dáng vẻ hợp tình hợp lý. Hà Lạc kinh ngạc nhìn anh. Đây là hoa tặng em. Hơn nữa vẫn còn chưa biết ai là người tặng. Anh lại... Có người thích em, yêu em, không ngoài ý nghĩ của anh. Thế nhưng cũng không chứng tỏ họ có thể quang minh chính đại theo đuổi em như vậy. Anh cho phép họ tặng hoa đã là cực hạn. Nếu như muốn tiến thêm một bước nữa thì đừng có nghĩ tới. Cho nên người nào tặng hoa cũng sẽ không quan trọng. Hơn nữa căn bản, chưa cần thiết phải biết. Anh ngắt lời của cô. Em... Cô thì nhất thời cứng họng. Vân Phi Dương đi tới trước mặt của cô, ngắm nhìn cô rồi nói. Đồng ý với anh, đừng giận anh nữa được không? Em có biết khi đó anh vui sướng tới nhược nào hay không? Khi đó anh biết trong lòng của em không chỉ có anh, hơn nữa còn đặt anh vào vị trí quan trọng nhất, thì anh đã rất vui vẻ rồi. Anh nói nhỏ từng từ từng chữ khắc sâu vào đáy lòng của Hạ Lạc. Cô rú hàng mi như quạt lông, nghĩ thầm, cho dù biết thì thế nào chứ? Anh vẫn là anh, em vẫn là em, chúng ta mãi mãi không sống cùng một thế giới. Thôi, anh đừng nói nữa. Tại sao lại không nói nữa? Chẳng nhẽ hôm qua anh nói với em nhiều như vậy, em vẫn là không tin anh sao? Anh không phủ nhận, anh từng có một khoảng thời gian rất phong lưu, nhưng khi đó là chưa biết em. Bây giờ anh đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với bọn họ. Thực ra thì họ đã sớm biết anh không có tình cảm với họ. Đây chính là quy tắc không thể thay đổi của trò chơi từ đầu. Mãi cho tới khi anh gặp em. Anh ý vị sâu xa thở dài. Hạ Lạc à, tin anh được không? Anh chưa bao giờ hối hận về những việc mình đã làm, trừ việc này, thật đó. Ánh mắt của Vân Phi Dương nóng rực, làm cho cô rung động mạnh. Tại sao cô lại không nhớ chứ? Cô muốn vùi đầu vào ngực của anh cỡ nào, bất chấp tất cả để chấp nhận anh. Nhưng cô biết không thể, thực sự là không thể.
Hà Lạc xoay người, cố tươi cười nói. Thôi, anh đừng lãng phí thời gian với em nữa. Hai chúng ta căn bản không thể nào đâu. Coi em như là bạn bè đi. Làm bạn không phải là có thể gặp nhau nhiều hơn hay sao? Còn có thể vui vẻ cùng nhau hơn sao? Hơn nữa, Tự Dĩnh đối xử với anh tốt như vậy, còn xứng đôi với anh. Anh đừng bao giờ phụ lòng người ta. Tự Dĩnh, anh chỉ xem cô ấy như bạn bè. Hà Lạc nhìn anh một cái, chán nản rồi nói. Nếu như là bạn bè mà có thể nói năng, đụng chạm thân mật như vậy, vậy thì chỉ sợ là bạn bè cũng không thể. Đụng chạm thân mật? Đụng chạm thân mật gì chứ? Vân Phi Sướng cau mày. Không có sao, Hạ Lạc cười khổ trong lòng. Ngoài mặt cô hào phóng đối với Nhậm Tư Dĩnh, tuy nhiên cô biết mình không thể xóa đi sự tồn tại của Tư Dĩnh trong lòng. Đặc biệt lần này Vân Phi Sướng bị cô mà bị thương. Hôm sau Tư Dĩnh tới thăm, bảo cô không nghi ngờ thì đó mới chính là lừa gạt. Phi Dương, em thừa nhận là em yêu anh. Nhưng như vậy thì sao chứ? Anh và em là hai người của hai thế giới khác nhau. Tựa như hai đường thẳng song song, mãi mãi không bao giờ giao nhau, càng không thể có bất kỳ kết quả nào. Tại sao chứ? Vân Phi Dương kích động, Hà Lạc lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Không thể nào đâu, thực sự là không thể nào. Cô chậm rãi lắc đầu. Hãy tin em, hôm nay anh nói yêu em có thể là do xúc động, nhưng mấy ngày nữa, có lẽ 10 ngày, 20 ngày, anh sẽ dần dần quên đi. Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ. Không bằng bây giờ hãy để cho em mang theo ký ức tốt đẹp của anh rồi rời đi. Như vậy Hạ Lạc em sẽ cả đời yêu anh, mãi mãi cảm thấy hạnh phúc. Sẽ không bởi vì một ngày trong tương lai anh chợt thay lòng đổi dạ mà khóc lóc. Xem lại nghĩ như vậy chứ. Rốt cuộc em muốn anh làm gì thì em mới chịu tin anh đây. Cô cắt đứt lời của anh. Anh không cần làm gì cả, anh chỉ cần buông tay. Vân Phi Dương sững sốt, sau đó kiên quyết nói. Thôi được rồi, tùy em nói, nghĩ gì cũng được, dù sao thì anh cũng không thể để cho em bỏ anh. Vừa nói xong, thái độ của anh rất thoải mái và an nhàn. Anh... Hà Lạc cho rằng cô nghe nhầm. Anh sẽ dùng hành động để chứng minh em đã sai rồi. Thấy Vân Phi Dương cố chấp như vậy, Hà Lạc chỉ có thể cho anh biết tất cả. Được rồi, em sẽ dẫn anh tới một nơi. Sau đó, nếu như muốn tốt cho em, anh sẽ để cho em đi. Một buổi chiều nắng ấm, ánh mặt trời rực rỡ, chiếu sáng vào những phần mộ trên núi, khiến cho người ta nhìn thấy hơi rợn người. Dọc đường đi, Hạ Lạc hầu như không nói chuyện, thái độ nghiêm trang khác lạ. Cho đến khi xe không thể đi lên nữa, phải xuống xe đi dọc theo con đường mòn, cô mới mở miệng nói. Năm em 10 tuổi, ba mẹ em vì tai nạn mà qua đời. Nơi này là một trong những nơi mà em hay tới. Hạ Lạc thành thạo đi qua mấy con đường nhỏ khác nhau, vừa đi vừa nói. Anh có thấy nơi này đáng sợ không? Lúc đầu em cũng thấy vậy, nhưng lâu sau lại cảm thấy nơi này có cảm giác yên lặng thanh bình riêng biệt. Hơn nữa, khi làm việc em mệt mỏi, luôn thích tới nơi này một chút. Cô lại nói tiếp. Sau khi lên năm 2 của trung học, em liền vừa học vừa làm. Lên đại học, ban ngày hay buổi tối, công việc đều rất bận rộn. Em tự nói với chính mình, chờ khi tiết kiệm đủ tiền, nhất định phải nhanh chóng mua một căn phòng đưa mẹ tới đây ở. Em không hy vọng sẽ dựa vào người đàn ông kia. Người đàn ông kia? Hà Lạc nhìn anh, sau đó dừng lại trước một ngôi mộ u tính. Đây là ba của em, mặc dù không phải là ba ruột, nhưng mà ông ấy rất thương em, cưng chiều em, yêu em. Tới bây giờ em vẫn nhớ. Gia đình của em không khá giả, nhưng chỉ cần em nói có khó đến mấy thì ông ấy cũng nghĩ cách để làm cho em vui. Ông ấy từng nói đùa. Thiên Thiên à, có lẽ bà già quá rồi, không có cách bay lên trời lấy sao cho con. Nhưng nếu như con muốn thứ khác, bà cũng sẽ nghĩ cách. Ông ấy là người như vậy đấy. Có lẽ rất bình thường, có lẽ không đủ năng lực, không có cách kiếm nhiều tiền. Nhưng mà ông ấy yêu em, yêu mẹ em. Ông ấy còn nói có thể dùng cả tính mạng của ông ấy để bảo vệ ba người nhà em. Cô vừa nói vừa nhặt một chiếc lá trên mặt đất. Một lát sau, Hà Lạc đứng lên, quay đầu nhìn Vân Phi Dương, trong mắt tràn đầy đau thương. Anh biết không, mặc dù em không phải là con gái của ông ấy, cho dù ông ấy biết mẹ em yêu người khác, nhưng ông ấy vẫn quý trọng chúng em. Mình không có ăn, không đỡ mặc, tiết kiệm chi tiền thì mua quần áo mới cho em và mẹ ăn ngon. Cho nên em biết người đàn ông kia là ai, cũng biết mình không nên vì vậy mà căm thù ông ấy. Nhưng chỉ cần nghĩ tới ba em không có cách nào tha thứ cho người đàn ông kia. Mọi chuyện đều đã qua rồi, không phải sao? Vân Phi Dương cố gắng an ủi cô. Hà Lạc nghe xong càng kích động. Không, đó không phải là quá khứ. Sau khi ba chết không lâu, người đàn ông đó liền xuất hiện, mang theo tiền, mang theo ưu thế của ông ta trở về bên mẹ. Lúc đầu em không biết,
còn cho rằng ba để lại tiền để cho em và mẹ sống qua ngày. Cho đến một ngày sau khi tan học, thấy được tất cả, em mới biết sự thật. Từ đó em không xin mẹ tiền nữa. Em làm ở tiệm ăn nhanh, lấy mừng năm mới thì ăn mừng cùng mọi người ở đó. Em còn ham tiền lương gấp đôi, cả đêm làm ở trạm xăng dầu. Vân Phi Dương thở dài lắc đầu. Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến cho Hạ Lạc tiết kiệm như vậy. Đột nhiên Hạ Lạc hỏi anh, anh có cảm thấy em rất vô tình hay không? Vân Phi Dương sửng sốt, sau đó lập tức nói, sao em lại vô tình cơ chứ? Anh chỉ muốn nếu như anh gặp em sớm hơn một chút. Như vậy anh ý tứ hàm xúc nhìn cô, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Anh đừng nghĩ như vậy. Nếu như biết sớm hơn, em sẽ càng ghét anh hơn. Tuyệt đối là không. Tuyệt đối là không yêu anh. Vân Phi Dương cười khổ. Người đàn ông kia có rất nhiều tiền. Nhiều tiền tới mức nào em cũng không biết. Thật ra thì cũng không muốn biết. Em chỉ nghe qua rằng ban đầu ông ta và mẹ là một đôi. Nhưng vì mẹ xuất thân bình thường, là một người dân nhỏ bé, cho nên nhà ông ta tìm mọi cách ngăn cản. Cuối cùng đương nhiên là họ thành công. Cho nên sau khi ông ta cưới một cô gái xinh đẹp giàu có, mà mẹ em bởi vì mang thai em, cho nên không thể lấy ba em. Cô nhìn Vân Phi Dương không nói nữa. Cho nên em nhất quyết cho rằng anh cũng sẽ như vậy, cuối cùng sẽ là phụ lòng của em. Chẳng nhẽ không đúng hay sao? Ngu ngốc như mẹ em, người đàn ông kia và gia đình vì phản đối mà chia tay với bà ấy. Bà ấy nhớ mãi không quên. Khi còn bé, em không hiểu tại sao mẹ em luôn khóc, không có vẻ mặt hạnh phúc. Về sau em mới biết, cũng là vì ông ta. Cho nên biết rõ người đàn ông kia là ai, em vẫn ghét ông ta. Có thể nói là hận. Không phải vì ông ta, mẹ và ba của em sẽ hạnh phúc, sẽ không trở nên tiểu tụy như vậy. Nhưng nếu như không có ông ấy, cũng sẽ không có em. Hơn nữa cuối cùng, ông ấy vẫn là... Hà Lạc tức giận cắt đứt lời nói của anh. Cuối cùng, mẹ em nghĩ như vậy, anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng em hận ông ta chính là vì điều này. Sau khi cưới người khác, mấy năm sau lại quay lại tìm mẹ và em. Đây là cái gì chứ? Gọi là tới, đuổi thì đi sao? Năm đó ông ta không có dũng khí ở cùng với mẹ em, thà để cho mẹ em mang thai, mẹ em lấy một người khác. Ông ta không hề có tư cách, cũng chưa từng có tư cách làm ba của em. Nói tới đây, Hà Lạc không nhịn được trong lòng xúc động, nước mắt đầy mặt, nhưng cô vẫn cố nhịn không để cho nó rơi xuống. Vân Phi Dương thương tiếc vươn tay ra ôm cô vào trong lòng. Muốn khóc? Vậy thì ai khóc một trận đi. Không, em sẽ không khóc vì ông ta. Không đâu. Ba của em đã mất, người ba mẹ em yêu thương hết đã mất. Tuyệt đối không phải là ông ta. Em sẽ không thể thừa nhận. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên. Bây giờ anh đã biết rồi. Muốn tốt cho em, mau buông tay đi. Em không muốn tái diễn lịch sử lần nữa đâu. Em không tin anh hay sao chứ? Em tin. Năm đó người đàn ông kia cũng hứa với mẹ em như vậy. Nhưng kết quả thì sao chứ? Em không muốn ngu ngốc như vậy nữa. Cả ngày chờ đợi, lấy nước mắt rửa mặt, làm tổn thương chính mình, cũng làm tổn thương người khác. Anh biết ba em yêu mẹ em cỡ nào không? Nhưng như vậy có ích lợi gì chứ? Vân Phi Dương thở dài. Anh biết bây giờ nói cái gì cũng dư thừa, vì vậy anh cũng không phản bác nữa. Nhưng trong lòng lại âm thầm hạ một quyết tâm trọng đại. Đang đi xe, Vân Phi Dương đột nhiên nói, em có mang chứng minh thư và con dấu hay không chứ? Hà Lạc sửng sốt, nghi ngờ nói, chứng minh thư của em luôn để trong ví. Em nghĩ chắc chắn là có mang. Anh hỏi làm gì? Anh nhìn đồng hồ đeo tay, lẩm bẩm nói, trong bây giờ trụ sở hộ chính vẫn chưa tan làm. Trụ sở hộ chính? Vân Phi Dương cười sáng lặng. Kết hôn đi. Mặc dù anh cảm thấy cách này hơi nhanh, nhưng chỉ cần có thể làm cho em tin, an tâm, anh đều thích. Về hôn lễ, chúng ta có thể tốn chút thời gian chuẩn bị. Anh không muốn cho em có cảm giác tùy tùy tiện tiện gả cho anh. Cái gì? Gả cho anh? Hạ Lạc kinh hãi. Đúng, chúng ta đăng ký trước. Về người làm chứng, có thể hỏi những người ở trụ sở làm hộ chính. Đây là chuyện vui, anh tin họ sẽ rất vui lòng. Đăng ký? Ý của anh là... Không sai, vào chính hôm nay đi. Anh, Vân Phi Dương, muốn lấy em Hạ Lạc làm vợ. Dù sao chỉ cần hoàn thành thủ tục trên danh nghĩa, anh và em chính là vợ chồng. Em cũng không cần lo lắng sẽ có người ngăn cản chúng ta nữa. Từ nay về sau, anh sẽ là người làm cho em hạnh phúc, không bao giờ uất ức đau lòng. Anh nhìn cô trong mắt đầy ý cười. Anh nói đùa sao? Thái độ của Hạ Lạc có vẻ lưỡng lự không dám tin. Vân Phi Dương chỉ về phía trước. Em xem, đây không phải là trụ sở hộ chính sao? Lấy con dấu và chứng minh thư đi. Không, anh không thể làm như vậy. Hà Lạc phản ứng theo bản năng cự tuyệt. Tại sao chứ?
Chẳng nhẽ em cho rằng như vậy rất qua loa, hay là muốn anh đi mua nhẫn trước? Vậy người nhà của anh thì sao? Bọn họ sẽ đồng ý chứ? Hà Lạc vẫn chưa tin. Vân Phi Dương hắng giọng cười. Là anh cần em, không phải họ. Họ đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được. Anh nhất định muốn em. Sau đó anh chân thành nói. Nếu như mất em, thì có cả thế giới cũng đâu có ích lợi gì chứ. Nhưng không chuẩn bị chút nào. Trong lòng của cô vẫn còn hoài nghi lo lắng. Chứng minh thư, con dấu, không phải đều đã có cả rồi sao? Còn có hai chúng ta, hai người ở trong cuộc, em còn cần chuẩn bị cái gì nữa? Nhưng em vẫn còn chưa nói cho mẹ biết. Vân Phi Dương nhanh chóng lấy di động từ trong túi quần ra. Em gọi nói cho bà ấy biết đi. Nhưng còn có... Cô vẫn có cảm giác không ổn. Trên mặt của Vân Phi Dương hiện lên nụ cười quỷ quyệt, sau đó bất ngờ ôm lấy Hạ Lạc rồi nói lớn. Hôm nay tôi, Vân Phi Dương, muốn lấy Hạ Lạc làm vợ. Hy vọng mọi người ở đây, mặc kệ nam nữ già trẻ, mọi người có thể chúc phúc cho chúng tôi hay không? Không ngờ Vân Phi Dương bỗng nhiên làm như vậy. Hạ Lạc ngây ngẩn, đồng thời mọi người trên phố vốn vội vàng đi lại cũng đều dừng bước. Ơi, bọn họ làm gì vậy chứ? Không nghe thấy sao, anh ta đang cầu hôn đó. Mọi người kinh ngạc, tiếng vỗ tay của người đi đường vang lên. Dù sao thì cầu hôn công khai ngoài đường như vậy cũng phải có dũng khí vô cùng lớn mới có thể làm được. Vân Phi Dương vốn là cực kỳ tuấn lãng, hơn nữa trong lòng còn có Hạ Lạc thẹn thùng động lòng người. Hai người sống sờ sờ, rất giống với một đôi tuấn nam mỹ nữ đang quay quảng cáo. Nhưng mà bọn họ tình cảm, ngọt ngào, không thể là đang tuyên truyền quảng cáo. Vì vậy mọi người kinh ngạc dừng lại, nhưng không hẹn mà cùng nhau vỗ tay. Cảm ơn, cảm ơn. Bây giờ em còn lo lắng gì nữa không? Chúng ta rất có nhiều người chứng kiến đó. Tại bị nhiều người nhìn chằm chằm, Hà Lạc hận không thể có một cái lỗ trên mặt đất để mà chui xuống. Nhưng trong lòng, mặc dù oán hận sự lỗ mãng của anh, nhưng cảm giác ngọt ngào cũng hạnh phúc, làm cho cô rơi lệ. Vào giờ phút này đây, cô hoàn toàn tin tưởng anh yêu cô không hề giả dối. Mặc dù hai người đã đăng ký kết hôn, nhưng Hạ Lạc vẫn hy vọng ba mẹ của anh hai bên chứng kiến, cử hành một hôn lễ công khai. Hơn nữa, cô cũng kiên quyết, trước đó, hai người phải duy trì mối quan hệ như trước, không thể vượt qua, đồng thời cũng không nói cho ai biết. Em chắc chắn chỉ muốn làm thư ký của anh sao? Hiện tại, mặc dù Hạ Lạc tươi cười nhẹ nhàng, nhưng không cho anh quá thân mật với cô, điều này khiến cho anh hơi không vui. Vân Phi Dương suy nghĩ một lát rồi đem cô ôm vào trong lòng, sau đó hôn lên đôi môi đỏ hồng mà kiểu diễm của cô, hung hăng tàn sát một phen. Anh đã nói rồi, kể từ khi ba mẹ giao công ty Vân Thị cho anh xử lý, họ đã đi đâu anh cũng không rõ. Muốn liên lạc với họ chỉ cần một chút thời gian, điều này cũng chứng tỏ chỉ cần anh quyết định họ sẽ không can thiệp. Anh từ từ tiến tới gần cô, mái tóc dài của Hạ Lạc bay bay, cô xoay người nhịn cười mà nói. Em mặc kệ. Nếu như ngay cả chuyện đó, anh cũng không thể tôn trọng em, vậy thì ly hôn cũng rất đơn giản thôi mà. Làm sao mà cô không biết trong lòng của anh đang suy nghĩ gì chứ? Chỉ cần nhìn đôi mắt nóng rực, trong đó có khát khao cùng với dục vọng, cũng đủ để cho cô nhìn chăm chú tới nỗi tim nhảy lên. Nhưng mặc dù như thế, cô phải kiên trì, cô cũng không muốn người ta coi thường Hạ Lạc cô. Hạ Lạc em, anh đừng nói nữa. Cô vươn tay anh ngăn cản anh áp vào lần nữa. Đột nhiên đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Hà Lạc không để ý tới anh nữa, tự mình bấm phím, nhẹ nhàng nói. Alo, phòng làm việc của tổng giám đốc xin nghe, xin hỏi có chuyện gì không? Cái gì, lại đưa tới sao? Vừa nghe xong, Hà Lạc không khỏi bật thốt lên, kêu thành tiếng. Lại là cái tên nhàm chán đó, đưa tới 1.000 đoá hoa hồng. Hà Lạc nhìn Vân Phi Dương rồi gật đầu. Nếu như người kia bỏ biết, người mà hắn ta sống chết theo đuổi đã là vợ của Vân Phi Dương anh, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Còn có lá gan tiếp tục tặng 1.000 đoá hoa hồng hay không chứ? Vân Phi Dương có vẻ cực kỳ hạ hê. Hà Lạc lườm anh một cái, tức giận mà nói. Anh có vẻ thật cao hứng ha? Dĩ nhiên là anh cao hứng chứ. Chứng minh ánh mắt của anh không tệ. Em quả thật là người đáng giá để cho người ta làm như vậy. Em thấy không cần phải vứt bỏ, đưa về tiệm bán hoa, hoặc là đưa cho người khác cũng được. Nếu không thì sẽ thật sự lãng phí. Không được. Mặc dù anh cho là có người thích em là chuyện rất đương nhiên, nhưng tuyệt đối sẽ không đồng ý để cho bọn họ theo đuổi em. Nếu như hoa không ném đi, rất dễ dàng làm cho người ta lầm tưởng sẽ có một chút hy vọng. Đây là chuyện anh tuyệt đối không cho phép. Đây là cái lý luận gì chứ? Không nghĩ tới vợ của Vân Phi Dương anh là có muốn đi ra ngoài bán hoa kiếm tiền. Anh cố ý trêu chọc cô. Vợ của anh? Hà Lạc không hiểu ý. Chẳng nhẽ không đúng hay sao? Vân Phi Dương thoáng cười, mắt đẹp khiến cho tâm hồn người ta rung động. Gương mặt của cô nóng lên trong nháy mắt, tim nhảy, sau đó nhỏ giọng kháng nghị.
Ừ, không thể nhắc lại mà ba mẹ hai bên đã đâu đồng ý. Em đó. Nhìn khuôn mặt của cô thẹn thùng, dung nhan đẹp đẽ bởi vì tình yêu làm cho dịu dàng mà xinh đẹp đỏ hồng, gương mặt mềm mại của cô xinh tươi như đóa hoa hồng, khiến cho anh không thể khống chế nổi dục vọng sôi trào lần nữa. Một lần nữa tay ôm cô vào trong lòng, lại gần má phấn của cô thăm dò phía môi thơm, làm cho người ta mơ màng. Hà Lạc, anh muốn em chỉ thuộc về anh. Khi hơi thở nặng nề của anh nồng hậu đánh úp về phía Hạ Lạc, thì lòng của cô cũng không nhìn được mà cuồng loạn, cả người không tự chủ được mà sụi lơ trong tình yêu sâu đậm của anh. Nhưng mà thật vừa đúng lúc, đang lúc này vang lên một tiếng gõ cửa, giọng của anh khàn khàn gầm nhẹ, đừng quan tâm. Nhưng tiếng gõ cửa không thức thời mà kéo dài. Hạ Lạc mặt hồng tim đập đẩy anh ra, nhỏ giọng mà nói, còn nhiều thời gian mà. Trong lòng của Vân Phi Dương thở dài, tất cả bất mãn đều rơi về phía người gõ cửa. Cửa vừa mở ra, một giọng khác thường, ai? Ngoại trừ em ra thì còn ai chứ? Oánh Hoa nhẹ nhàng mà xuất hiện trước mặt bọn họ. Anh Vân, em tới không đúng lúc có đúng hay không? Kể từ khi cô chặt đứt ý niệm đối với Vân Phi Dương thì cô vẫn luôn gọi anh như vậy. Hà Lạc cười lắc đầu, cậu đừng nghe anh ấy. Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt lưu chuyển cũng gọi là tình yêu nhộn nhạo tuôn lên gương mặt đỏ ửng cực kỳ động lòng người. Oánh Hoa than thở mà nói, ai, thật là một đôi. Nếu như mình nghĩ thông suốt sớm hơn một chút thì không phải tốt, nhưng mà cố tình hiện tại anh mình mới làm tới, thật không biết là như thế nào. Vân Phi Dương nghe được trong lòng khẽ động. Hoắc Thiếu Quân, anh nghĩ tới tình cảnh bữa tiệc đêm hôm đó. Anh Vân, anh vẫn còn nhớ em chứ? Khi còn bé, anh ấy thích nhất là hủy thứ này hủy thứ kia. Nhớ có một lần tới nhà anh chơi, còn phá hủy chiếc đồng hồ mà anh thích nhất. Vì chuyện này, anh ấy bị ba em mắng một trận. Về sau còn nói cái gì mà không coi trọng nhà anh. Sau đó anh ấy học ở nước Mỹ. Hai người các anh đã không gặp mặt, không phải sao? Anh không có trả lời, nhìn thẳng vào Hạ Lạc. Đêm đó anh ở một bên, nghe được loáng thoáng cuộc đối thoại giữa hai người họ. Mặc dù nói yêu Hạ Lạc, nhưng muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Hạ Lạc à, cậu có biết không? Người tặng hoa cho cậu mấy ngày nay là anh mình đó, Hoắc Thiếu Quân. Nếu như không phải anh ấy vừa nói cho mình biết, mình nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ ra anh ấy. Hoắc Thiếu Quân, anh cậu sao? Vậy tại sao lại muốn tặng hoa cho mình? Thì mình hẳn là không biết, không phải sao? Vân Phi Dương ở một bên nhàn nhạt nói. Hoắc Thiếu Quân, mấy năm nay không thấy mà anh ta vẫn xuất sắc như vậy. Chỉ là trí thông minh của anh ta hình như đã dùng sai chỗ. Hà là không phải loại người đó. Hoắc Thiếu Quân, cái tên nghe rất quen. Hình như là đã nghe qua. Trong đầu mơ hồ, hình như cô đã nghe qua cái tên này. Tuy nhiên nghĩ như thế nào cũng sẽ không nhớ nổi. Chỉ có thể trách mình từ trước tới giờ luôn lơ lơ là, luôn coi thường mọi chuyện. Hà Lạc không biết phản ứng như vậy của cô khiến cho Vân Phi Sương có bao nhiêu vui mừng chứ. Em quên sao, bữa tiệc đêm đó, cậu ta từng nói muốn theo đuổi em, muốn em làm bạn gái của cậu ta. Được Vân Phi Sương nhắc nhở, rốt cuộc thì Hà Lạc mới nhớ ra. Gương mặt tự phụ của Hoắc Thiếu Quân một lần nữa từ từ hiện lên rồi rõ ràng trong trí nhớ của cô. Tưởng rằng chẳng qua chỉ là nói đùa, không nghĩ tới anh ta lại coi là thật. Những bó hoa kia mấy ngày nay liên tiếp đều do anh ta gửi tới. Trong khi Hạ Lạc vẫn còn chưa có phản ứng thì Vân Phi Dương đã xoay người một cái, đẩy cửa ra, lớn tiếng nói, nếu như cậu đã tới thì vào đi, cần gì để cho Ánh Hoa làm kẻ chết thay chứ. Tôi nhớ cậu cũng không phải là người nhát gan vô dụng như vậy mà, có đúng hay không? Quả nhiên Hoắc Thiếu Quân mặc áo sơ mi và quần jean đơn giản đã đứng ngay ở cửa. Anh từ từ đi tới, gương mặt ngượng ngụ nói, vốn là định cho hai người bất ngờ, không ngờ lại để cho hai người phát hiện. Miệng của anh nói như vậy, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào Hạ Lạc. Em vốn là nên cười như vậy, cười thật vui vẻ, thật tốt. Dáng vẻ ngày đó, mặc dù khóc tới thảm, nhưng mà cũng rất xinh đẹp, khiến cho người khác phải thương yêu. Nhưng mà vẫn kém so với thần thái phấn khởi ngày hôm nay. Ẩn ý của anh khiến cho Vân Phi Dương không khỏi nhăn mày lại. Anh cứ việc nói thẳng đi, lần này tới đây là có chuyện gì chứ? Hoắc Tiểu Quân dường như không để ý tới thái độ bất thiện của Vân Phi Dương vào trong mắt. Ngược lại bước một bước dài vượt lên đứng trước mặt của Hạ Lạc. Còn nhớ rõ anh chứ? Lời anh vẫn còn chưa nói hết, Hạ Lạc liền bị Vân Phi Dương nhanh chóng kéo tới bên cạnh. Sau đó lấy tư thế bảo hộ nói, có việc gì cứ nói thẳng, chúng tôi còn có việc. Có chuyện gì sao? Làm sao lại như vậy chứ? Hôm nay là thứ bảy, đợi lát nữa tan tầm, Hà Lạc đã có hẹn cùng với tôi lên núi Dương Minh. Cái gì chứ? Vân Phi Dương quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hạ Lạc, chỉ thấy cô cũng đang ngơ ngác. Em cũng không biết. Có sao? Em cũng đừng lấy cớ đã quên mà không đi đó nha. Hoắc Thiếu Quân cười mập mờ,
Cảnh này khiến cho Vân Phi Dương càng thêm tức giận, đưa tay nắm lấy tay của Hạ Lạc muốn rời đi. Anh à, anh không thể như vậy. Hạ Lạc đã đồng ý đi cùng với em, nhưng mà đi tới núi Dương Minh lấy tư liệu cũng không phải là đi chơi. Trước em không biết anh chính là người tặng hoa kia đâu. Oánh Hoa đứng một bên vội vàng giải thích. Tôi nghĩ nếu đã như vậy chắc không còn vấn đề gì nữa, cô không nên lãng phí ngày chủ nhật đẹp trời. Vân Phi Dương đột nhiên cắt đứt lời của anh. Cho dù có, đó cũng là chuyện của Hạ Lạc và Ánh Hoa, không liên quan tới cậu. Hoắc Thiếu Quân công khai lấy lòng Hạ Lạc, hơn nữa lại không đặt hành động của anh vào mắt, thực sự là chọc giận anh bà. Sao lại như vậy chứ? Tôi chính là anh trai của Ánh Hoa, vì sao lại không liên quan? Ngược lại cậu... Hoắc Thiếu Quân dùng ánh mắt khiêu khích để nhìn Vân Phi Dương. Tôi sao? Anh và Hạ Lạc thực sự là một chút quan hệ cũng không có sao? Vân Phi Dương âm thầm nghĩ, nhưng anh đã đồng ý với cô. Vì vậy cho dù tức giận không nguôi, nhưng vẫn phải ngậm miệng, không có nói gì thêm. Hạ Lạc vì sao không biết Vân Phi Dương đang tức giận chứ? Mím môi cười một tiếng, vội vàng nói. Hoắc tiên sinh, anh nói vậy là sai rồi. Về công Phi Dương là cấp trên của tôi. Về tư, anh ấy chính là bạn tốt của tôi. Vì sao lại không có quan hệ gì chứ? Cô cố ý dùng cách xưng hô khác nhau giữa hai người. Điều này khiến cho trong lòng của Vân Phi Dương không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Nhìn vào ánh mắt của cô, Vân Phi Dương có tình cảm chân thành. Oánh Hoa ở một bên thở dài, nhỏ giọng nói bên tai của Hoắc Thiếu Quân. Anh xem, cần gì phải vậy chứ? Hoắc Thiếu Quân vẫn là cười tự phụ. Yêu điều thục nữ vốn là mục tiêu theo đuổi của đông đảo quân tử. Như vậy có quan hệ gì chứ? Ngược lại là em, vì sao lại muốn nói bỏ qua dễ dàng như vậy? Một chút cũng không có tác phong của người nhà họ Hoắc chúng ta. Anh vì sao lại nói em như vậy chứ? Oánh Hoa hơi thẹn thùng. Anh quay đầu lại, dùng giọng nói khiêu chiến nói. Có phải không, Phi Dương? Cậu nói như vậy là có ý gì chứ? Anh bước tới cùng với Vân Phi Dương nhìn nhau. Tôi muốn chứng minh Vân Phi Dương cậu không phải là mọi thứ đều mạnh hơn tôi. Chứng minh Hoắc Thiếu Quân tôi cuối cùng sẽ có một ngày đánh bại cậu. Anh cố ý hạ thấp giọng nói, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy được. Vân Phi Dương sửng sốt, anh lại nói. Cậu không tin hay là sợ? Ánh mắt của anh rất quỷ quyệt. Vân Phi Dương vẫn là trầm mặc không nói. Từ nhỏ mọi người đã so sánh hai chúng ta. Cậu cho rằng tôi chỉ vì một chiếc đồng hồ mà không tới nhà của cậu nữa sao? Sai lầm rồi. Thật ra thì tôi không thể chịu nổi loại cảm giác đó. Không nhìn thấy sẽ không suy nghĩ, lại vẫn thường thường nghe được tin tức về cậu. Cho dù đi tới đâu, cậu đều giống như quỷ hồn đeo bám lấy tôi, như hình với bóng. Lần này tôi nhất định phải cho mọi người biết, tôi không phải cái gì cũng thua cậu. Hạ Lạc, mục đích của tôi là biến cô ấy thành của mình. Cậu có nghe thấy hay không chứ? Tôi sẽ cướp cô ấy từ trên tay của cậu. Trong lòng của Vân Phi Dương chấn động. Tôi chưa từng có ý định sẽ đối đầu với cậu. Tôi vẫn xem cậu là... Hoắc Thiếu Quân không cho Vân Phi Dương nói xong đã cười to. Thế nào, Vân Phi Dương, cậu sợ sao? Chúng ta nên cạnh tranh công bằng, xem ai là người giành được Hạ Lạc trước đây. Hạ Lạc mặc dù không biết hai người họ đang nói chuyện gì, nhưng những lời trong miệng của Hoắc Thiếu Quân lại khiến cho cô không vui. Tôi là một con người, không phải là đồ vật. Cái gì mà giành với không giành chứ? Hạ Lạc à, cậu đừng để ý, anh trai mình chính là người như vậy đó. Nói chuyện luôn luôn không chịu suy nghĩ kỹ lưỡng. Oánh Hoa ở một bên vội vàng giải thích. Mình thấy hôm nay thời tiết không tệ, chúng ta đã quyết định đi dã ngoại nha. Rất lâu rồi không có thư giãn gân cốt ở bên ngoài. Ý cậu sao? Đúng rồi, còn có thể mang theo Tiểu Tường. Lần trước không phải cậu nói một người mang theo nhiều đứa trẻ như vậy thực sự là hơi khó khăn sao? Cậu muốn đưa chúng theo không hả? Giao cho mình là được rồi, cậu có thể tin vào mình. Nói tới Tiểu Tường, Hạ Lạc liền bỏ qua tất cả lo lắng, lập tức cao hứng nói. Ừ, được đó. Nếu như có cậu thực sự muốn vậy thì tiện thể mang theo bọn trẻ ra ngoài một chút, chắc là sẽ rất vui. Đúng vậy đó. Anh, chúng ta cùng đi chứ? Anh Vân, bây giờ anh tạm thời tha cho hai cái bóng đèn lớn như bọn em đi. Anh yên tâm, hết giờ bọn em nhất định sẽ thức thời mà biến mất. Anh nói có phải hay không, anh trai? Chỉ lo là Hoắc Thiếu Quân lại nói thêm cái gì đó, cô vội vàng nháy mắt với anh. Không ngờ anh lại cười rất thong dong. Đương nhiên, anh nghĩ Phi Dương sẽ không nhỏ mọn như vậy. Nhiều người mới vui, hơn nữa đã lâu rồi chúng ta cũng chưa tâm sự với nhau. Thấy Vân Phi Dương giống như là không yên lòng, Hà Lạc vội vàng lên tiếng kêu anh. Anh nghĩ cái gì vậy chứ? Không có, anh đang nghĩ. Nếu như muốn ra ngoài thì nên đi sớm một chút mới tốt. Dù sao thì thứ bảy cũng không bận rộn việc gì. Thật sao? Nhìn gương mặt tươi cười, ửng hồng phơi phới vì hưng phấn của Hạ Lạc, Vân Phi Dương bỗng dưng có một chút cảm giác bất an. Anh không phải là lo lắng bởi vì sự có mặt của Hắc Thiếu Quân. Anh tin tưởng Hạ Lạc, cũng tin tưởng vào tình cảm thật vất vả mới xây dựng thành giữa anh và cô. Nhưng cho tới bây giờ, Hạ Lạc vẫn còn chưa chân chính thuộc về mình. Việc này dù sao cũng là sự thật. Buổi dã ngoại này, người khác có hơi tận hứng hay không,
Hạ Lạc cũng không biết, nhưng cô biết lòng của mình thực sự rất thoải mái. Hoắc Thiếu Quân vẫn cứ lấy lòng, sợ cô khát nước, sợ cô đói, săn sóc phục vụ, điều này cũng không sao, lại lấy danh nghĩa chụp hình chung, thân mật đứng kệ bên, khiến cho người khác phải chú ý, lúc này làm cho người ta thực sự tức giận. Nếu như là cô trước kia, sẽ nhanh chóng nói lời cự tuyệt. Nhưng đầu tiên, Hoắc Thiếu Quân là anh trai của Ánh Hoa. Thứ hai, anh luôn luôn khách khí thân thiện, cái gọi là không đánh người tươi cười. Điều này khiến cho cô tức giận cũng không thể làm gì được. Trải qua việc này mới chân chính nhận ra, nếu không phải người trong lòng, cho dù đối phương có hoàn mỹ tới đâu, vẫn là lựa xương trong trứng. Vì vậy khi Vân Phi Dương đưa cô về, sắc mặt của Hạ Lạc có chút không tốt. Em đang tức giận sao? Cô buồn buồn gật đầu một cái. Chẳng nhẽ anh lại không có? Vân Phi Dương nhạt nhạt nhìn cô, không lên tiếng, thầm nghĩ. Cuối cùng thì cô cũng tự giác biết rồi, nhưng anh vẫn luôn không muốn nói nhiều lời. Em bất hứng, anh không nhìn thấy sao? Anh không cảm thấy anh ta quá đáng hay sao chứ? Nếu không phải đệ tình Oánh Hoa, em đã nổi giận từ lâu rồi. Anh vì sao lại không vì em mà nói chuyện chứ? Nói chuyện? Em kêu anh nói cái gì chứ? Nhiều nhất thì anh ta cũng chỉ là phục vụ người đẹp mà thôi. Ở nước ngoài, người ta gọi là phong độ thân sĩ đó. Lời vừa nói ra nhất thời làm cho Hạ Lạc cũng ngu ngơ. Đúng nha, cô muốn anh nói cái gì chứ? Trên danh nghĩa, mặc dù bọn họ là vợ chồng sắp cưới, nhưng dù sao vẫn chưa công khai. Hơn nữa nói cho cùng cô với Vân Phi Dương, nếu không được người lớn hai nhà tán thành, tuyệt đối sẽ không thể công khai. Chỉ với điều này thôi, thực sự đã đủ đau đầu rồi. Vì vậy cho dù Vân Phi Dương không vui, tất cả những gì mà Hoắc Thiếu Quân nói cũng rất đúng. Yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Hơn nữa anh ta cũng công khai muốn cùng với Vân Phi Dương công bằng cạnh tranh. Dưới tình huống như vậy, kêu Vân Phi Dương nói chuyện cái gì chứ? Hơn nữa hai nhà Vân Hoắc hình như đã có quan hệ từ lâu đời, cũng không thể bởi vì một người ngoài mà xung đột, khiến cho Vân Phi Dương phải bá đạo mà không cho phép người khác theo đuổi. Nghĩ tới đây, Hạ Lạc có chút kinh ngạc nhìn anh. Khó trách, vì sao anh đều không nói chuyện? Một lúc lâu sau cô mới thở dài. Anh liếc cô, cười cười nói. Tức giận là tất nhiên có, nhưng mà anh cũng biết người khác tuyệt đối sẽ không thể giành mất em, phải hay không chứ? Sao anh biết? Cô tức giận trừng mắt nhìn anh. Thật ra thì Vân Phi Dương tại sao lại không tức giận chứ? Nhưng mọi chuyện đều chưa công khai. Anh bây giờ chưa có thể lập trường, có thể cấm đoán Hoắc Thiếu Quân nói lời tán tỉnh Hạ Lạc. Hơn nữa anh ngoài ý muốn biết được, trước giờ Hoắc Thiếu Quân luôn coi mình lại là kẻ địch, khiến cho anh lại càng thêm tức giận. Nhưng nguyên nhân thực sự là anh phát hiện đối với hành động tán tỉnh Hạ Lạc của người khác làm cho anh vô cùng chán ghét. Em thích anh ở điểm nào chứ? Anh đột nhiên hỏi. Sao cơ? Anh nói em rốt cuộc thích anh ở điểm nào? Nghe không hiểu được, cô nhanh chóng đỏ mặt, xấu hổ nói. Anh sao tự nhiên lại hỏi như vậy? Vân Phi Dương cười lớn. Tại sao lại không? Anh vừa mới tức giận, hận không thể giấu em vào trong ngực, không cho người khác đụng vào, thậm chí ngay cả một cái liếc mắt cũng không thể. Nhưng khi anh thấy em đối với những hành động tán tỉnh của người khác lại giống như là lúng túng, giống như vô cùng không được tự nhiên, còn có phần chán ghét, anh lại cảm thấy buồn cười chứ. Con gái không phải là thích có người phục vụ hay sao? Tại sao em lại... Việc này có gì mà buồn cười chứ? Em chính là không thích có người hạch hỏi sau lưng. Anh không thấy vậy rất đáng ghét hay sao? Cô cong môi bất mãn. Cho nên anh mới hỏi, nếu như vậy em rốt cuộc thích anh ở điểm nào? Là anh ngược đãi em hay là đối với em chưa tốt, cho nên mới khiến trẻ em khuynh tâm đối với anh như vậy? Anh đừng đùa nữa. Hà Lạc cũng bị anh chọc cho cười, nhưng nghĩ lại, nhớ tới quá khứ, những gì mà anh đối với cô, lại cảm thấy cực kỳ cảm động. Anh đối với cô không cần nói, tin rằng đối với những lời nói của Hoắc Thiếu Quân, anh không thể nào không giận, nhưng lại quan tâm tới lời hứa với cô mà không lộ ra. Suy nghĩ kỹ một chút, cô không phải là đang quá ích kỷ đấy chứ. Ngồi trên xe, cảnh vật bên ngoài như chiếc đèn kéo quân, khiến trong lòng của Hạ Lạc khẽ động, vội nói. Chờ một chút, đã nữa về nhà rồi, bây giờ anh đưa em tới một nơi trước đã. Cũng nên cho anh gặp mẹ cô rồi, phải nói cho mẹ cô biết, cô cuối cùng đã tìm được một người thật lòng với mình. Tin tưởng sau khi gặp Vân Phi Dương, mẹ cũng sẽ vui mừng cho cô. Muốn đi đâu hả? Cô cười một cách thần bí. Không nói, sau khi tới anh sẽ tự biết. Cô muốn trai ngạc nhiên, không thể cứ để cho anh chịu thua thiệt được. Nghĩ vậy, Hạ Lạc say đắm, lén lén nhìn anh một cái. Ngay sau đó lại lộ ra gương mặt xinh đẹp động lòng người. Mặc dù Vân Phi Dương cảm thấy buồn bực, nhưng vẫn là lái xe theo lời của cô. Khi xe tới một nơi ngoại ô, hai bên đường trùng trùng, nhà cửa rất khó phân biệt. Em nhớ hình như là... Cô đã rất lâu rồi chưa có tới nơi này, vì vậy cô phải cẩn thận dựa vào trí nhớ để tìm đường. Khi cô nhận ra nơi cần tới, muốn mở miệng gọi Vân Phi Dương,
thì xe chở thắng gấp dừng lại. Hà Lạc nhào về phía trước, vội vàng thốt lên. Sao vậy? Thật xin lỗi, không sao. Em có sao hay không hả? Vân Phi Dương liên tục xin lỗi không ngừng, nhưng cặp mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Không sao, thật may là có dây an toàn. Đã xảy ra chuyện gì sao? Điều chỉnh lại tư thế ngồi, Hà Lạc cũng nhìn về phía trước. Nhưng sắc trời quá tối, ngoại trừ nhà cửa, thêm vào chiếc xe lẻ tẻ đậu bên đường thì còn có cái gì đâu. Anh đã nhìn thấy cái gì vậy? Cô cảm thấy sắc mặt của Vân Phi Dương có chút không tốt. Không có gì. Vân Phi Dương quay đầu lại nhìn cô, sau đó kinh ngạc nhìn về phía trước. Hà Lạc vươn tay vuốt vuốt qua mặt anh, quan tâm mà hỏi. Thế nào? Đang nhiên êm đẹp, lại đột nhiên như vậy, nói ra sẽ khá hơn một chút. Anh nhìn thấy. Anh muốn nói rồi lại thôi. Anh nhìn thấy gì chứ? Cô chờ đợi. Anh thấy ba của anh. Ông ấy lại đang ở trong quán cà phê. Hơn nữa, lại đi cùng với một người phụ nữ. Ba anh? Hà Lạc lại ngẩng đầu lên. Vân Phi Dương chỉ vào chiếc xe màu đen cách đó không xa. Đứng bên cạnh là một người đàn ông trung niên. Em thấy không? Ông ấy chính là ba của anh. Anh vẫn nghĩ ông ấy và mẹ ra nước ngoài. Không nghĩ tới ông ấy lại đang ở nơi này. Sau khi Hạ Lạc nhìn kỹ, trong lòng cũng không khỏi chấn động. Trong nháy mắt, đầu của cô trống rỗng, chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm. Cô mù mờ, ngỡ ngàng nói. Ông ấy chính là ba của anh. Khuôn mặt này, hình dáng này, nội tâm của Hạ Lạc đột nhiên hò hét. Trời ơi, cô đã làm sai điều gì sao? Ông trời vì sao lại muốn đối đãi với cô như vậy? Lại muốn đối đãi với bọn họ như vậy? Vân Phi Dương gật đầu, trong lòng của Hạ Lạc tan nát, nhắm chặt mắt lại. Cô cảm giác một khắc kia, lòng của cô giống như vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, giống như là phiêu tán trong không khí. Trái tim của cô cũng không còn nữa. Nhưng mà tim không có, nhưng cảm giác đau đớn tới tê tâm liệt phế vẫn không thể giảm bớt, vẫn ra sức tra tấn cô. Cô hỏi lại anh lần nữa. Anh có nhìn nhầm không? Nhầm sao được chứ? Đó là ông ấy và xe của ông ấy, tuyệt đối là không nhầm. Vân Phi Dương cũng bị cảnh trước mắt làm cho kinh hãi, không hề phát giác ra sự khác thường của Hạ Lạc. Không ngờ ba của anh lại có phụ nữ ở bên ngoài. Khó trách mấy năm nay vẫn ít thấy ông ấy cùng với mẹ anh. Còn nghĩ rằng bọn họ đi du lịch nước ngoài. Không ngờ sự thật lại như vậy. Anh nên sớm phát hiện ra chứ. Vân Phi Dương thất vọng, nhưng anh cũng chỉ đang nói chuyện trước mắt mà thôi. Đúng vậy, nên sớm phát hiện. Thực sự là muộn khóc, tuy nhiên một nửa giọt lệ cũng không có. Cô giống như nghe lòng của mình đang bị xé thành từng mảnh. Em muốn đi đâu? Chúng ta đi nhanh khỏi chỗ này được không? Hà Lạc cắn chặt răng mà gật đầu. Không sao, anh chỉ là quá mức kinh ngạc mà thôi. Thật ra thì người lớn muốn thế nào cũng là tự do của họ. Làm con cháu như chúng ta có thể làm gì được chứ? Nghĩ một chút thì cũng khó cho bọn họ. Để che giấu vẫn luôn giả bộ ân ái, thực sự là rất khổ sở. Anh nói xong lại cảm thấy Hạ Lạc im lặng lạ thường. Em không nên lo lắng cho anh, thật đó, em yên tâm đi. Anh chỉ là quá kinh ngạc mà thôi, không sao đâu. Vân Phi Dương cầm tay của cô, lại cảm thấy tay của cô rất lạnh, lạnh tới nỗi xuyên thấu lòng người. Sao vậy, rất lạnh sao? Hạ Lạc chậm rãi lắc đầu, ngây ngốc nhìn bàn tay đang giữ chặt lấy mình, thẫn thờ mà nói. Về nhà, anh đưa em về nhà đi, em đột nhiên cảm thấy mệt quá. Không phải là em nói muốn đi hay sao? Cô lại lắc đầu không nói. Vân Phi Dương mặc dù cảm thấy khác thường, nhưng thầm nghĩ có lẽ là cô mệt mỏi. Có lẽ về nhà ngủ một giấc ngày mai sẽ khá hơn. Vì vậy chuyển hướng, nhanh chóng quay về chiếc ổ nhỏ của Hạ Lạc. Vừa xuống xe, Hạ Lạc chậm rãi đi về phía cửa, đột nhiên quay đầu lại, vội chạy tới trong ngực của Vân Phi Dương, ôm chặt lấy anh, sau đó lại nhanh chóng buông ra, chạy thẳng vào nhà không hề quay đầu lại. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hạ Lạc giống như một người máy giúp mẹ con Tiểu Tường sửa sang lại giường, chuẩn bị thức ăn, liền quay trở về phòng ngủ. Trong thời gian này, mặc kệ chuông điện thoại hay là chuông cửa vang lên bao nhiêu lần, cô đều nhắm mắt bịt tai lạm ngơ. Nhiều lắm chính là nhìn cánh cửa ngẩn ngơ, đợi khi thanh âm không còn, bốn phía chỉ còn lại tiếng của mẹ con Tiểu Tường thì cô mới chậm rãi thong thả quay về. Cô sao vậy chứ? Cô cũng không biết, cũng không muốn biết, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, rối bời. Cũng tốt thôi, cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không nhớ, vậy thì sẽ khá hơn. Có lẽ vào giờ phút này trong lòng của cô đã bị mất, đã không biết mất đi ở nơi nào. Thật ra thì nằm ở trên giường, cô cũng không thể ngủ, nhưng cuộn lại như con tôm, ngần người ôm chăn bông. Đột nhiên Tiểu Tường vui vẻ sủa lên mấy tiếng, sau đó cửa liền mở ra. Hà Lạc à? Hà Lạc, con ở nhà không? Hà Lạc! Tiếng kêu gọi truyền thẳng tới bên tai,
tư thế của cô vẫn không thay đổi, nhưng dường như càng tựa đầu vào bên trong. Hà Lạc à, làm sao vậy chứ? Không khỏe sao? Đã mấy ngày rồi không gọi cho con. Thuần đường qua đây liền ghé vào xem, sao vẫn còn ngủ chứ? Từ Thiến Chi đưa tay lên xoa trán của cô, thấy cô vẫn không động đậy, cảm thấy có chút khác thường, liền cúi đầu nhìn kỹ. Hà Lạc xây dịch thân thể muốn tránh ra. Hà Lạc à, mẹ nhìn cũng không được hay sao? Bà vừa xoay mặt qua, vừa nhìn thấy liền ngạc nhiên không thôi. Thật ra thì đôi mắt vốn là linh động của Hạ Lạc lúc này đã trống rỗng, không có thần, cùng với gương mặt trắng xanh dọa người. Từ Thiện Chi nhíu mày, chậm ngâm nói. Hạ Lạc à, nói cho mẹ biết đi, đã xảy ra chuyện gì chứ? Hạ Lạc lắc đầu, giọng nói khàn khàn. Không có gì ạ. Không có gì, sao con lại khóc thành ra như vậy chứ? Rốt cuộc con đã khóc bao lâu? Khóc sao? Hạ Lạc chậm rãi, đưa tay chạm vào má của mình, lành lạnh mà ấm ướt, hai mắt như là bị người ta đánh tàn nhẫn, giống như hai gò núi nhỏ lồi lõm trên mặt đất. Khó trách, còn cảm thấy mở ra liền khó chịu, thì ra là khóc, khóc tới nỗi sưng hai mắt thành ra như vậy. Chính mình vẫn còn đang suy nghĩ, tại sao cả ngày cũng không thể mở mắt ra được. Từ Thiến Chi nhìn thấy bộ dạng của cô, sau khi thở ra một hơi thì liền đứng dậy. Con cũng đã lớn rồi, con để cho mẹ lo lắng nữa sao? Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, cơm phải ăn, ngủ phải ngủ, phải chăm sóc bản thân thật tốt. Con xem, đã thành cái hình dạng như thế này, còn thấy có được hay không? Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bà vừa cựa trách, vừa đi lấy khăn mặt. Tới đây, nằm xuống, không được cử động, chịu đựng một chút. Hơi lạnh, đắp lên 10 phút, mắt sẽ tốt hơn nhiều. Để mẹ đi nấu chút gì cho con. Không được nói là không muốn ăn, hoặc là không ăn được, mẹ sẽ tức giận không vui đâu đấy. Nói xong, bà liền vội vàng đi thẳng vào trong bếp. Qua một hồi lâu, Hà Lạc cảm thấy mắt đã tốt hơn rất nhiều, lấy khăn mặt ra, từ từ đi ra khỏi phòng. Từ Thiến Chi vừa vặn bưng bát đi tới. Mẹ làm sao vậy? Dường như cô nhìn thấy hốc mắt của bà con nước, Từ Thiến Chi vội vàng lấy tay phất phất. Không có gì, con đừng lo cho mẹ, cứ lo cho mình là được rồi. Nói xong, nước mắt lại trượt xuống theo khóe mắt của bà. Mẹ à! Trong lòng của Hạ Lạc đau xót, liền đi vào trong lòng của Từ Thiến Chi. Từ Thiến Chi yêu thương mà xoa đầu cô, chậm rãi nói. Hôm nay, con thành ra hình dáng đau lòng này. Mẹ biết, nhất định là đã xảy ra chuyện nghiêm trọng. Từ nhỏ tới lớn, con chính là tính tình ngang ngược. Chuyện gì cũng giấu ở trong lòng không nói ra. Cho nên mẹ sẽ không ép con. Chỉ là hy vọng con ngàn vạn lần, không được làm ra những chuyện điên rồ. Ngàn vạn lần, đừng để cho mẹ lo lắng được không? Nước mắt nghẹn ngào, Hạ Lạc chua xót gật gật đầu. Được rồi, mẹ nấu bát mì, ăn ngon không? Hạ Lạc bày ra nụ cười cứng ngắc. Ngon. Hai người đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Hạ Lạc yên lặng cúi đầu ăn, chỉ là ăn từng miếng thức ăn, nhưng lại không có chút khẩu vị. Trước kia cô thích nhất là thức ăn do mẹ nấu, nhưng mà bây giờ chỉ là nuốt xuống thôi cũng cảm thấy khó khăn. Không muốn ăn sao? Cô liếc mắt một cái, vội vàng cúi đầu tiếp tục ăn. Nhưng mà thực sự là nuốt không nổi. Mẹ à, con đi vệ sinh chưa? Nói xong, cô vội vội vàng vàng vọt vào trong nhà vệ sinh. Nhưng khi cửa vừa đóng, nước mắt lập tức tuôn ra như suối. Không thể khóc, cô không thể khóc, mẹ sẽ lo lắng. Nhưng mà cho dù trong lòng của cô không ngừng nói với chính mình, nước mắt vẫn cứ như vậy, không ngừng rơi xuống. Đối với Hương, cuối cùng thì Hạ Lạc cũng không thể chịu được sụp đổ. Vì sao chứ? Vì sao lại để cho cô gặp phải loại chuyện như vậy? Vì sao? Cô luôn luôn sống cô tư, cho dù cô bị tổn thương nặng nề, cũng chỉ rơi vài giọt nước mắt. Cho tới bây giờ cũng không có một lần nào nước mắt lại hoàn toàn không nghe lời mà tuôn ra như vậy. Bây giờ cô mới biết được cái gì gọi là đau khổ. Giờ phút này cô thà rằng mình không có sinh mạng thật sự. Cô nhanh chóng mở van nước, lấy tay giữ một chút nước hất lên mặt của mình lại một lần nữa. Mãi cho tới khi tiếng gọi của Từ Thiến Chi chuyển tới. Hạ Lạc à, Hạ Lạc, con sao vậy chứ? Cô dừng lại không ngừng hít sâu, sau đó mở miệng, lớn tiếng nói. Con không sao, mặt của con rất bẩn, thuận tiện rửa mặt một chút mà thôi. Ngoài cửa đã không có tiếng gì nữa. Ngừng một lát, dùng khăn mặt chà lau, cô chậm rãi rời khỏi nhà vệ sinh, sau đó ngồi xuống, chậm rãi ăn mì. Mẹ à, mẹ đâu ăn ngon thật đó, đã rất lâu rồi con không có ăn. Hà Lạc à, mấy ngày nay đến chỗ của mẹ ở có được hay không? Nhưng vì sao chứ? Cô ngẩng đầu lên nhìn một cái, lập tức sửa lại lời nói. Không cần đâu, thực sự mẹ không cần lo lắng cho con đâu, con sẽ không có chuyện gì đâu. Thật không? Vâng,
mẹ không cần lo lắng. Con sẽ đứng lên, con sẽ không dễ dàng bị đánh đổ như vậy. Con không sao mà, mẹ à. Cô cố gắng kiềm chế chính mình. Cô cố gắng ra vẻ dường như không có việc gì. Đúng rồi, mẹ à, mẹ nói thuận đường đi qua. Mẹ muốn đi đâu chứ? Cô nghĩ cách rời lực chú ý của bà đi. À, nói tới mẹ lại quên mất. Từ Thiến Chi bị cô nhắc tới, vội vàng đứng lên. Con chờ một chút, mẹ đi gọi điện thoại. Bà vội vàng chạy tới bên cạnh điện thoại. Hạ Lạc nghe được loáng thoáng đối thoại. Chỉ chốc lát sau, Từ Thiến Chi đã trở lại. Mẹ nói với ông ấy, hôm nay không trở về. Mấy ngày nay, mẹ phải ở lại cùng với con gái bảo bối. Hạ Lạc biết ông ấy ở trong miệng của mẹ là ai. Trước kia cô sẽ không hỏi, cũng không muốn hỏi. Ngoại lệ hôm nay cô đã mở miệng. Mẹ, ông ấy... Ông ấy không phải là họ Vân chứ? Trước khi không chính miệng hỏi rõ, cô ôm một chút hy vọng. Tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng mà cô vẫn phát ra ánh mắt tha thiết. Không nghĩ tới toàn bộ hy vọng này của Hạ Lạc lại bị Từ Thiến Chi hiểu nhầm. Mặt của bà sáng sủa lên. Hạ Lạc à, rốt cuộc thì con cũng muốn biết sao? Vâng, ông ấy... Ông ấy chính là Vân Chiến Thiên. Nếu không phải vì mẹ, thì ông ấy sẽ không tự nguyện buông tha Vân Thị. Lời tiếp theo, cuối cùng cô cũng không nghe vào, chỉ biết là một tia hy vọng cuối cùng cũng đã bị sụp đổ, vỡ nát. Hạ Lạc à, con có đang nghe hay không? Đột nhiên cô lấy lại tinh thần, gạt bỏ cuộc đời đau khổ nhất, tươi cười mà nói. Mẹ à, con có thể xin mẹ một chuyện hay không? Nhìn thấy khuôn mặt đau lòng của cô, Từ Thiến Chi cực kỳ đau lòng, vội vã nói. Đương nhiên, không phải chỉ là một chuyện, cho dù 100 chuyện mẹ cũng sẽ đồng ý. Con cần gì mà phải khách sáo với mẹ như vậy chứ? Con muốn... Cô gắt gao cắn môi, chậm rãi mở miệng. Đã lâu rồi, con và mẹ không ở cùng nhau. Bây giờ mẹ có thể cùng con đi tới phía Nam dạo chơi được không? Một tuần thôi là được. Nếu như lâu quá thì 3 ngày cũng được. Hai mẹ con chúng ta không nên hỏi nguyên nhân. Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát, dẫn theo Tiểu Thường đi, có được hay không? Từ Thiến Chi ngây ngẩn cả người. Trong ấn tượng của bà, Hạ Lạc là đứa bé kiên cường. Cho dù khi người thân yêu nhất của cô chết đi, cô ngoại trừ khóc lớn một hồi lâu, thì hôm sau vẫn sẽ dũng cảm đối mặt với mọi người, biểu hiện dường như không có việc gì. Thế nhưng bây giờ lại nảy sinh ý nghĩ trốn tránh, cần bà làm bạn ở bên cạnh. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Bà rất muốn mở miệng hỏi rõ. Thế nhưng nếu như không phải Hạ Lạc đồng ý, cho dù bà có hỏi 100 lần, đáp án vẫn là như vậy. Tuy đau lòng nhưng bà vẫn gật đầu đáp ứng. Ít nhất khi có bà làm bạn, Hạ Lạc đau khổ cũng sẽ không làm ra việc gì ngốc nghếch. Đường ngốc này. Bà nhịn không được mà ôm lấy Hạ Lạc rơi nước mắt. Mang theo tâm tình trốn tránh, Hạ Lạc rời khỏi Đại Bắc. Mặc dù cô đau lòng nhưng vẫn phải đối mặt với sự thật. Cô biết Vân Phi Dương nhất định sẽ vì cô vô cớ biến mất mà trong lòng đau khổ. Nhưng như thế nào đi chăng nữa cũng tốt hơn để cho anh biết rõ sự thật. Mỗi khi cô nhớ tới sự thật vô tình này luôn khiến cho cô khó chịu, không cách nào kìm nén. Vốn cho rằng chỉ cần có mẹ và Tiểu Tường làm bạn thì mình có thể quên đi. Một lòng muốn đắm chìm trong cuộc sống hạnh phúc cùng với người thân, có thể từ từ quên đi chuyện cũ, chấp nhận thực tế. Nhưng cũng đã qua 1 tuần, cô vẫn không thể nào quên, không thể nào quên được. Nhìn biển xanh cát trắng, cô lại càng nhớ tới Vân Phi Dương. Nhưng đồng thời, sự thật tàn khốc cũng giống như ngọn sóng tới tới lui lui, không ngừng gặm nhấm nội tâm của cô. Hạ Lạc, về ăn cơm. Cách đó không xa, có tiếng gọi của mẹ. Nhìn mẹ con Tiểu Tường nghịch sóng, Hạ Lạc đứng ở trên vỗ cát trên người, sau đó bước nhanh về phòng nghỉ thuê ở bãi biển Hoa Liên. Mẹ à, ăn cơm xong, con muốn gọi điện hỏi lịch bay nha. Lịch bay? Vâng, đã 1 tuần rồi, mẹ cũng phải về chứ. Không thể để cho mẹ luôn ở bên cạnh con. Còn ông ta thì sao chứ? Vậy con về cùng với mẹ đi. Kể từ sau khi tới Hoa Liên, mỗi ngày Hạ Lạc đều rủ bà đi khắp nơi. Vừa mới tới, hai mẹ con đi taxi, lại sau đó biết một ông chủ bán xe. Không chỉ mua được một chiếc xe đã 10 tuổi, ông ấy còn giới thiệu căn phòng này. Từ đó gần như không có 1 phút nhàn hạ, dấu chân của họ đã in khắp Hoa Liên. Nhưng Hạ Lạc càng cười, càng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng của bà lại càng lo lắng. 6 ngày rồi, bà chưa từng nghe thấy tiếng thở đều đều của Hạ Lạc khi ngủ say. Mẹ muốn con về cùng, vậy thì chiếc xe này, căn phòng này thì sao chứ? Thế chẳng nhẽ con tính ở đây lâu dài sao? Ở lâu dài sao? Trong lòng của Hạ Lạc buồn bã cười khổ, cô hoài nghi trên đời này liệu còn chỗ nào để cho cô dung thân. Nhưng mặc dù nghĩ như vậy, cô vẫn cười nói. Tại sao lại không chứ mẹ? Mẹ không thấy ở nơi này rất tốt hay sao?
mặc dù không thể kiếm tiền khắp nơi như Đại Bắc, nhưng bà con tin vẫn có thể tìm được công việc để sống tạm. Nếu như không tìm được, tiền tiết kiệm trước kia của con cũng sẽ giúp con sống hơn mấy năm. Nhưng mà Hạ Lạc, cô cầm lấy tay của bà. Mẹ à, mẹ yên tâm, dù khó khăn thế nào con đều chịu được. Chẳng nhẽ tương lai không thể sao? Con còn có nhiều chuyện chưa làm. Hơn nữa, chỉ cần mẹ nhớ con, lúc nào mẹ cũng có thể, con cũng có thể về thăm mẹ mà, không phải sao? Vậy công việc của con, rồi còn nhà thuê ở Đại Bắc nữa thì sao? Công việc sao? Hạ Lạc hít sâu một hơi rồi thở ra. Mẹ yên tâm, con sẽ gọi điện thoại nhờ bạn bè giúp một tay. Còn vài thứ đồ dùng bỏ đi cũng không sao mà. Cô mơ màng nhìn xa xăm, cái thái độ tiêu cực không hề giống cô một chút nào. Vậy mẹ ở lại cùng với con. Hạ Lạc lập tức khoa trương kêu lên. Không được, mẹ à, không thể được đâu. Mẹ đã từng nói, nửa đời sau của mẹ chính là cuộc sống mà mẹ muốn. Con cũng cần cuộc sống hiện tại, cuộc sống riêng. Hiện tại con chỉ muốn sống cuộc sống ở đây thôi. Ở cùng với người lớn tuổi như mẹ, còn có cuộc sống riêng gì nữa chứ? Hơn nữa, mẹ có thể bỏ ông ta sao? Cho dù như thế nào, cô cũng không thể để cho mẹ từ bỏ hạnh phúc của chính mình. Cô đã như vậy, làm sao lại có thể để cho người khác đau lòng cơ chứ? Thật đó, mẹ à, mẹ mau về đi. Nếu như rảnh rỗi thì tới đây thăm con cũng được. Nhưng mà mẹ phải nhớ kỹ, đừng bao giờ nói chuyện của con với người khác. Cho dù là ông ta, cũng không thể. Mẹ biết đấy, trong cảm nhận của con chỉ có một người ba duy nhất thôi. Nhắc tới chuyện này, Từ Thiến Chi chán nản cúi đầu. Được rồi, mẹ mau về đi. Con gái của mẹ có Tiểu Tường làm bạn rồi, không cần phải lo lắng nữa đâu. Vì vậy, bị Hạ Lạc thúc giục, buổi chiều Từ Thiến Chi đáp máy bay trở về Đại Bắc. Mà vừa đi, Hạ Lạc do dự một lúc vẫn là quyết định gọi điện. Vừa được kết nối, lập tức truyền tới giọng nói kinh ngạc của Ánh Hoa. Hạ Lạc, cậu là Hạ Lạc sao? Hạ Lạc ngắt lời của cô. Cậu nói nhỏ thôi, hơn nữa cậu phải đồng ý với mình, tuyệt đối không được để lộ chuyện. Nếu không, mình sẽ lập tức cúp máy, mình nói được sẽ làm được đó. Được, mình không nói được chưa, cậu đừng có cúp. Trong điện thoại, truyền tới giọng nói dồn dập của Ánh Hoa. Hạ Lạc à, rốt cuộc là cậu đi đâu vậy chứ? Cậu có biết chỉ vì cậu mà thế giới sắp loạn rồi hay không hả? Bao giờ cậu về chứ? Bao giờ cậu về? Cậu đang ở đâu? Nói đi, cậu mau nói với mình đi, mình vụ muốn chết rồi. Im lặng hồi lâu, Hạ Lạc mới chậm rãi nói. Anh ấy vẫn khỏe chứ? Anh ấy là ai? Cậu nói là anh Vân sao? Trời ơi, cậu còn dám hỏi mình anh ấy có khỏe hay không? Lúc đầu thì anh ấy như quái thú, đi tìm cậu khắp nơi, tìm hành tung của cậu. Hay là nói khó nghe một chút, quả thật có thể nói như là chó điên vậy đó. Chỉ cần có thể tìm được một chút tin tức của cậu, anh ấy liền tới đó cắn loạn. Nhưng tới khi anh ấy phát hiện ra cậu không ở đó thì lại im lặng tới nỗi dọa người. Quả thật chính là thằng của nhà thờ Đức Bà luôn. Không ai dám tới gần anh ấy. Cậu mà nhìn bộ dạng của anh ấy bây giờ, đảm bảo cậu sẽ không nhận ra. Bảo vệ anh ấy, hãy quên mình đi. Nhìn xuống tất cả chua xót, cô ép buộc mình phải nói ra những lời này. Quên cậu? Hình như không nghĩ tới đáp án này, sau khi Oánh Hoa thét lên kinh hãi, đột nhiên im lặng. Sau đó cô mới trầm giọng nói. Cậu biết anh ấy đang làm gì không? Anh Vân vì cậu. Trong lòng của Hạ Lạc đau đớn, vội nói. Đừng nói nữa, mình không muốn nghe bất kỳ chuyện gì liên quan tới anh ấy nữa. Mình không thể ở cùng với anh ấy, cậu nghe không? Không thể đâu. Hãy nói cho anh ấy biết, quên mình đi. Việc này đối với anh ấy, đối với mình đều tốt. Nhưng mà tại sao chứ? Cậu phải nói cho mình biết lý do. Nếu không mình không thể nói với anh ấy. Cậu biết tính cách của anh Vân mà, anh ấy sẽ không bỏ qua đâu. Trong lòng của Hạ Lạc đau như cắt, thì ra vết thương vừa mới được khâu lại bị rách ra, máu tươi chảy ra không thể nào ngừng được. Hạ Lạc nói. Không có lý do gì hết. Tóm lại, chính mình không thể ở cạnh anh ấy. Anh ấy đừng đi tìm mình nữa. Anh ấy sẽ không tìm được đâu. Cho dù tìm được thì cũng vô ích thôi. Vô ích thôi. Cậu nghe chưa hả? Là vô ích, không thể được đâu. Nói tới đây không còn hơi sức để nói tiếp. Cô chán nản dựa vào mép bàn, sau đó mệt mỏi trượt xuống đất. Cho tới khi chuông cửa vang lên, cô mới hoảng hốt cố gắng đứng dậy. Đầu của Hạ Lạc trống rỗng. Cho đến khi ông chủ cửa hàng xe đã hoàn thành thủ tục mua bán xe xong, cô mới quay lại ngồi vào trên ghế salon. Khi cô phát hiện tiếng ống nghe điện thoại đột nhiên rơi xuống đất vang lên chói tai, hồn phách của cô mới trở lại về thân xác. Bây giờ nói gì cũng sẽ không có ích. Hạ Lạc chán nản nhắm mắt lại nghĩ thầm. Từ đó hai người bọn họ chính là người của hai thế giới khác nhau. Thực sự là không hề liên quan tới nhau nữa sao? Đột nhiên, Hoắc Thiếu Quân xuất hiện trước mặt của Hạ Lạc thì cô không nghĩ anh là người đứng ở trước mặt cô, mà người ở phía xa xa, chân trời góc bể. Em không hỏi tại sao anh tìm được em ư?
Cô cười buồn. Hỏi cái gì chứ? Dù sao thì anh cũng đã tới rồi. Có hỏi hay không thì khác gì nhau. Em không sợ là anh tìm tới, cậu ta cũng sẽ tới hay sao? Anh che giấu ánh mắt sau gọng kính vàng, lóe lên một thần sắc khó hiểu. Trong lòng của Hạ Lạc chấn động. Anh ấy tới sao? Hoắc Thiếu Quân không có trả lời, hỏi ngược cô. Em đang hy vọng là cậu ta sẽ tới. Giọng nói cực kỳ nặng nề, lời này giống như ngọn sóng lớn từ trong đầu từ từ lan ra, sau đó đọng lại trong ngực của cô. Cô hy vọng anh tới sao? Dĩ nhiên, ý nghĩ muốn thấy anh tựa như ngọn lửa, không lúc nào không đốt cháy cô. Nhưng gặp lại thì có thể làm gì chứ? Cùng cha khác mẹ chính là sự thật. Có điều cô không thể làm bộ vui vẻ chúc phúc cho anh. Chúc anh sẽ có một cô gái xuất hiện và yêu thương anh. Nhưng cô làm sao làm được chứ? Không, Hạ Lạc tự nói là cô không thể, thực sự không thể. Thay vì như vậy, không bằng đời này kiếp này cô không gặp lại anh. Ít nhất cô có thể nghĩ tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra. Cô vẫn là Hạ Lạc, vô dụng vô cầu, trừ tiền ra như trước kia. Cô lắc đầu kịch liệt, cực kỳ khoa trương. Không, không muốn. Không muốn thật sao? Anh hỏi lại lần nữa. Hạ Lạc tức giận, nhìn anh chằm chằm. Anh tới đây là để hỏi tôi những vấn đề làm chán này hay sao? Hoắc Tiểu Quân cười cười. Đương nhiên là không phải rồi. Anh tới đây là để tìm người trong mộng của anh. Hai mắt của anh tỏa ra ánh sáng tha thiết, thiêu đốt lòng người. Có thể gặp lại em lần nữa, chứng tỏ là chúng ta có duyên trời định. Em nghĩ lại đi, nếu như anh không có mặt lúc em gọi cho Ánh Hoa, thì sẽ không thể nghe được cuộc nói chuyện giữa em và ông chủ Sa Hành qua cái điện thoại loa to kia được. Vậy thì cả đời này, sợ rằng sẽ không có cơ hội gặp lại em. Em nói đi, chúng ta không phải là được trời tác hợp thì là gì chứ? Vẻ mặt của Hạ Lạc không có chút thay đổi, cô chỉ hờ hững nói. Tôi không quan tâm, anh nghĩ gì, đó là chuyện của anh. Nhưng anh ngàn vạn lần, không nên gài bẫy tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn được sống những ngày bình an ở đây, không quan tâm tới chuyện gì khác. Hoắc Thiếu Quân nhìn về phía chân trời, hít một hơi thật sâu rồi nói. Vậy thì tốt, anh cũng thích chỗ này. Anh đã hỏi ông chủ Trần của Sa Hành rồi. Ông ta nói, ở đây có rất nhiều nhà có hai phòng, vừa khéo căn nhà cách đường lớn một con phố, mà em đã xem kia, anh đã thuê rồi. Anh ta cười vô cùng đắc chí. Anh quen với ông chủ Trần sao? Em có biết, anh có được bao nhiêu tư liệu quý giá qua cái điện thoại loa to đó hay không ạ? Cho nên đúng là ông trời đang giúp chúng ta. Nhưng bây giờ em ghét anh như vậy, khiến cho anh thực sự đau lòng. Chẳng nhẽ trong mắt của em, anh tệ tới thế sao? Hạ Lạc thầm than ở trong lòng, không phải là cô ghét Hoắc Thiếu Quân, mà là anh dùng cách nói chuyện luyên thuyên để bên cạnh cô, quấn lấy cô, làm phiền cô, để theo đuổi cô, khiến cho cô không thể chịu nổi. Chỉ nghĩ tới việc sau này ở bên cạnh anh thôi đã khiến cho cô cảm thấy khó chịu rồi. Nhà ở đây được xây trên con đường đi ra biển, cho nên trong khu dân cư không có công viên nhỏ, phủ đầy cây xanh, chỉ đi 10 phút là tới bờ biển. Lại dân cư thưa thớt, cho nên chỉ cần ra khỏi nhà là ai cũng biết. Dĩ nhiên, Hạ Lạc không thèm quan tâm tới việc Hoắc Thiếu Quân tiếp cận mình là có mục đích. Nhưng hai con chó nhỏ, vốn lạnh nhạt của cô thì lại bị xương ngon hấp dẫn. Một lần, hai lần, ba lần như vậy, dù cho có giữ như thế nào cũng sẽ khuất phục. Huống chi là hai con chó chỉ sủa mấy tiếng cho ai của cô. Anh tha cho chúng được không? Ngày nào cũng như vậy. Cứ đến giờ là bọn nó lại nhao nhao đòi mở cửa, sắp nhận người khác làm chủ luôn rồi. Nhìn anh mang thức ăn ngon tới dụ dỗ, khiến cho bọn chúng nhảy loạn lên trong công viên, Hạ Lạc than thở đầy bất đắc dĩ. Còn em thì sao chứ? Anh thả thức ăn xuống, nhìn cô đầy thâm ý. Tôi sao? Ừ, em thì sao? Bọn chúng còn biết phân biệt trái phải đúng sai, chạy về phía mà người yêu bọn chúng hơn. Còn em, chẳng nhẽ anh làm bao nhiêu việc như vậy, em còn không có động lòng. Thái độ chân thành của anh khiến cho Hạ Lạc ngạc nhiên. Em đã quyết định rời khỏi anh ta, thì nên thoải mái, mở cánh cửa lòng ra mà tiếp nhận tình yêu chân thành của một người khác một lần nữa chứ. Em cứ tiếp tục như thế này, làm sao có thể quên được cậu ta? Đừng tự lừa dối chính mình nữa. Lời nói của Hoắc Thiếu Quân đánh vào nơi yếu ớt nhất trong lòng của cô. Mấy ngày nay cô tưởng là đã dần quên vết thương đó rồi, nhưng càng muốn quên thì lại càng nhớ. Mỗi lúc đêm về cô lại càng cảm thấy đau đớn hơn. Em quên được, nhưng còn cậu ta thì sao chứ? Nếu như anh tìm được em, chỉ chắc chắn cậu ta cũng sẽ tìm được. Vấn đề là mất bao lâu mà thôi. Nếu như cậu ấy tìm tới, em định đối mặt như thế nào chứ? Tuy anh không biết chuyện bọn họ có gì, nhưng anh nhận ra cô có bao nhiêu quyết tâm rời khỏi cậu ta. Nói cho anh biết, sao em lại từ chối cậu ấy đi? Tôi... Hạ Lạc im lặng, thầm nghĩ rằng không để cho anh ta phải biết được sự thật. Cô phải lấy lý do gì để từ chối mới khiến cho anh ta bỏ đây? Anh có thể vì cô mà không quan tâm tới tính mạng. Nếu như anh biết chân tướng với tính cách mạnh mẽ kia, không ai dám tưởng tượng anh sẽ làm gì.
Hạ Lạc nắm chặt vạt áo nơi ngực, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hoắc Thiếu Quân bước lên một bước, nhìn cô chằm chằm. Lấy anh đi, chỉ cần em lấy anh thì tất cả không thành vấn đề. Đôi môi của cô run rẩy. Nhưng tôi không yêu anh. Lấy anh đi, chỉ có lấy anh, gạo đã nấu thành cơm thì Vân Phi Dương mới hết hy vọng. Em biết, với tính cách của cậu ta sẽ làm gì mà. Trừ phi ý chí của em không có kiên định, lại chấp nhận cậu ấy một lần nữa. Nếu không chắc chắn cậu ấy sẽ không bỏ qua cho em đâu. Tin anh đi, bọn anh lớn lên bên nhau, anh hiểu rất rõ tính cách nóng nảy của cậu ấy. Vì để Hà Lạc đưa ra quyết định, anh mạo hiểm đánh cược một lần. Em nói đi, em bằng lòng trở về bên cậu ta một lần nữa hay không? Không, sao cô lại có thể trở về bên anh được cơ chứ? Sao cô có thể gọi anh là anh trai được cơ chứ? Không, cô không thể. Hà Lạc như đứt từng khúc ruột, nước mắt dâng lên, gật đầu mà nói. Được, em đồng ý. Em đồng ý lấy anh. Nhưng ngoài dự tính của cô, ngày hôm sau Hoắc Thiếu Quân đã nói với cô, họ sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày mai. Cái gì? Ngày mai? Anh nói sáng sớm mai sẽ... Tuy đã quyết định nhưng cô không thể thốt ra hai chữ kết hôn được. Không phải em nói là mọi chuyện không có ý kiến gì hay sao? Vậy nên anh nghĩ chia bằng chúng ta làm nghi thức đơn giản, tới nhà thờ làm lễ trước, sau đó sẽ làm mấy bản tiệc mời hàng xóm. Tuy là không quen nhau, nhưng sau này ở đây thì cần sự giúp đỡ của bọn họ. Còn nữa, anh lấy ra một cái hộp bằng nhung đỏ từ trong lòng, từ từ mở ra trước mặt của Hạ Lạc. Từng viên chân châu tròn trịa sáng bóng tỏa ra trước mặt của cô. Em xem, anh đã giải quyết mọi việc rồi. Chỉ cần bộ đồ trang sức này là mất công nhất. Dù sao thì ở đây cũng không thể bằng được Đài Bắc. Nhưng đây là dây chuyền và hoa tai, nhẫn này phối hợp với nhau cũng không tới nỗi tệ, tạm chấp nhận được. Anh cười vô cùng vui vẻ, tràn đầy hy vọng cô có thể nở nụ cười. Nhưng cô thì không cười được, khiến cho anh không khỏi cảm thấy thất vọng. Nếu như em không thích thì khi về Đài Bắc, anh sẽ đem tới cửa hàng trang sức nổi tiếng nhất để lựa chọn. Hà Lạc lắc đầu. Không, em không có ý này. Từ trước tới nay em không hề có hứng thú với mấy thứ đồ trang sức, cho nên có hay không cũng không quan trọng. Thế nhưng... Hoắc Thiếu Quân trầm ngâm một lúc rồi mới hiểu ra. Em yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Tuy em và Vân Phi Dương đã từng đăng ký, nhưng không chính thức cử hành nghi thức công khai, nên về mặt pháp luật em có thể không thừa nhận. Tổ chức hôn lễ xong, chúng ta về Đài Bắc sửa, sau đó sẽ chính thức cử hành một hôn lễ long trọng. Tới lúc đó, ngoài người thân và bạn bè của em, còn có Hoắc gia, nhất định sẽ không để cho em chịu thiệt thòi đâu. Nghe thấy tên của Vân Phi Dương, trong lòng của Hạ Lạc lại run lên, nhưng cô vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cho tới lúc lên giường, chuyện cũ chôn sâu nơi đáy lòng lại hiện ra trong đầu, khiến cho cô không thể kiềm chế được những giọt nước mắt. Cô chằn trọc, không cách nào nhắm mắt lại ngủ được, tâm cũng không thể tĩnh, chứ đừng nói niềm vui khi làm cô dâu mới. Cô thầm nghĩ, nếu như anh biết được thì anh sẽ làm gì chứ? Còn anh, bây giờ anh đang như thế nào? Đang lúc suy nghĩ hỗn loạn thì mọi thứ xung quanh bắt đầu lung lay, giường rung lên như thuyền trên biển lắc lư không ngừng. Hạ Lạc kinh hãi ngồi bật dậy, nhưng chỉ vài chục giây sau mọi thứ từ từ dừng lại. Động đất sao? Đài Loan là nơi hay có động đất, cho nên chuyện này không có gì lạ lạ. Nhưng không thể hiểu tại sao nỗi lo lắng lại dâng lên trong lòng của cô. Cô tự nghe nói cứ 2 năm thì ra nam của Đài Loan sẽ có một trận động đất mạnh. Có người nói có thể là ở phía nam, có người nói có thể là ở phía bắc. Nếu vậy trận động đất vừa nãy là ở phía bắc, vậy cô càng nghĩ lại càng lo lắng. Tuy cảm thấy trận động đất vừa rồi không lớn, nhưng Hoa Liên ở rất xa Đài Bắc còn có thể cảm nhận được. Chẳng may động đất ở Đài Bắc thì thực sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Hà Lạc càng suy nghĩ lại càng sợ hãi. Mắt thấy thời gian trôi qua từng giây từng phút, càng ngày càng gần thời điểm vui nhất đời người của mình. Nhưng cô lại cảm thấy không hề vui mừng một chút nào. Cứ thế cho tới lúc tia nắng mặt trời đầu tiên lộ ra từ phía đông, cô vẫn không thể ngăn cản được nỗi bất an càng ngày càng lan rộng trong lòng. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, cô sững sờ, vội vàng chạy tới cầm lên. Hà Lạc à, con có khỏe không? Con vẫn ổn chứ? Mẹ biết con không thích bị ai quấy rầy, cho nên bây giờ mới gọi điện thoại tới hỏi thăm. Là mẹ, bà chưa bao giờ gọi điện thoại sớm như vậy. Chẳng nhẽ bà biết cô sắp kết hôn, nhưng nghe giọng thì không phải như vậy. Mẹ à, có chuyện gì sao? Không phải là cô cố ý giấu giếm, mà là sợ sẽ gián tiếp tiết lộ cho anh biết. Chẳng may vì vậy mà anh xuất hiện thì sẽ chỉ khiến cho hai người càng thêm đau khổ mà thôi. Hà Lạc à, con không biết sao, con mau mau mở tivi lên xem nhanh lên. Trận động đất tối qua làm cho nhiều người chết lắm, có vài tòa nhà lớn của Đài Bắc bị sập. Vừa nghe tới đây, Hà Lạc nghe thấy như sét đánh ngang tai, không dị nghĩ nữa, viện cớ tắt máy rồi bấm số của Vân Phi Dương. Không ngờ không thể gọi được cho anh,
nỗi sợ hãi khiến cho cô không tự chủ được mà run lên bần bật. Trên báo đều đặc biệt đưa tin số người chết và cảnh tượng kinh khủng khi các tòa nhà bị sập. Dường như ở Đài Loan đã trở thành địa ngục chỉ trong chớp mắt. Không biết, không đâu, mấy tòa nhà bị sập là ở Tùng Sơn, những nơi khác chỉ bị ảnh hưởng về của, không có tin xấu về người, cho nên chắc là anh bình an vô sự. Nhưng khi cô đang tự an ủi bản thân, thì bóng mà đang bao phủ nội tâm trước nay lại hiện lên, không thể thoát ra được. Nếu không sao, vậy tại sao không thể gọi được cho anh? Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì anh cũng chưa bao giờ tắt máy. Vậy nên cô gọi cho một số khác. Oanh Hoa, cậu dậy chưa? Các cậu ở đó ổn chứ? Oanh Hoa vừa nghe thấy tiếng của cô thì kích động tới mức giọng nói cũng thay đổi. Hạ Lạc à, là cậu sao? Hạ Lạc, cảm ơn ông trời, cậu vẫn bình an vô sự. Nghe nói ở miền Trung có rất nhiều người chết. Bây giờ cậu đang ở đâu chứ? Đài Trung, Nam Đầu hay là Trương Hóa? Có ở cùng với anh Vân hay không? Hạ Lạc ngạc nhiên, sửng sốt. Cô biết Hoắc Thiếu Quân biết được tin tức này của cô là vì anh lấy được số điện thoại từ chỗ của Oanh Hoa. Vì vậy trước khi hoàn thành tất cả các nghi thức, anh không định báo cho ai biết tin tức về bọn họ, cho nên không ai biết cô đang ở Hoa Liên. Vậy sao Oanh Hoa lại chắc chắn cô đang ở miền Trung chứ? Không phải sao? Nhưng mà rõ ràng anh mình nói với bọn mình là cậu ở miền Trung. Anh Vân đã sớm chạy tới đó tìm người rồi. Chẳng nhẽ... Cái gì? Cậu nói cái gì? Một tiếng ầm vang lên trong đầu của cô. Vân Phi Sương tới miền Trung tìm cô sao? Bây giờ anh đang ở nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của động đất ở Đài Loan. Hạ Lạc, Hạ Lạc à? Tuy tiếng của Ánh Hoa không ngừng truyền tới từ đầu dây bên kia, nhưng cô lại không nghe lọt được gì. Tính tăng, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Ánh Hoa nói Vân Phi Dương đã rời tới Đài Bắc đi tìm mình, chẳng nhẽ anh tới đây. Cô thầm vui vẻ, vội vàng lao ra mở cửa. Hạ Lạc, anh tới là để nhắc em, tới giờ rồi. Hoắc Thiếu Quân mặc âu phục mới tinh, thần thái sáng láng, đứng ở ngoài cửa. Không phải là anh ấy, không phải là anh ấy, khuôn mặt của Hạ Lạc trắng bệch. Sao vậy? Tại sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Không được, anh thấy thời gian còn dài. Để anh mời thợ trang điểm tới, dặn dò cô ấy trang điểm cho em thật đẹp mới đi. Không thấy tận mắt thì không yên tâm được, em thấy sao? Anh có xem tin tức sáng nay không? Trái tim như ngừng đập, máu như ngừng chảy, anh không phát hiện ra những điều gì khác thường, chỉ cười nói vui vẻ. Sao mà có thời gian chứ? Hôm nay là ngày quan trọng của anh bận muốn chết, sao có thời gian mà xem tin tức? Huống chi bây giờ vẫn còn sớm mà. Mấy giờ rồi? Hàn Lạc bỗng nở nụ cười, nhưng là nụ cười chứa đầy bi thương. Đôi mắt của cô đỏ lên trong nháy mắt, cô nhìn anh. Tại sao chứ? Tôi đã đồng ý lấy anh rồi. Tại sao anh còn phải lừa Vân Phi Dương làm gì chứ? Tại sao? Sắc mặt của Hoắc Thiếu Quân thay đổi. Em biết rồi sao? Lừa cậu ta thì sao? Anh chỉ dụ là cậu ta tới Đài Bắc, đề phòng cậu ta tới đây gây chuyện mà thôi. Anh không muốn cậu ta phá hỏng buổi hôn lễ tốt đẹp của mình. Vậy thì sao? Không phải tôi đã đồng ý với anh rồi hay sao? Hơn nữa cho dù như vậy, tại sao lại không nói chỗ nào mà lại cố tình nói cho anh ấy biết chúng ta đang ở miền Trung? Chợt Hoắc Thiếu Quân bước lên ôm vai của cô, dịu dàng nói. Hạ Lạc, đúng như lời em nói, em đã đồng ý làm vợ của anh, vậy còn quan tâm làm gì chứ? Anh chỉ làm cho Phi Dương chạy tới miền Trung một chuyến vô ích mà thôi. Nhiều nhất chỉ là lãng phí chút ít thời gian và tiền bạc của cậu ta, chứ đâu có sao. Em đừng vì cậu ta mà hờn dỗi anh được chứ? Hờn dỗi? Hạ Lạc hất tay của anh ta ra, trợn mắt trừng to anh ta. Tôi đang hờn dỗi anh sao? Cô giận dữ mà lau nước mắt, xoay người mở tivi. Theo tin tức mới nhất, rạng sáng ngày hôm nay, Nam Đầu đã xảy ra trận động đất gây nên hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ngoài những căn nhà bị sụp, số người chết đang không ngừng tăng lên. Các nước khác trên thế giới biết tin xôn xao, bày tỏ sự thương tiếc với chúng ta về đại lục. Những cảnh tượng hoang tàn như địa ngục trần gian, nét mặt vô cùng bi thương của người dân và phóng viên lướt qua ống kính, lặp lại không biết bao nhiêu lần. Đây sao lại vậy được? Không thể nào. Sao có thể như vậy? Trận động đất tối qua không lớn cơ mà. Hoắc Thiếu Quân cũng bị kinh sợ bởi cảnh tượng trước mắt. Hạ Lạc quay lưng về phía anh, không hề lên tiếng, chỉ có thể thấy bả vai gầy yếu của cô đang run rẩy không ngừng. Để anh gọi cho Vân Phi Dương, cô ấy sẽ không sao đâu. Ngay lập tức anh trở nên luống cuống. Hạ Lạc nghẹn ngào. Vô ích tôi đã gọi rất nhiều lần rồi. Sao có thể chứ? Bàn tay đang cầm điện thoại của Hoắc Thiếu Quân run lên, quả đúng là không thể gọi được. Biết đâu cậu ta tới chỗ khác thì sao? Hạ Lạc tự lắc đầu. Trời ơi, rốt cuộc anh đã làm gì vậy chứ? Hoắc Thiếu Quân suy sụp ngồi xuống. Anh chỉ là không muốn cậu ấy phá hỏng hôn lễ của anh, không muốn cậu ấy. Cảnh tượng khiến cho người ta hoảng sợ của khu vực gặp nạn miền Trung thực sự khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nếu như mình ở đó thì sẽ gặp phải chuyện gì?
Bỗng nhiên Hạ Lạc đứng lên, nói lớn. Tôi muốn đi tìm anh ấy. Em muốn đi tìm cậu ấy. Vậy... Anh buồn bã cúi đầu. Em nghĩ em không thể hoàn thành hôn lễ với anh. Hạ Lạc quay lại, tuy trên mặt vẫn còn vương nước mắt, nhưng cô lại nở nụ cười. Anh yên tâm, chỉ kéo dài thời hạn cử hành hôn lễ mà thôi. Chờ tôi tìm được người, nhất định tôi sẽ quay trở về bên cạnh anh. Tôi không tin anh ấy gặp chuyện không may. Nhưng anh ấy là Vân Phi Dương, chứ không phải là người khác. Ánh mắt của cô kiên định. Hoắc Thiếu Quân bị chấn động bởi thái độ của cô. Một lúc lâu sau anh mới kinh ngạc nhìn cô nói. Thấy được, thật ra trong lòng của em chỉ có một mình Vân Phi Dương. Anh không hiểu, nếu vậy thì tại sao em lại rời khỏi cậu ấy? Hơn nữa nếu không phải tại anh, thì cậu ấy sẽ không... Cô cắt ngang lời của anh. Đừng nói nữa, tôi tin anh ấy, cũng tin anh. Anh không biết sẽ có chuyện này, sao có thể trách anh được chứ? Huống chi anh là vì tôi mà. Dứt lời cô ngẩng đầu nhìn về phương xa, thở dài một hơi, như vừa nói cho anh nghe, vừa tự nhủ với chính mình. Anh yên tâm đi, tôi và anh ấy không thể đâu. Bởi vì anh ấy là anh ruột của tôi. Anh ruột? Hoắc Thiếu Quân không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Trận động đất mạnh nhất từ trước tới nay qua đi, cảnh quan khắp nơi hầu như đều bị tàn phá. Tất cả đường lớn gần như bị phá hủy, còn sót lại một con đường đẩy dân tị nạn hoặc là xe vào người của giới truyền thông. Rất khó làm cho người ta tin, nơi này đã từng là nơi nhiều người lui tới, khắp nơi đều là danh thắng đẹp đẽ. Vì vậy khi Hạ Lạc vất vả tới được đây, thì quả thật cô không thể chịu nổi. Đây chính là Đài Loan trong trí nhớ của cô. Trong trí nhớ, cảnh tượng bình thường như vậy chỉ có trong báo truyền thông của nước ngoài. Khi cô đang suy nghĩ nên tìm ở nơi nào, thì có một nhân viên trung tâm cứu nạn Đài Trung đột nhiên thông báo tìm được một người họ Vân trong một tòa nhà sụp đổ. Họ Vân sao? Trong lòng của Hạ Lạc lo sợ, vội vã đi theo nhân viên cứu nạn tới tòa nhà sụp đổ kia. Xin hỏi những người khác ở đâu? Người đâu? Ở trong tòa nhà đều đã bị tàn phá. Cô vội vã kéo tay một người mặc quần áo nhân viên cứu nạn. Người nọ đầy mồ hôi, vội vàng nói. Có lẽ là đang ở dưới, đúng là lúc bắt đầu có tiếng thở đứt quãng. Nhưng bây giờ không hề thấy có tiếng thở nào, tôi thấy... Mặc dù anh ta không có nói nữa, nhưng vẻ mặt chán nản, lúc đi không ngừng lắc đầu thở dài. Đúng lúc này cách đó không xa, lại có mấy người được đưa ra. Nhưng họ không hề thở, từng thi thể lạnh như băng, người thân khóc lóc thảm thiết. Hà Lạc cũng cảm thấy đau xót. Cũng cảm thấy như mình đang rơi xuống vực sâu. Cô mím chặt môi, mắt nhìn chằm chằm vào tòa nhà bị tàn phá. Vừa cầu nguyện, vừa cổ vũ chính mình. Cô tin rằng chắc chắn Vân Phi Dương sẽ không bỏ cô mà đi như vậy. Coi như ông trời không để cho kiếp này họ được làm vợ chồng. Nhưng họ không thể phân tay phân chân. Tại sao ông trời có thể để cho cô tiếp nhận đả kích lớn như vậy chứ? Mặc dù cô chưa từng làm việc thiện, nhưng cũng chưa từng làm chuyện ác. Trời thấy cô nguyện dùng tính mạng mình để đổi lấy. Lúc này đây, mọi người bắt đầu xôn xao. Kéo ra được rồi, kéo ra được rồi. Hạ Lạc đẩy mọi người ra, xông lên phía trước hô to. Anh ấy sao rồi, sao rồi? Nhân viên cứu nạn chưa nói gì, chỉ nặng nề cúi đầu. Sau lưng khiêng một người bị bẹp đang nằm ở trên băng ca, không thể nhận ra mặt mũi của thi thể. Cô che miệng, rất sợ, không cẩn thận sẽ khóc lớn. Ây, đúng là định mệnh mà, chủ nhà không có nhà. Người họ Vân này vốn là bạn tốt lâu năm của họ, tới đây ở nhờ. Không nghĩ rằng lại gặp phải chuyện này. Rõ là... Người kia không ngừng lắc đầu thở dài. Lời nói tựa như một con dao sắc đâm vào trong lòng của Hạ Lạc. Bỗng chốc, cảnh vật trước mắt của cô tối đi. Thân thể nhỏ yếu suy sụp ngã xuống đất. Cô à, cô à. Người kia vội vàng đỡ lấy cô. Cô khỏe không chứ? Một cảnh tượng thê thảm. Có người khóc lóc om sòm. Có người khóc tới mức ruột gan đứt từng khúc. Còn cô thì sao chứ? Tại sao ngay cả một nửa giọt nước mắt cũng không có? Nhưng trong lòng lại đau tới mức khiến cho người ta dường như không thể hô hấp. Thật ra lúc mà anh được mang ra, cô cảm thấy bao hồn bảy vía trong cơ thể đang tiêu tan, đang biến mất. Cô căn bản chỉ còn lại cái xác, cho nên lấy đâu ra nước mắt mà khóc. Hà Lạc gượng gạo nói. Tôi rất khỏe. Chỉ là mấy chữ ngắn ngủn nhưng giống như đã hao hết sinh lực của cô, khiến cho cô không nhịn được mà thở gấp. Người kia dịu dàng nói. Tôi thấy để đưa cô ấy tới bệnh viện. Hà Lạc lắc đầu, được anh giúp đỡ, cố gắng đứng lên. Đúng lúc này đột nhiên phát hiện ra, lồng ngực của người trước mặt rất quen thuộc. Trong lòng của cô khẽ động, vội vàng ngẩng đầu. Đôi mắt sáng rõ, khuôn mặt đẹp trai, thân hình cao lớn. Đây không phải là Vân Phi Dương thì là ai chứ? Máu trong người của cô nhất thời ngừng chảy. Vân Phi Dương, là anh sao? Anh không chết. Thật tốt quá,
anh không chết. Đột nhiên nước mắt ứa đọng trong hốc mắt của cô, gương mặt trắng bệch như có thêm huyết sắc, hai mắt đỏ bừng, chóp mũi cũng hồng hồng. Vân Phi Dương, vẻ mặt của người kia tràn đầy nghi hoặc. Hạ Lạc cười, mặc dù trên mặt vẫn còn nước mắt, tuy nhiên nụ cười lại rất sáng lạng, rất đẹp mắt. Đúng, Phi Dương, em còn tưởng đó là anh. Ai biết chỉ là hiểu nhầm chứ, chỉ là hiểu nhầm thôi. Cô vui vẻ gật đầu, cũng không quan tâm, mặt đầy nước mắt. Tại sao trên đầu của anh lại quấn băng? Bị thương sao? Có nghiêm trọng hay không? Anh xem, nếu có thể đứng ở đây, tại sao lại nghiêm trọng chứ? Thật là... Cô vừa khóc vừa cười, cho dù lúc này người khác đứng sờ sờ trước mặt, nhưng nhớ tới cảm giác đau khổ tê tâm liệt phế vừa rồi, cô vẫn không nhịn được mà khóc thêm lần nữa. Tôi nghĩ là cô nhầm rồi, tôi không phải là Vân Phi Dương, tôi là... Dương Dương! Một cô gái tóc dài duyên dáng đột nhiên đi tới. Từ Dĩnh! Đi tới trước mặt, Hà Lạc cẩn thận nhìn, lúc này mới phát hiện ra người trước mặt chính là Nhậm Tư Dĩnh. Đợt trước cô ta trang điểm theo mốt hiện nay, hôm nay lại trang điểm nhẹ, suýt chút nữa thì Hạ Lạc nhận không ra. Cô ta nhìn cô, giật mình, bật thốt nói lên. Hạ... Sau đó liền ngậm miệng lại, không để ý tới cô. Thân mật lôi kéo tay của Vân Phi Dương, kéo anh đi khỏi. Dương à, khỏe không? Bác sĩ bảo anh mệt, cùng em về nhà nghỉ ngơi nha. Dương, Hạ Lạc không khỏi chạy tới, cản họ lại. Vân Phi Dương, anh làm sao vậy chứ? Còn Tư Dĩnh, đây là chuyện gì? Hạ Lạc cảm thấy không đúng cho lắm. Tư Dĩnh giống như sợ Hạ Lạc sẽ gây bất lợi cho họ, vội vàng đứng dậy bảo vệ trước Vân Phi Dương nói. Cô đi nhanh đi, chúng tôi không biết cô, tại sao lại cản chúng tôi? Nói xong xoay người lại muốn lôi kéo anh đi. Tư Dĩnh à, Tư Dĩnh, tại sao cô không biết tôi chứ, Vân Phi Dương? Hạ Lạc gấp gáp mà hô to. Chúng tôi không biết cô nghe không hiểu hay sao? Mặt của Tư Dĩnh tràn đầy mồ hôi, đôi mắt không có thiện chí lườm cô. Dương à, chúng ta đi, đừng để ý tới cô ta. Ôm chặt lấy cánh tay của Vân Phi Dương, đứng gần sát anh. Hà Lạc đứng ngây ngẩn tại chỗ, không thể tin nổi. Cô nghĩ tại sao bọn họ lại không biết cô. Rõ ràng đó là Tư Dĩnh, và rõ ràng đó là Vân Phi Dương. Tại sao anh lại có thể giả vờ không biết cô cơ chứ? Cô chưa từ bỏ ý định, đuổi theo bọn họ. Đôi mắt to tròn, nhìn anh nói. Vân Phi Dương, anh nhìn em đi, nhìn em đi. Em không tin anh thực sự không biết em, có đúng hay không? Cô... Tư Dĩnh cực kỳ tức giận, vội vươn tay muốn đẩy cô ra, lại bị Vân Phi Dương nắm lấy. Tiểu Dĩnh, chờ một chút. Anh quay đầu nhìn Hạ Lạc dịu dàng, từ từ mở miệng. Tiểu Dĩnh nói không sai, tôi thực sự không biết cô. Cũng không biết tại sao cô lại cố chấp như vậy. Có lẽ cô biết ai đó nhìn giống tôi sao? Nhưng tôi tên là Ân Dương, không phải là Vân Phi Dương như cô nói. Mà cô ấy cũng không phải là Tư Dĩnh như cô nói. Cô ấy là Tiểu Dĩnh, vợ chưa cưới của tôi. Lát nữa tôi phải tới bác sĩ để khám. Thứ lỗi cho chúng tôi không thể nói chuyện cùng với cô nữa. Vợ chưa cưới, Ân Dương, Tiểu Dĩnh sao? Nghe anh nói như vậy, Tư Dĩnh vốn bị đang nắm chặt tay anh, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Hạ Lạc, cô nghe chưa? Hạ Lạc, nếu như biết tên tôi là Hạ Lạc, vậy tại sao cô lại nói là không quen tôi? Hạ Lạc đột nhiên ngẩng đầu lên cười khổ. Mặc kệ anh là Ân Dương hay là Vân Phi Dương, tóm lại biết anh còn sống, biết anh bình an vô sự là được rồi. Còn anh có quen hay không cũng không quan trọng, em cũng không trách anh. Anh không nói gì nữa, nhưng đôi mắt nóng rực lại vì giọng điệu đau buồn của cô mà ảm đạm. Đồng ý với tôi đi, Tư Dĩnh, hãy chăm sóc anh ấy thật tốt. Nói xong cô liền bỏ đi. Trời ơi, tại sao cậu lại có thể bỏ đi như vậy chứ? Oánh Hoa ngay khi biết được tin tức đã gấp tới độ kêu to. Cô nắm lấy vai của cô. Cậu có biết cái cô gái Nhậm Tư Dĩnh đó đáng ghét tới cỡ nào hay không? Rõ ràng là thích anh Vân, nhưng mà lại luôn giả bộ thanh cao. Bây giờ cậu để cho họ ở cùng với nhau, cậu biết sẽ xảy ra chuyện gì hay không à? Cậu thực sự là ngốc quá đi. Ngốc quá sao? Trong lòng của Hạ Lạc thầm cười khổ. Cô chỉ nói nhìn thấy hai người bọn họ, nếu như Ánh Hoa biết toàn bộ, không biết sẽ nói gì nữa. Nhưng như vậy thì sao chứ? Không thể ở cùng với anh, chẳng nhẽ còn có tư cách ngăn cản họ. Hạ Lạc à, rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì vậy? Đi nào, chúng ta đi tìm anh ấy. Không thể ngàn dặm xa xôi chạy tới, nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Mình không đi. Cậu không đi? Cậu nói cậu không đi? Trời ơi! Ánh Hoa còn kêu to hơn lúc nãy. Hạ Lạc à, tóm lại là đã xảy ra chuyện gì chứ? Chẳng nhẽ cậu không yêu anh Vân nữa hay sao? Mình nghe cậu chạy tới đây, còn tưởng rằng cậu sẽ giải thích rõ hiểu nhầm với anh Vân. Không nghĩ rằng... Mà tóm lại, mặc kệ như thế nào, cậu nhất định phải đi cùng mình tới thăm anh Vân.
Hà Lạc không nói gì. Hoánh Hoa nhíu mày thở dài nói. Được rồi, coi như cậu và anh Vân không còn gì. Nhưng cậu cũng từng là nhân viên của công ty Vân Thị. Phải suy nghĩ một chút cho nó chứ. Mấy ngày nay anh Vân không có đi làm. Công ty loạn như thế nào, cậu có biết hay không? Coi như vì công ty đi. Mau đi thăm anh Vân cùng với mình. Bất đắc dĩ, Hà Lạc đành để cho Oánh Hoa kéo đi. Vừa đi Oánh Hoa vừa oán trách. Cậu không cảm thấy kỳ lạ sao? Anh Vân là đổi tên thành Ân Dương. Ân Dương là có ý gì vậy chứ? Còn có Nhậm Tư Dính, tại sao lại giả bộ không biết cậu? Tất cả chuyện này nhất định đều là do cô ta giở trò quỷ. Là ai giở trò quỷ không quan trọng nữa. Chẳng nhẽ cậu không thấy, quan trọng nhất vào lúc này chúng ta có thể sống bình an. Đây không phải là chuyện quan trọng nhất hay sao? Nhìn đường phố ồn ào náo nhiệt, hôm nay lại hoang tàn, làm cho người ta bùi ngùi xúc động. Đúng lúc này đột nhiên lại có một trận động đất. Sao vậy? Động đất lần này cũng không rung mạnh cho lắm. Làm chi mà cậu căng thẳng vậy? Oánh Hoa thấy mọi người căng thẳng sợ hãi, kêu thét lên, không khỏi nhỏ giọng lầu bầu. Bởi vì chúng ta chưa từng gặp trận động đất mạnh đó. Theo lời dân bản địa nói, bây giờ họ đi ở trên đường, lúc nào cũng thấy hoang mang. Đó chỉ là dư chấn thôi mà. Giọng nói của Oánh Hoa hơi khinh miệt. Mặc dù Hạ Lạc không có đồng ý, nhưng cũng không nói nữa, chỉ đi về phía trước. Cậu tự qua đó đi, hỏi xem có thể sẽ biết đó. Cậu vẫn không muốn đi. Oánh Hoa vừa nói xong, bỗng nhiên có bóng dáng quen thuộc, lặng lặng đứng sau họ. Cô lại tới đây. Oánh Hoa kêu to. Nhậm Tư Dĩnh, cô có ý gì chứ? Nếu như không phải tôi ép Hạ Lạc nói thật, có thể cô ấy cũng sẽ không nói cho tôi biết cô đang làm chuyện gì tốt. Nói thật cái gì chứ? Chỉ muốn từ nay về sau, các người đừng quấy rầy chúng tôi nữa. Phi Dương đã rất vui vẻ, không giống như trước kia. Cô ta ngụ ý, nhìn chằm chằm vào Hạ Lạc. Cô biết tại sao Phi Dương lại mất trí nhớ hay không? Khi đó, anh ấy là vì đi tìm cô, lúc nào cũng hô hốt hoảng hoảng. Lúc xảy ra động đất, anh ấy vốn định chạy khỏi phòng rồi. Không nghĩ có người kêu gào con gái của ông ta vẫn ở trong nhà. Anh ấy nghe thấy, lại tưởng đó là cô, liền chạy vào. Cho nên mới bị đồ vật rơi vào trong đầu. Vậy thì sao chứ? Vậy thì càng chứng minh, người mà anh Vân yêu không phải là cô, mà là Hạ Lạc. Oánh Hoa đáp lại. Tư Dính nghe vậy thì cười to. Đúng. Tôi thà nhận rằng người anh ấy yêu không phải là tôi, nhưng cô ta thì sao chứ? Khi Phi Dương đau lòng muốn chết thì cô ta đang ở đâu? Khi anh ấy bị thương hôn mê bất tỉnh thì cô ta đang làm gì? Nếu như yêu một người lại chỉ làm cho anh ấy tổn thương, không bằng chia tay đi, như thế tốt cho anh ấy hơn. Lời của cô ta làm cho Hạ Lạc bị thương. Cho nên cô thừa dịp lúc anh Vân mất trí nhớ nói dối lừa gạt anh ấy, nói người anh ấy yêu chính là cô, không phải Hạ Lạc. Hay căn bản là không nói cho anh ấy biết có một người tên là Hạ Lạc. Oánh Hoa cười lạnh, Tư Dĩnh tái mặt, nói lớn. Đúng thì sao chứ? Không biết xấu hổ, tôi nhất định phải nói cho anh Vân biết chuyện này, cho anh ấy biết bộ mặt thật của cô. Đột nhiên Tư Dĩnh quỳ xuống. Cô làm gì vậy chứ? Hạ Lạc kinh người cúi xuống, kéo cô ta lên. Tôi xin cô ấy buông tha Phi Dương đi, đừng quay lại tìm anh ấy nữa. Vì sự biến mất của cô, mặc dù anh ấy không nói gì, nhưng tôi thấy trong lòng của anh ấy rất nghi ngờ. Hôm nay tôi ngăn cản. À không, tôi cầu xin cô, đừng trở lại mà. Cô có biết tôi yêu Phi Dương như thế nào hay không? Tôi một mực yên lặng chờ đợi anh ấy, nhìn phụ nữ tới bên anh ấy, rồi lại ra đi. Vì có lẽ sẽ có một ngày, anh ấy sẽ phát hiện ra tôi rất tốt, chấp nhận tôi. Bởi vì tôi biết anh ấy không thật lòng với những người phụ nữ đó. Cô ta khóc lóc thất thanh. Cầu xin cô, hãy đi mà, đừng gặp anh ấy nữa. Oánh Hoa hét lên. Cô nói cái gì chứ? Bỗng nhiên có người chạy tới. Ây da, Tiểu Thính à, hóa ra là cô ở đây. Anh cô gọi rất nhiều người ra ngoài tìm cô. Lúc mới xảy ra động đất, mẹ cô sợ phòng bị sập, cho nên đã lấy hết vật phẩm đáng giá. Kết quả là không cẩn thận ngã cầu thang, tới nỗi không phải các người nhà cô lập tức ôm bà ấy đi. Mẹ cô đã lớn tuổi như vậy, chỉ là... Anh ấy sao rồi? Hạ Lạc, Tư Dính, Oánh Hoa không hẹn mà cùng hỏi. Người kia ngẩn ra, lúng túng nói. Bất tỉnh rồi. Anh ta vẫn còn chưa nói hết, Tư Dính đã nhảy dựng lên, chạy về phía phố nhà mình. Hà Lạc và Oánh Hoa lo lắng lập tức đi theo. Trong chốc lát đã tới nhà của Nhậm Tư Dính. Anh ấy sao rồi? Nhìn mọi người trong phòng, Tư Dính vội vàng hỏi họ. Một người trong số đó nói. Nghỉ ngơi ở đằng sau. Tư Dính chạy vào, thấy Vân Phi Dương nằm trên ghế salon, mắt nhắm lại. Anh ấy khỏe không? Có cần đi bệnh viện hay không? Không biết, vừa rồi cậu ấy còn nói chuyện. Cậu ấy nói nằm một lúc là khỏe, cho nên anh nghĩ cậu ấy không sao. Nhưng mà đã được một lúc rồi, không biết là... Vậy còn chờ gì nữa, nhanh đưa anh ấy đi.
Vẫn còn chưa nói xong, Tư Dính đã thấy Hạ Lạc. Tại sao các người lại tới đây? Nhanh đi đi, đi mau đi. Hạ Lạc không có nói gì, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú Vân Phi Dương. Hôm nay gặp lại, trong lòng của cô vui không tả nổi, nhưng mất mát và muộn phiền vợ tới cũng làm cho người ta đau lòng như vậy. Cho tôi nhìn anh ấy một cái thôi được không? Hôm qua cô sợ hãi, không dám nhìn mắt anh, nhưng bây giờ cô thực sự không thể khắc chế được, muốn nhìn anh một cái. Không được. Tư Dính vội vàng ngăn cản, dùng người che kín tầm mắt của anh. Oánh Hoa bước lên một bước, đẩy cô ta ra. Cô không có tư cách như vậy. Người mà anh Vân yêu là Hạ Lạc, không phải là cô. Hạ Lạc à, cậu đừng bao giờ nghe lời của cô ta. Tư Dính đột nhiên kêu lên. Anh à, anh bảo họ đi ra ngoài đi, bảo họ đi đi. Dường như anh trai của Nhậm Tư Dính cũng thấy chuyện này có vẻ như không đúng. Anh à, chẳng nhẽ không nhận ra sao? Người vô lý là em gái của anh, là cô ta kiên quyết tranh đoạt tình yêu của người khác. Thực ra, người nằm trên ghế salon kia không phải là Ân Dương, mà là Vân Phi Dương, người thừa kế công ty Vân Thị. Anh ấy chính là người yêu của người đứng bên cạnh tôi, không phải là em gái của anh. Giọng nói của Ánh Hoa tuyệt đối là không chịu yếu thế. Cô im ngay, im ngay. Sao tôi phải im chứ? Người anh Vân yêu vốn là Hạ Lạc, không phải là cô. Cô cho rằng trên đời này chỉ có một mình cô đáng thương hay sao? Tôi từ nhỏ lớn lên cùng với anh Vân, muốn làm cô dâu của anh ấy từ lâu rồi, cô biết không hả? Nhưng tôi muốn thì sao chứ? Anh ấy coi tôi là em gái, là em gái đó. Sự thực này không bao giờ có thể thay đổi được. Nói xong, mắt của Ánh Hoa cũng đỏ lên. Con người tình sẽ thành thân thuộc, tình cảm xuất phát từ hai phía. Cô gạt được một thời gian thôi, chẳng nhẽ gạt được mãi mãi hay sao? Đừng, đừng nói nữa, tôi xin cô, đừng nói nữa. Tư Dính ôm đầu mà khóc lóc. Tôi không nói thì có thể thay đổi được sự thật hay sao? Nghĩ kỹ đi, làm em gái của anh Vân không tệ đâu, thật đấy. Lời nói của Ánh Hoa làm cho Hạ Lạc đau lòng. Nhìn Vân Phi Dương, nhìn anh chăm chú, đang từ từ mở mắt, cô chậm rãi mở miệng. Em gái thật sự của anh ấy là tôi, là tôi. Ánh Hoa cười khổ nói. Hạ Lạc à, cậu không cần an ủi mình. Ai cũng nhìn thấy anh Vân yêu cậu rất sâu đậm cơ mà. Cô hít sâu, nói ra từng câu từng chữ. Thật đó, gần đây mình cũng mới biết. Thì ra, ba ruột của mình chính là Vân Trấn Thiên. Mẹ mình và ông ấy yêu nhau hồi sinh ra mình. Ông ấy là người phụ trách Vân Thị. Giọng nói của cô đau thương và khổ sở. Cô nói xong, ai ai cũng chú ý tới Vân Phi Sương đang nằm trên ghế salon, đột nhiên cả người chấn động. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Cậu chắc chứ, Hạ Lạc. Ánh Hoa giật mình, Tư Dính lại cười to. Vậy thì tốt quá, thật tốt quá. Tại sao cô lại như vậy? Nhậm Tư Dính, cô thật là quá đáng. Cho dù Hạ Lạc có là em gái của anh Vân, anh ấy cũng sẽ không coi trọng cô đâu. Vậy sao? Cô đừng quên, Phi Dương luôn luôn coi tôi là người bạn gái duy nhất. Có chuyện gì anh ấy sẽ nghĩ tới tôi đầu tiên. Huống chi anh ấy lại bị mất trí nhớ, lại còn cho rằng tôi là vợ chưa cưới của anh ấy. Cô nghĩ lại xem, vợ chưa cưới, chỉ cần chúng tôi cử hành hôn lễ, một nam một nữ sống chung với nhau, như vậy không biết xấu hổ. Ánh Hoa tức giận, mặt đỏ bừng. Cô ta liếc Ánh Hoa rồi nhạt nhạt nói. Không biết xấu hổ thì sao chứ, quan trọng là tôi có thể lấy được Vi Dương. Cô... Ánh Hoa giận không thể nói câu nào, không thể làm gì, đành giận chân. Hạ Lạc vội an ủi cô ấy. Ánh Hoa, cậu đừng như vậy. Hạ Lạc à, cậu không tức giận hay sao? Cô thở dài, cười gượng nói. Mình tức giận cái gì chứ? Tại sao mình lại tức giận? Mình tin, Tư Dính yêu anh ấy, cho nên mình tức giận cái gì đây? Huống chi lòng người đã chết, căn bản đã mất đi sinh lực. Mình không giống như cậu. Ánh Hoa, thật ra cậu kiên cường hơn mình rất nhiều. Thật đấy, kiên cường hơn rất nhiều. Mặc dù giọng nói bình thản, nhưng ai cũng cảm thấy trong đó ẩn sâu đau thương. Hạ Lạc à? Ánh Hoa cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt không tự chủ được mà lăn xuống. Nếu như vậy, Hạ Lạc cô ở đây làm phụ dâu cho chúng tôi được chứ? Cô nói cái gì hả? Quá đáng mà. Ánh Hoa cho rằng mình nghe nhầm. Tư Dĩnh coi đó là chuyện đương nhiên cười nói. Không phải sao? Như vậy thì Phi Dương sẽ hết hy vọng. Cô có thể như thế? Cũng có thể cái gì chứ? Đột nhiên Vân Phi Dương mở miệng. Phi Dương! Nhìn mọi người kinh ngạc, anh cũng không để ý nhiều, chỉ nhìn Tư Dính lạnh lùng nói. Nếu như không phải cô khinh người quá đáng, cho dù biết bị lừa, tôi cũng sẽ nể tình, để lại mặt mũi cho cô. Nhưng mà chuyện này cô có thể giải thích gì đây? Nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy bây giờ chắc chắn Tư Dính đã nằm trong vũng máu tươi.
toàn bộ sự tức giận của anh đã ở trong ánh mắt lạnh đụng đó. Dương à, anh em nói đi, em cầu xin anh mà. Cô cầu xin. Vân Phi Dương nhắm mắt lại không nói, làm động tác ngăn lại. Mặt anh lạnh như xương, nhất thời không ai dám mở miệng nói chuyện. Sau đó anh mới chậm chậm nói. Hà Lạc, những điều mà em nói đều là sự thật sao? Hà Lạc cúi đầu chán nản nói. Em chỉ mong đó không phải là sự thật. Khó trách, khó trách đột nhiên em lại bất tích, khó trách em lại. Mở mắt ra, đôi mắt của anh tràn đầy bi thương. Khi anh tỉnh lại, ký ức từng chút quay lại, thì ý nghĩ đầu tiên trong đầu của anh chính là hối hận. Hận gặp lại lần này, anh lại nói ra những lời đáng chết đó, làm những chuyện đáng chết. Nhưng nghe giọng của em, lại muốn trừng phạt em thật nặng, để cho em biết em vô cơ mất tích đã làm anh tổn thương như thế nào. Không nghĩ tới, sự thật này mới khiến cho người ta đau lòng. Không nghĩ. Anh cười to, cười rất thê lương. Hà Lạc nhắm mắt, nước mắt của cô nhẹ nhàng chảy xuống. Nếu không phải cô còn thở, chỉ sợ cô đứng cũng không vững. Anh không cười nữa mà nói to. Nếu dành bất tỉnh cả đời, như vậy mọi chuyện sẽ kết thúc. Hạ Lạc lắc đầu, khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Cô muốn nói chuyện, nhưng không thể phát ra tiếng nào. Hạ Lạc, tiếng gọi này làm cho người ta gần như tan nát cõi lòng. Cô nhìn anh, hình ảnh anh mơ hồ trong mắt, nhưng vẫn anh tuấn như vậy. Tựa như lúc mới gặp, tay của anh đút vào túi quần dựa vào tường, vẻ mặt giống như cách hôm nọ đi cùng nhau dáng mặt trời. Gặp lại sau. Bỗng nhiên anh xoay người. Anh đi đâu? Anh có ý muốn xa cách, làm cho cô sợ hãi. Nơi nào cũng được. Anh Vân, công ty Vân Thị vẫn chờ anh. Ướn lưng anh cười to. Một con người không có trái tim thì không thể xử lý bất kỳ chuyện gì. Trong lòng của Hạ Lạc cũng căng thẳng. Không có trái tim, nếu như quả thật không có trái tim thì tốt biết bao nhiêu chứ. Đúng lúc Vân Phi Dương đi ra khỏi cửa thì anh dừng lại. Hoắc Thiếu Quân tươi cười đi tới. Đi nhanh vậy làm gì chứ? Vân Phi Dương không nói gì, thậm chí anh cũng không thèm nhìn. Nếu như không phải Hoắc Thiếu Quân nắm vai của anh, chỉ sợ là anh đã đi rồi. Anh làm gì ở đây? Chẳng nhẽ anh... Oánh Hoa, xem lại coi thường anh trai của em như vậy chứ. Anh tới để mang tới một tin tốt, để xem Phi Dương sẽ cảm ơn anh như thế nào. Hoặc là thừa nhận, chịu thua anh cũng được. Phi Dương, cậu thấy thế nào? Vân Phi Dương vẫn là im lặng, sắc mặt tái xanh. Hà Lạc vội nói. Đừng nói. Cô cho rằng anh ta nói chuyện, cô đồng ý lấy anh ta. Anh à! Mặc dù Ánh Hoa không hiểu, nhưng cũng thấy chuyện này khác thường. Lát sau, Vân Phi Dương mới lạnh đụng nói. Bỏ tay của cậu ra. Hoắc Thiếu Quân liếc anh, vội vàng cười nói. Được được được, không đùa nữa, cậu phải đi, cũng phải gặp họ trước rồi hãy quyết định. Anh ta tránh ra, đằng sau là Từ Thiến Chi và Vân Chấn Thiên. Mẹ! Nước mắt của Hạ Lạc lại như vỡ đê. Từ Thiến Chi đi tới, dịu dàng nói. Con bé ngốc này, con đúng là một đứa ngốc, tại sao con không hỏi mẹ chứ? Nếu như con hỏi sớm thì con đã không đau lòng như vậy. Phi Dương à, tính cách của con nóng nảy nên thực sự sửa đổi đi. Về điểm này thì Thiếu Quân hơn con rất nhiều. Mặc dù tóc của Vân Chấn Thiên đã có sợi bạc, nhưng khuôn mặt của ông vẫn tràn đầy sự hấp dẫn của đàn ông. Giọng nói càng chậm thấp và mạnh mẽ, khiến cho người khác nghe thấy vô cùng thoải mái. Bác Vân à, bác đừng nói như vậy. Chuyện này không liên quan tới anh ấy. Nếu như Vi Dương không có tính cách như vậy, anh ấy đã biết từ lâu rồi. Hơn nữa chuyện này cháu cũng có trách nhiệm, cháu không nên gò ép. Thật sự là anh ấy may mắn bình an vô sự. Nếu không thì cháu sẽ hối hận cả đời mất. Vân Chấn Thiên cười cười. Phi Dương à, con nên cảm ơn Thiếu Quân. Anh vẫn là không nói lời nào, mặc dù anh đứng đó, nhưng lại như một pho tượng không có chút phản ứng. Con yêu Hạ Lạc nhiều như vậy sao? Vân Chấn Thiên hỏi, Vân Phi Dương mới cử động. Mẹ à! Hạ Lạc che mặt, vùi đầu vào lòng của Tử Thiến Chi mà khóc. Ai, cái đứa ngốc này, sao con lại nghĩ con và nó là anh em chứ? Vì câu nói này mọi người đều nhìn bà. Chẳng nhẽ không phải hay sao? Ngay lập tức trên mặt của Vân Phi Sương tràn đầy sức sống. Dĩ nhiên là không phải. Để ba nói, năm đó không phải là Hạ Cảnh Hào ép buộc Thiến Chi khiến cho bà ấy mang thai. Bà ấy đã thuộc về Vân Chấn Thiên ba từ lâu, cần chần chờ gì tới bây giờ chứ? Vân Phi Sương cướp lời. Cho nên Hạ là không phải là em gái ruột của con. Cô ấy không phải là em gái con. Ai... Chuyện này nên nói như thế nào đây? Mặc dù Hạ Cảnh Hảo dùng kế ép buộc cô không thể lấy ông ấy, nhưng ông ấy cũng là thật lòng yêu cô. Hạ Lạc vừa ra đời, ông ấy lại càng yêu thương,
Cho nên mặc dù ông ấy dùng thủ đoạn ti tiện, nhưng dù gì ông ấy cũng là ba ruột của Hạ Lạc. Cô phải nói thế nào với Hạ Lạc đây? Huống chi con bé luôn luôn kính trọng ông ấy. Nếu không xảy ra chuyện này, cô nghĩ cả đời cô cũng không muốn phá hỏng hình tượng của Cảnh Hạo trong suy nghĩ của Hạ Lạc. Mẹ à, sự thật là vậy sao? Cô ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ. Từ Thiến Chi dịu dàng dùng nước mắt lau mặt cho cô rồi nói. Không nghĩ rằng con lại ngốc như vậy, cũng không hỏi mẹ, tự mình phỏng đoán. Khó trách con nhất quyết tự mình đi kiếm tiền, hơn nữa lại chán ghét Trấn Thiên như vậy. Con vẫn là không thoát khỏi quá khứ hay sao? Còn khóc sao? Ánh mắt của thằng bé Phi Dương nhìn con như vậy, như là muốn ăn tươi nuốt sống rồi kìa. Mẹ à! Mặc dù trong lòng cô vẫn còn đau lòng vì người cha mà trước nay cô luôn kính trọng lại từng làm những chuyện như vậy, nhưng khi vừa nghĩ tới chuyện cô và Phi Dương có thể ở cùng với nhau lại vui sướng khôn xiết biết bao. Ánh mắt của Vân Phi Dương nhìn cô vô cùng nóng bỏng. Hạ Lạc à, đi đi, mau đi đi. Oánh Hoa đẩy cô về phía trước, cô nhìn mọi người chần chờ không dám đi. Oánh Hoa hiểu ý, cười cười nói. Chúng ta ra ngoài thôi, nếu không nhiều bóng đèn như vậy, chiếu lên da của họ cũng đủ sáng rồi, còn nói gì được nữa chứ. Nhậm Tư Dĩnh à, cô hết hy vọng rồi. Còn Thiếu Quân và tôi làm bạn với cô không tốt sao? Đi thôi đi thôi. Vì vậy mặc kệ có đồng ý hay không, trong tức khắc mọi người đều đi ra ngoài, chỉ còn lại hai người bọn họ. Không tới sao? Vân Phi Dương vẫn là mỉm cười, mở rộng vòng tay chở cô chạy tới. Hàn Lạc vốn định đi rồi, nhưng chợt có ý định hiện lên trong đầu, bĩu môi nói. Tại sao em lại vậy tới mà không phải là anh chứ? Vân Phi Dương sửng sốt, cười to nói. Cũng được, nhưng mà đợi anh tới được chỗ em, nhất định là sẽ phải trừng phạt em. Trừng phạt? Anh gật đầu, ánh mắt quỷ quyệt và tà ác, nhìn vào cái cổ trắng nón của cô, sau đó lại nhìn đôi môi mềm mại. Gò má của Hạ Lạc bỗng nhiên có hai dạng mây hồng, nhìn anh nghĩ tới mọi chuyện, rốt cuộc không kìm được mà lại chạy vào trong lòng của anh, cô xúc động khóc thêm lần nữa. Tại sao lại khóc rồi chứ? Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không nghĩ rằng cô càng khóc lại càng xúc động, đến cuối cùng vẫn không thể nói được câu nào. Giọng nói của Vân Phi Dương vẫn dịu dàng khác thường. Được rồi, muốn khóc thì khóc đi. Từ nay về sau, anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc tới mức không thể khóc nổi được nữa. Nghĩ tới mọi chuyện đã trải qua, hai người ôm nhau thật chặt, dường như không có một khe hở, căn bản không phát hiện ra mọi người đang núp ngoài cửa cười trộm. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện qua sự thể hiện của Phương Thảo. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.